Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 118. Ở đó lập tức vang lên một tiếng nổ lớn rung trời, theo tiếng động này vang lên, tấm lá chắn lớn màu vàng này cùng kiếm quang kia đồng thời nổ tung ra, hai luồng lực lượng bạo phát ra, trực tiếp làm không gian xung quanh chấn động run rẩy từng đợt. Rất nhanh, ở đó dần dần khôi phục yên tĩnh. Phía xa, Dương Diệp nhìn năm bóng đen này, vẻ mặt trầm như nước. Trước đó sở dĩ hắn đột nhiên đánh lén nữ tử mặc áo giáp này là bởi vì nàng đã bị thương rất nặng, hắn hy vọng có thể đánh bất ngờ, trực tiếp giết chết đối phương trong nháy mắt. Nhưng hắn không ngờ được tốc độ của năm bóng đen này nhanh như vậy, đồng thời còn ngăn cản được nhất kiếm luân hồi này của hắn. Lúc này, nữ tử mặc áo giáp đột nhiên nhìn về phía thiên nữ. Thiên nữ, giết hắn rất khó với người sao? Thiên nữ im lặng trong chớp mắt, đột nhiên, nàng đưa tay chộp về phía Dương Diệp. Trong phút chốc, không gian xung quanh Dương Diệp trực tiếp bị một luồng lực lượng thần bí cắn nuốt, tốc độ cắn nuốt này rất nhanh, trong chớp mắt lại muốn cắn nuốt Dương Diệp. Cầm lại muốn ra tay, nhưng năm người bóng đen trực tiếp xuất hiện ở bốn phía xung quanh nàng, bao vây nàng lại. Cũng may đúng lúc này, trên người của Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một màn hào quang màu vàng đất, lực lượng thần bí này của thiên nữ lập tức bị chặn lại. Lực lượng mặt đất. Thời điểm quan trọng, Tiểu Thiên chuyển lực lượng mặt đất trên người mình tới trên thân Dương Diệp. Dương Diệp nhìn màn hào quang màu vàng trên người mình, sau đó lại nhìn về phía thiên nữ. Ngươi muốn giết ta? Thiên nữ nói. Ta từng cho ngươi cơ hội rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu, lần này, hắn không nhiều lời với thiên nữ, bởi vì hắn biết rõ, thiên nữ trước mắt này đã không phải là nhân nhân trước đây. Nếu như đối phương là nhân nhân thì chắc chắn sẽ không ra tay với hắn. Thiên nữ, giết chết hắn. Lúc này, nữ tử mặc áo giáp này lại nói. Thiên nữ cũng không nói nữa, nàng ngẩng đầu nhìn về phía những con mắt thiên đạo. Khống tinh tư, một lần nhiệm vụ cuối cùng của U Minh Thập Điện ta là tiêu diệt con mắt thiên đạo của thế giới này. Sau khi loại bỏ những con mắt thiên đạo, 10 tỷ muội ta sẽ rời khỏi U Minh Điện. Đương nhiên, cho dù không ra khỏi U Minh Điện, ngươi cũng không có tư cách ra lệnh cho ta, hiểu rõ chưa? Nghe thấy thiên nữ nói vậy, vẻ mặt khống tinh tư lập tức trở nên thâm trầm. Lúc này, thiên nữ đột nhiên cơ thể thoáng động lao về phía những con mắt thiên đạo, cùng lúc đó, một cái miệng rất lớn xuất hiện ở phía chân trời. Sau khi cái miệng này xuất hiện, Dương Diệp phát hiện những con mắt thiên đạo phía chân trời bắt đầu run rẩy. Đây là đang sợ hãi. Ngăn cản nàng. Một bên, Tiểu Thiên đột nhiên nói. Nhưng nàng vừa mới dứt lời mới đột nhiên phát hiện, nàng đã không còn trợ thủ. Lúc này, cầm đã bị năm bóng đen này quấn chặt, mà phần thiên đế viêm cũng bị người trung niên của U Minh Điện kia cuốn lấy, linh của đại địa lại phải đề phòng phạm âm vũ đánh lén. Tiểu Thiên nhìn về phía Dương Diệp đang muốn ra tay, nàng lại lắc đầu, sau đó tay ngọc vung lên. Ngăn cản nàng. Vừa dứt lời, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, khi Tiểu Bạch xuất hiện, không gian phía sau hắn đột nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó, mỗi một linh vương từ trong không gian kia nhanh chóng hiện ra, trong thời gian không đến hai hơi thở, phía chân trời lại xuất hiện mấy trăm linh vương. Tiểu Thiên giơ tay ngọc lên, sau đó hạ xuống. Tấn công. Trong mắt lóe Tiểu Bạch lên một tia hưng phấn, trong phút chốc, miệng nàng há ra và sau đó nhẹ nhàng phun ra, một cột sáng màu trắng lập tức từ trong miệng nàng phun tới. Cùng lúc đó, những linh vương ở sau lưng nàng cũng phun ra đủ loại chùm tia sáng, cuối cùng những chùm tia sáng hội tụ vào một chỗ, biến thành một cột ánh sáng cực lớn với đủ mọi màu sắc, cột ánh sáng này lấy tốc độ rất nhanh trực tiếp đánh về phía thiên nữ bên dưới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thiên nữ thoáng biến sắc và không dám khinh thường, lập tức đưa tay phải ra thò ra phía trước, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, trong phút chốc, không gian trước mặt nàng trực tiếp bị một lực lượng thần bí cắn nuốt, lực lượng này có tốc độ rất nhanh, lập tức cắn nuốt đến trước cột ánh sáng do Tiểu Bạch cùng những linh vương kia phát ra ngoài. Hai luồng lực lượng vừa mới tiếp xúc lập tức tách ra. Phía chân trời lập tức vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, ở trong mắt đám người Dương Diệp, thiên nữ trực tiếp bị chấn động đến ngoài vạn trượng, phía chân trời phát ra những sóng khí năng lượng lại bị Tiểu Bạch há miệng hút sạch. Sau khi Tiểu Bạch nuốt xong những năng lượng kia thì ợ hơi một cái, nàng lại nhìn về phía thiên nữ, tiếp theo, móng nhỏ của nàng lại vung lên. Được Tiểu Bạch ra hiệu, những linh vương kia lập tức đều ra tay. Mấy trăm chùm tia sáng giống như lưu tinh rơi về phía thiên nữ và cả đám người nữ tử mặc áo giáp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy,
bất kể là thiên nữ hay nữ tử mặc áo giáp đều lộ ra vẻ mặt khó coi. Những linh vương kia, nếu chỉ có một mình, cho dù là tiểu thiên, các nàng cũng có thể dễ dàng thu thập hết. Nhưng tất cả tập hợp cùng một chỗ, vậy năng lực cá nhân của các nàng căn bản không thể chống đỡ. Nữ tử mặc áo giáp im lặng trong chớp mắt, đột nhiên, một bùa chú xuất hiện ở trước mặt nàng, trong phút chốc, tấm bùa kia lao lên trời và muốn nổ tung lên. Bùa chú nổ mạnh, không gian ở phía sau đám người nữ tử mặc áo giáp đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cột ánh sáng màu đen đột nhiên từ trong không gian kia vọt ra, cột ánh sáng màu đen cùng cột ánh sáng màu sắc rực rỡ do Tiểu Bạch và các linh vương phát ra giống như hai viên lưu tinh va chạm mạnh vào nhau. Ầm, trời đất chấn động mạnh, không gian trong phạm vi trăm vạn dặm trực tiếp rạn nứt giống như mạng nhện. Hai cột sáng nổ mạnh, rất nhiều năng lượng bắn ra xung quanh, những năng lượng này đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị vỡ ra, vô cùng kinh người. Mà lúc này, trong khe nứt không gian sau lưng nữ tử mặc áo giáp kia đột nhiên xuất hiện một người một thú. Khi nhìn thấy một người một thú này, hai mắt Tiểu Thiên lập tức hơi nheo lại, trong mắt có một chút nghiêm trọng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Lúc này, người từ không gian đi ra nhìn về phía Tiểu Thiên và đang muốn nói, đột nhiên đối phương nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh. Mùi huyết mạch thật quen thuộc, chúng ta đã gặp qua chưa? Người nói là một nam tử trung niên mặc một bộ trường bào thuần một màu trắng, trong tay cầm một thanh thước dài màu đen. Mà ở bên cạnh hắn là một con yêu thú có hình dáng hơi quái dị. Yêu thú màu đen, đầu như rồng, thân như hổ, bốn chân đứng tản ra một khí tức âm u lạnh lẽo. Nghe thấy nam tử trung niên nói vậy, Dương Diệp nhìn về phía đối phương, và lắc đầu. Chúng ta chưa từng gặp qua. Nam tử trung niên nhíu mày. Ta thấy rất quen thuộc với mùi huyết mạch trên người người. Dương gia. Dương Diệp nghĩ đến Dương gia. Bởi vì hắn có huyết mạch Dương gia, người trung niên trước mắt này nói huyết mạch của hắn rất quen thuộc, cho nên có thể nam tử trung niên này từng gặp người Dương gia. Nhưng Dương gia ở hệ Ngân Hà, cách nơi này không biết bao xa, đối phương làm sao có thể nhìn thấy người Dương gia. Là nam tử trung niên đi qua hệ Ngân Hà, hay là người Dương gia đi tới vũ trụ này? Hắn tất nhiên không quên, Dương gia muốn hắn quay về tham gia tranh đoạt thế tử gì đó. Lúc này, nam tử trung niên lại nói. Ngươi là người vực ngoại, hay là người địa phương hệ Thiên Tuyền này? Dương Diệp vừa muốn nói, Phạm Âm Vũ đột nhiên nói. Hắn là người sinh ra ở địa phương hệ Thiên Tuyền. Nàng dĩ nhiên đã điều tra lai lịch của Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn Phạm Âm Vũ, không nói gì. Nghe thấy Phạm Âm Vũ nói vậy, nam tử trung niên nhíu mày và im lặng một hồi, hắn nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên. Ngươi chính là đứng đầu thiên đạo nơi đây. Không biết, Tiểu Thiên lạnh lùng nói. Nam tử trung niên nói. Ta là tả hộ pháp của U Minh Điện, lần này, ta đại biểu U Minh Điện đến đây. Trước khi tới, điện chủ có căn dặn, nếu như ngươi bằng lòng dẫn theo những con mắt thiên đạo cùng linh vương thuần phục U Minh Điện ta. U Minh Điện ta có thể không tiến hành cướp đoạt linh khí ở đây, thế giới này vẫn do ngươi quản lý. Thuần phục. Tiểu Thiên cười lạnh. Hệ Thiên Tuyền vĩnh viễn không làm nô. Nam tử trung niên nhìn Tiểu Thiên rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. Ta hiểu. Nói xong, hắn nhìn lướt qua đám người Tiểu Thiên, sau đó nói. Trong các ngươi ai tới? Cầm muốn đi tới, Tiểu Thiên liền giữ nàng lại. Ngươi đánh không lại hắn. Cầm lắc đầu. Ta không sợ. Tiểu Thiên khẽ cười. Ta biết ngươi không sợ, nhưng ta không thể để cho ngươi đi chịu chết một cách uổng phí được. Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn về phía dưới, sau đó nói. Vật lớn, chỉ có thể để cho ngươi ra tay. Trong chớp mắt yên lặng. Phù. Một tiếng hít thở đột nhiên vang vọng ở bên tai mọi người, không chỉ tất cả mọi người ở đó, giờ phút này tất cả hệ người trong Thiên Tuyền đều nghe được tiếng hít thở này. Vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều thay đổi. Rất nhanh, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Tiểu Thiên, ngươi nói rất hay, hệ Thiên Tuyền vĩnh viễn không làm nô. Vừa dứt lời, không gian sau lưng Tiểu Thiên đột nhiên run rẩy. Ngay sau đó, một con yêu thú xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thiên. Yêu thú mặt người thân sư tử, ở trên đầu nó có một đám tóc bạc giống như loài người, mà ở dưới miệng nó lại là hai cái răng đen mọc dài giống như răng nanh. Ở chính giữa vị trí hai đầu gối còn có hai gương mặt. Ở trên lưng nó có vảy dày màu đen che phủ. Thiên ma thú. Lúc này,
một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Dương Diệp nghe âm thanh này thì nhìn lại, người nói chính là Phạm Âm Vũ. Dương Diệp phát hiện vẻ mặt của Phạm Âm Vũ lúc này rất nghiêm trọng. Thiên ma thú. Nữ tử mặc áo giáp nhìn về phía Phạm Âm Vũ, trong mắt có vẻ thăm dò. Phạm Âm Vũ nhìn chằm chằm vào con thiên ma thú. Vũ trụ này, thiên địa sơ khai sinh ra một người một thú. Một thú này, chính là thiên ma thú. Con thú này sống cùng trời đất, có thể nói nó cùng trời đất là một thể. Còn có một người. Nữ tử mặc áo giáp lại hỏi. Phạm Âm Vũ nhìn về phía Tiểu Thiên. Là ngươi, đúng không? Tiểu Thiên đang muốn nói, thiên ma thú này lại đột nhiên nói. Người từ ngoài đến, những điều đó đều không quan trọng. U Minh Điện các người muốn chiến đấu, vậy chúng ta lại chiến đấu. Vừa dứt lời, nó giơ chảo phải lên vỗ về phía tả hệ pháp. Tả hộ pháp nheo mắt lại và không dám khinh thường, cổ tay lập tức chuyển động, thước dài màu đen trong tay cách không đánh về phía thiên ma thú. Tất cả chiến trường tinh không chấn động mạnh, không gian xung quanh trực tiếp rạn nứt ra, không phải là rạn nứt, mà là lập tức muốn đổ nát, tuy nhiên đúng lúc này, cầm đột nhiên ra tay, không gian xung quanh lập tức đông cứng lại, tiếp theo chậm rãi khôi phục bình thường. Mà lúc này, thiên ma thú này cùng người trung niên kia đã biến mất. Nữ tử mặc áo giáp này nhìn về phía con yêu thú bên cạnh nam tử trung niên kia. U Minh thú, những linh vương này giao cho ngươi. Gào. Con yêu thú kia đột nhiên ngửa đầu gầm lên giận dữ, tiếp theo, nó tung người nhảy lên, lao vọt về phía Tiểu Bạch và các linh vương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Tiểu Bạch mở to, sau đó vội vàng vung vẩy móng nhỏ. Ầm ầm ầm. Khi nhận được mệnh lệnh của Tiểu Bạch, những linh vương phía sau nàng lập tức ra tay, trong phút chốc, từng chùm tia sáng giống như lưu tinh về phía bắn nhanh con u minh thú kia qua. Nhiều linh vương như vậy ra tay cùng lúc thì phải kinh khủng tới mức nào? Nhưng con u minh thú kia lại cứng rắn ngăn cản các linh vương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, thực lực của con u minh thú này mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Phía xa, nữ tử mặc áo giáp nhìn về phía thiên nữ. Những con mắt thiên đạo giao cho ngươi. Thiên nữ im lặng trong chớp mắt, sau đó cơ thể thoáng động lao về phía những con mắt thiên đạo. Cầm lại muốn ra tay, mà Phạm Âm Vũ đã chắn ở trước mặt nàng. Phạm Âm Vũ tuyệt đối không ra tay, nhưng nếu như cầm ra tay, nàng nhất định sẽ ra tay. Thực lực của nàng cùng cầm tương đương nhau, có thể yếu hơn so với cầm một chút, nhưng muốn phân ra sống chết lại rất khó. Mà nàng cũng không cần phân ra sống chết cùng cầm, nàng chỉ cần ngăn cản cầm là được. U Minh ngũ quỷ thì bị linh của đại địa ngăn cản. Nhưng chẳng bao lâu, bên Tiểu Thiên dần dần rơi xuống hạ phong. Bởi vì những con mắt thiên đạo căn bản không phải là đối thủ của thiên nữ. Thời gian không đến một khắc, đã có 5 con mắt thiên đạo bị thiên nữ cắn nuốt hết. Khí tức thiên nữ càng thêm mạnh mẽ. Vẻ mặt Tiểu Thiên lại càng thêm khó coi. Mà vào lúc này, nữ tử mặc áo giáp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, im lặng trong chớp mắt, nàng nhìn về phía Tiểu Thiên. Đại quân U Minh ta đã đến, kết thúc rồi. Nữ tử mặc áo giáp vừa dứt lời. Không gian ở sâu bên trong tinh không xa xôi này đột nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó, rất nhiều người mặc áo đen trong tay cầm trường thương xuất hiện, khoảng chừng hơn 500 người. Toàn bộ là cảnh giới luân hồi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, mặt Tiểu Thiên lại không đổi sắc. Đúng lúc này, sâu bên trong tinh không xa xôi đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn rung trời, ngay sau đó, tất cả trời đất bắt đầu điên cuồng chấn động. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đó đều ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Long trời lở đất. Vào giờ phút này, mọi người có cảm giác chính là muốn long trời lở đất. Tay ngọc của Tiểu Thiên chậm rãi nắm chặt lại. Qua khoảng một khắc sau, sâu trong tinh không đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, thiên ma thú cùng tả hộ pháp của U Minh Điện này xuất hiện. Lúc này vẻ mặt tả hộ pháp có phần tái nhợt, ở khóe miệng hắn có một tia đỏ sẫm. Rõ ràng hắn đã bị thương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Tiểu Thiên lập tức thả lỏng. Lúc này, thiên ma thú đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước con u minh thú. Ngay sau đó, mọi người còn chưa thấy rõ, con u minh thú kia liền trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Thiên ma thú nhìn lướt qua đám người u minh điện, sau đó nói. Hôm nay, kẻ vào sông vào hệ thiên tuyền ta thì đều phải chết. Nói xong, cơ thể nó thoáng động.
xông về phía đám người nữ tử mặc áo giáp này. Tả hộ pháp nheo mắt lại, trong phút chốc, toàn thân hắn trực tiếp biến mất rồi xuất hiện ở trước mặt thiên ma thú, tiếp theo, hai tay hắn cầm thước dài trong tay bổ về phía thiên ma thú. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, tả hộ pháp trực tiếp bị chấn động đến ra ngoài nghìn trượng. Thiên ma thú này lại muốn ra tay lần nữa, mà lúc này, U Minh thú đột nhiên giận dữ hét một tiếng, ngay sau đó, phía sau lưng nó đột nhiên xuất hiện một đôi cánh màu đen rất lớn, nó vỗ mạnh hai cánh, trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu đen đụng về phía thiên ma thú. Thiên ma thú này không tránh không né, trực tiếp đập về phía U Minh. Cứ như vậy, ở trong ánh mắt mọi người, hai con thú lớn bằng phương thức ngang ngược va chạm vào nhau trên không trung. Ầm! Không gian trong vòng mấy chục dặm chấn động mạnh, tiếp theo, hai con thú lớn liên tục lui lại, tuy nhiên thiên ma thú rất nhanh đã ngừng lại, tiếp theo, nó lại tung người nhảy lên, đụng về phía U Minh thú này. Ầm! Va chạm này, trực tiếp đẩy U Minh thú ra ngoài mấy nghìn trượng. Thiên ma thú lại muốn thừa thắng xông lên, nhưng tả hộ pháp đã xuất hiện ở trước mặt nó, sau đó tay cầm thước dài từ trên bổ xuống nó. Ầm! Thiên ma thú bị đẩy lui gần trăm trượng. Nhưng tả hộ pháp lại trực tiếp bị chấn động đến hơn 2.000 trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người U Minh Điện đều khó coi. Bọn họ không ngờ được thiên ma thú tự nhiên mạnh mẽ như vậy, ngay cả tả hộ pháp U Minh Điện cũng không có cách nào chống lại. Gào! Thiên ma thú đột nhiên ngửa đầu giận dữ hét một tiếng, tiếp theo, cơ thể nó thoáng động vọt về phía tả hộ pháp. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến đã trực tiếp xé rách không gian nơi nó đi qua. Mà vào lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên biến sắc. Tiểu ma, cẩn thận. Tiểu Thiên vừa dứt lời, thiên ma thú này lại trực tiếp bay ngược ra ngoài, mấy ngàn trượng xa, cùng lúc đó, một cái răng nanh kèm theo vòi máu trực tiếp bay ra khỏi miệng nói. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nhìn về phía xa. Mà lúc này, tả hộ pháp cùng đám người nữ tử mặc áo giáp đột nhiên thi lễ về phía chân trời, đồng thanh nói. Ra mắt điện chủ. Điện chủ U Minh Điện. Trong lòng Dương Diệp thầm dùng mình, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nữ tử từ sâu trong tinh không chậm rãi đi ra. Điện chủ là nữ à? Dương Diệp nhíu mày, hắn nhìn về phía khuôn mặt của nữ tử kia, nhưng hắn kinh hãi phát hiện mình tự nhiên không có cách nào nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương. Trên mặt nữ tử không có đeo gì, nhưng hắn lại không có cách nào nhìn thấy rõ. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Ngươi nhìn thấy được dáng vẻ của nàng sao? Tiểu Thiên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Dương Diệp hỏi. Vậy vì sao ta không nhìn thấy rõ? Tiểu Thiên im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Ngươi quá yếu. Dương Diệp. Chấm. Lúc này, điện chủ U Minh Điện phía xa đột nhiên nói. Ta vốn tưởng rằng thu phục giới này là chuyện rất dễ dàng đối với U Minh Điện ta. Không ngờ tới U Minh Điện ta không chỉ không có khả năng thu phục giới này, trái lại còn hao binh tổn tướng rất nhiều, đây là do ta sơ suất. Nói, ánh mắt nàng rơi vào trên thân Tiểu Thiên. Một cơ hội cuối cùng, nếu như hàng, U Minh Điện ta cũng không gây ra giết chóc, nếu không hàng, U Minh Điện ta giết sạch Thiên Địa Linh Vương cùng con mắt thiên đạo giới này. Vừa dứt lời, không gian phía sau nàng đột nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó có một lão già tóc trắng cùng 10 nam tử trung niên xuất hiện. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, bởi vì khí tức lão già tóc trắng này hoàn toàn không yếu hơn tả hộ pháp, mà khí tức phi ti 10 nam tử trung niên cũng rất khủng khiếp, rõ ràng không phải là cường giả cảnh giới luân hồi bình thường. Cường giả U Minh Điện đã xuất hiện hết. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, là chiến đấu hay là hàng, tất cả đều do một ý nghĩ của Tiểu Thiên. Ở đó, Tiểu Thiên hai mắt khép hờ, im lặng sau một hồi, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó nhìn lướt qua đám người U Minh Điện. Cảm thấy ta dễ bắt nạt phải không? Vừa dứt lời, nàng bước về phía trước một bước, sau đó hai tay giơ ra. Nhân danh ta kêu gọi lực lượng của vạn vật trong thiên địa. Vừa dứt lời, toàn bộ mảnh thiên địa đều trở thành hư ảo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cùng lúc đó, tất cả đại lục thiên thiên bên dưới, không đúng, là vạn vật của cả hệ thiên tuyền đột nhiên bắt đầu chấn động. Trong chớp mắt yên lặng, rất nhiều năng lượng đột nhiên từ bốn phương tám tập trung về phía vị trí của Tiểu Thiên. Không chỉ có vậy, những linh vương và cả Tiểu Bạch, lúc này đều phóng ra năng lượng của bản thân, sau đó chuyển những năng lượng này về phía Tiểu Thiên. Đứng đầu thiên đạo. Phía xa, Phá
Phạm Âm Vũ đột nhiên trầm giọng nói. Đứng đầu thiên đạo, vào giờ phút này, đã có thể xác định được thân phận của tiểu thiên. Có thể ra lệnh cho con mắt thiên đạo, vẫn có những linh vương, hơn nữa có thể kêu gọi lực lượng của vạn vật giúp đỡ, ngoại trừ đứng đầu thiên đạo, còn ai có thể làm được điều đó. Thật ra, mọi người vốn đã đoán được thân phận của tiểu thiên. Chỉ có điều, bây giờ càng thêm xác định thôi. Dương Diệp nhìn về phía tiểu thiên. Ngươi khôi phục lại ký ức sao? Tiểu thiên lắc đầu, sau đó nói. Đều không quan trọng nữa. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía điện chủ U Minh Điện, trong phút chốc, toàn thân nàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt điện chủ U Minh Điện. Ầm, theo một tiếng động nặng nề vang lên, ở ánh mắt khiếp sợ của đám người Dương Diệp trong, điện chủ U Minh Điện này trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy nghìn trượng. Cùng lúc đó, khi mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, tiểu thiên đã nắm lấy cổ họng của nữ tử mặc áo giáp. Tiểu thiên lạnh lùng nhìn nữ tử mặc áo giáp. Cho dù tiểu luân tử hắn đã không muốn sống, nhưng hắn vì ngươi mà chết là sự thật, cho nên, đền mạng cho hắn đi. Vừa dứt lời, tay ngọc của nàng chợt dùng sức. Rắc rắc. Theo một tiếng xương gãy vang lên, đầu của nữ tử mặc áo giáp này trực tiếp bị tiểu thiên bẻ xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp không nhìn được liếc nhìn tiểu thiên, xem ra, tiểu thiên thật sự tức giận rồi. Cũng đúng, lần này U Minh Điện đúng là khinh người quá đáng. Tiểu thiên tiện tay ném đầu của nữ tử mặc áo giáp này xuống, nàng nhìn về phía Tả Hộ Pháp, trong phút chốc, nàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Tả Hộ Pháp, tiếp theo, Tả Hộ Pháp trực tiếp bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Thật mạnh! Trong lòng Dương Diệp thầm dùng mình, hắn không ngờ được thực lực của tiểu thiên tự nhiên mạnh mẽ như vậy, đây quả thực là nghiền ép. Tuy nhiên cũng phải, lúc này tiểu thiên đã nắm giữ lực của vạn vật, bây giờ đối địch với nàng lại tương đương với đang đối địch cùng tất cả hệ thiên tuyền. Lúc này, tiểu thiên đột nhiên nhìn về phía thiên nữ. Con mắt thiên đạo ăn ngon không? Thiên nữ nheo mắt lại, trong phút chốc, một cái miệng to đột nhiên xuất hiện ở trên không trung của tiểu thiên, ngay sau đó, cái miệng to này hung hăng cắn về phía vị trí của tiểu thiên. Tiểu thiên mặt không đổi sắc, tay phải nhất thời chuyển động, sau đó vỗ một cái về phía đỉnh đầu. Âm! Ở trong ánh mắt mọi người, cái miệng to này ầm ầm vỡ nát, tiếp theo. Nàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt thiên nữ và đánh ra một trường. Ầm! Thiên nữ trực tiếp bị chấn động đến ngoài vạn trượng, ở khóe miệng nàng có máu tươi không ngừng tràn ra. Mà lúc này, tiểu thiên lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng, tiếp theo thiên nữ còn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị nắm lấy cổ họng. Nhưng ngay vào lúc này, trên thân thiên nữ đột nhiên tuôn trào ra một lực lượng rất khủng khiếp. Ầm! Tiểu thiên bị đẩy lui gần trăm trượng. Không gian trước mặt thiên nữ bắt đầu bị một luồng lực lượng thần bí cắn nuốt, tốc độ cắn nuốt này rất nhanh, trong chớp mắt lại tới trước mặt tiểu thiên, lại muốn cắn nuốt tiểu thiên. Lúc này, tiểu thiên đột nhiên vươn tay ra, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái về phía trước, lực lượng cổ thần bí lập tức dừng lại. Cùng lúc đó, những không gian bị lực thần bí cắn nuốt hết đã khôi phục lại bình thường. Lực cắn nuốt, tiểu thiên lắc đầu, còn chưa đủ, vừa dứt lời. Tay ngọc của nàng nắm chặt thành quyền, sau đó đánh tới trước mặt. Phụt, ầm, phía xa, trong miệng thiên nữ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người bị chấn động đến hơn 5.000 trượng. Tiểu thiên lại muốn ra tay lần nữa, mà lúc này, điện chủ U Minh Điện đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tiểu thiên, tiếp theo, ngón tay phải của nàng khép lại điểm về phía vị trí tiểu thiên, trong phút chốc không gian trước mặt đột nhiên giống như hồ nước yên tĩnh bị một tảng đá rơi vào. Dâng lên từng đợt chấn động, ngay sau đó, bên trong không gian nghìn trượng xung quanh tiểu thiên ầm ầm đổ nát. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt đám người cầm lập tức biến đổi, cầm lại muốn ra tay, mà vào lúc này, không gian đổ nát đột nhiên chữa trị với tốc độ rất nhanh, không đến một giây, không gian trước chỗ tiểu thiên đứng đã khôi phục bình thường, tiểu thiên hoàn toàn không có bị tổn thương gì. Tiểu thiên đi về phía điện chủ U Minh Điện này. Hệ thiên tuyền từ khi khai thiên lập địa tới nay. Chưa từng khuất phục đối với bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào. Hệ thiên tuyền ta không xâm phạm người khác, nhưng chúng ta cũng sẽ không mặc cho người khác xâm lược, lại không biết thuần phục người khác. U Minh Điện xâm phạm hệ thiên tuyền ta, hôm nay tiểu thiên ta đại biểu hệ thiên tuyền chính thức tuyên chiến về phía U Minh Điện, phàm là người của U Minh Điện bước vào hệ thiên tuyền ta, hôm nay, một người cũng đừng mong đi được. Dứt lời, tay phải của nàng chậm rãi nắm chặt, trong phút chốc. Nàng chợt đánh về phía 500 cường giả cảnh giới luân hồi của U Minh Điện. Ầm!
trong đám người này đột nhiên nổ mạnh, hơn 20 tên cường giả cảnh giới luân hồi trực tiếp bị một quyền này của Tiểu Thiên đánh nát. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nheo mắt, Tiểu Thiên quá mạnh. Lúc này người bên phía U Minh Điện cũng kinh sợ trước thực lực mà Tiểu Thiên thể hiện ra, một quyền trong nháy mắt giết chết hơn 20 vị cường giả cảnh giới luân hồi, hơn nữa còn là giết chết dễ dàng như vậy, thực lực này. Phía xa, Phạm Âm Vũ đột nhiên đi tới bên cạnh điện chủ U Minh Điện. Bây giờ người này có lực của vạn vật trong thiên địa gia tăng, ở trong hệ thiên tuyền, nàng là vô địch. Điện chủ, lúc này U Minh Điện ta không thể cứng rắn chống lại. Im lặng trong chớp mắt, điện chủ U Minh Điện khẽ gật đầu, sau đó nói các ngươi rút lui trước. Phạm Âm Vũ do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, nàng vung tay phải lên, cường giả những U Minh Điện lập tức thoáng động, phóng lên cao. Còn muốn chạy à? Tiểu Thiên cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc, nàng vung tay phải lên. Trời đất phong tỏa. Vừa dứt lời, trong phút chốc, một luồng lực thần bí xuất hiện ở trong tinh không đại lục Thiên Thiên. Lực lượng này giống như một lưới lớn hoàn toàn che phủ tất cả đại lục Thiên Thiên. Cùng lúc đó, thiên ma thú sau lưng Tiểu Thiên đột nhiên tung người nhảy lên, lao về phía đám người tả hộ pháp. Tiểu Bạch cùng phía sau nàng những linh vương cũng không nhàn rỗi, lập tức ra tay. Từng cột ánh sáng bắn nhanh về phía cường giả U Minh Điện. Phía xa, điện chủ U Minh Điện này đang muốn ra tay thì Tiểu Thiên lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó đánh một chưởng về phía nàng. Điện chủ U Minh Điện này không hề né tránh, cũng một chưởng đánh về phía Tiểu Thiên. Điện chủ U Minh Điện này trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng, Tiểu Thiên lại lui không đến trăm trượng. Giờ phút này, Tiểu Thiên có lực của vạn vật gia tăng, giống như Phạm Âm Vũ đã nói. Nàng ở trong hệ thiên tuyền này là tồn tại vô địch. Tuy nhiên điện chủ U Minh Điện cũng rất mạnh, cho dù Tiểu Thiên có lực của vạn vật gia tăng lên người, nhưng nàng chỉ có thể đẩy lùi điện chủ U Minh Điện, không thể trực tiếp giết chết. Tuy nhiên, thời gian dài, điện chủ U Minh Điện bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao đối thủ của nàng Tiểu Thiên lúc này không có khả năng là một người, bây giờ nàng có vạn vật trong thiên địa giúp đỡ. Dần dần, bên U Minh Điện đã hoàn toàn bị áp chế. Những cường giả kia lần lượt ngã xuống. Mà vào lúc này, trên tinh không xa xôi vốn bị Tiểu Thiên phong tỏa đột nhiên bắt đầu chấn động, rất nhanh, một chỗ không gian nào đó trực tiếp bị vỡ ra, ngay sau đó, một lão giả tóc trắng từ trong đó chậm rãi đi ra, sau lưng lão giả còn có hơn 20 lão giả áo bào trắng. Toàn bộ đều là cường giả cảnh giới luân hồi. Mà lão giả tóc trắng này chính là lão giả hệ Hoàn Vũ trước đó đã tới tìm Tiểu Thiên. Lão già tóc trắng liếc nhìn bên dưới, sau đó nhìn về phía điện chủ U Minh Điện. Liên thủ, giới này thuộc về U Minh Điện ngươi, hệ Hoàn Vũ ta chỉ cần đứng đầu thiên đạo này, hoặc hồn của nàng. Nói đến đây, hắn quay đầu lại nhìn về phía một bên Tiểu Bạch. Cùng với linh chủ này, hoặc hồn của nàng. Phía xa, điện chủ U Minh Điện im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Có thể. Không chung, Tiểu Bạch nhìn điện chủ U Minh Điện. Sau đó lại nhìn lão giả hệ Hoàn Vũ, trong phút chốc, thân hình của nàng run lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó trốn ở trên vai của Dương Diệp. Dương Diệp vỗ nhẹ đầu của Tiểu Bạch, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lão giả kia. Các ngươi cần linh chủ linh hồn làm gì? Lão giả khẽ nói. Thiếu chủ nhà ta chế luyện một món bảo vật, thiếu một khí linh chủ này vừa lúc thích hợp. Dương Diệp nhìn thẳng lão giả. Ta thiếu một cái bô. Ta cảm thấy đầu thiếu chủ nhà ngươi vừa vặn thích hợp, lấy nó cho ta thì sao? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, sắc mặt đám người lão nhân tóc trắng này lập tức trầm xuống. Lão già tóc trắng nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Dương Diệp nhìn thẳng lão già. Muốn ta nói một lần nữa sao? Tiểu Bạch chính là vảy ngược của hắn, đối phương tự nhiên muốn lấy linh hồn của Tiểu Bạch đi làm khí linh, hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Lão già tóc trắng không nói nữa, tay phải hắn thò ra phía trước, sau đó cách không chộp về phía Dương Diệp, lập tức, một bàn tay khổng lồ giơ lên trời từ trong không gian trên đỉnh đầu Dương Diệp chui ra, sau đó chộp mạnh về phía Dương Diệp bên dưới. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự tàn ác, không nói một lời hắn đã rút kiếm ra liền chém một phát. Ong! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một đường kiếm khí phóng lên cao, tốc độ kiếm khí rất nhanh. Lập tức đánh vào trên bàn tay khổng lồ kia. Hai bên vừa mới tiếp xúc, lại chợt muốn nổ tung lên, năng lượng cường đại khiến không gian xung quanh chấn động run rẩy.
phía chân trời, lão già tóc trắng nheo mắt lại. Thật sự có tài, không trách được lớn lối như vậy. Tuy nhiên, vẫn chỉ là con kiến hôi thôi. Vừa dứt lời, hắn bước về phía trước một bước, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó cách không đánh về phía Dương Diệp bên dưới. Quyền ra, một quyền lớn mang theo năng lượng lôi điện đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Dương Diệp. Quyền năng lượng lớn này dài tới mấy trăm trượng, khi nó xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, không gian xung quanh trực tiếp bị đè ép tới mức vặn vẹo. Dương Diệp đang muốn ra tay, lúc này, Tiểu Bạch trên bả vai hắn đột nhiên giơ móng nhỏ về phía những linh vương, tiếp theo, nàng há miệng ra, một cột sáng màu trắng lập tức từ trong miệng nàng phun tới, mục tiêu của cột sáng màu trắng này chính là lão già tóc trắng này. Cùng lúc đó, những linh vương phía xa cũng ào ào ra tay, rất nhiều cột ánh sáng với màu sắc khác nhau từ phía dưới phóng lên cao, cuối cùng hội tụ ở trên không trung thành làm một chùm tia sáng rất lớn với màu sắc rực rỡ. Khi nhìn thấy cột ánh sáng màu sắc rực rỡ này, vẻ mặt của lão già tóc trắng kia lập tức thay đổi. Hắn không dám khinh thường nữa, lập tức ra hiệu cho 10 người phía sau ra tay cùng lúc, 11 người liên thủ chống đỡ, cột ánh sáng màu sắc rực rỡ do Tiểu Bạch cùng những linh vương phát ra lập tức bị phá hủy, đám người lão già tóc trắng này bị đẩy sang nghìn trượng. Tiểu Bạch và các linh vương lại muốn ra tay lần nữa, mà lúc này, những cường giả cảnh giới luân hồi của U Minh Điện đột nhiên lao về phía những linh vương kia. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp vỗ nhẹ vài cái vào đầu của nàng. Đi thôi, cẩn thận một chút. Tiểu Bạch gật đầu một cái, sau đó thân hình lóe lên, đi tới giữa những linh vương kia, tiếp theo, rất nhiều linh khí từ trong cơ thể nàng lao ra, sau khi những linh khí này xuất hiện, những linh vương xung quanh lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thu. Cho dù Tiểu Bạch cùng những linh vương đều rất mạnh, nhưng những cường giả U Minh Điện kia cũng không yếu, nhưng thật may, những cường giả cảnh giới luân hồi đều không làm gì được đám người Tiểu Bạch các nàng. Chỉ có điều Tiểu Bạch cùng những linh vương kia muốn tiêu diệt đám cường giả cảnh giới luân hồi cũng rất khó, dù sao số lượng những cường giả cảnh giới luân hồi này không ít. Trên bầu trời sao, điện chủ U Minh Điện nhìn về phía tên lão già tóc trắng kia. Các ngươi chỉ có vài người như vậy thôi sao? Lão già tóc trắng liếc nhìn điện chủ U Minh Điện, sau đó trầm giọng nói. Tối đa một khắc sau, cường giả hệ hoàn vũ ta lại chạy tới đây. Điện chủ U Minh Điện khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên. Ngươi có thể giết ta trong vòng một khắc sao? Tiểu Thiên lạnh lùng nói. Thử xem sao. Vừa dứt lời, nàng trực tiếp biến mất. Lúc này giữa hệ thiên tuyển cùng U Minh Điện có chút giằng co. Mặc dù Tiểu Thiên là tồn tại vô địch, nhưng điện chủ U Minh Điện này hoàn toàn không yếu, Tiểu Thiên muốn giết nàng trong khoảng thời gian ngắn thì không có cách nào làm được. Đến loại cấp bậc cường giả như vậy, trừ khi thực lực vượt xa các nàng, nếu không muốn giết các nàng sẽ đặc biệt khó khăn. Hơn nữa, lúc này điện chủ U Minh Điện cũng không có cứng rắn chống lại Tiểu Thiên. Kéo dài. Điện chủ U Minh Điện đang kéo dài thời gian. Chờ cường giả hệ hoàn vũ vừa đến lúc đó, thế cục trở về lập tức xoay chuyển. Bởi vì khi đó, chỉ cần những cường giả hệ hoàn vũ kia cùng cường giả U Minh Điện liên thủ, nhất định có thể tiêu diệt những linh vương và con mắt thiên đạo trong thời gian rất ngắn. Đến lúc đó, cho dù Tiểu Thiên có vô địch, cũng không có khả năng xoay chuyển trời đất, dù sao, nàng không có khả năng lấy sức một mình đấu với tất cả U Minh Điện cùng hệ hoàn vũ. Dương Diệp dĩ nhiên là đứng ở bên phía Tiểu Thiên, nói đùa sao, thân phận của Tiểu Bạch đã bị lộ ra ngoài, đừng nói hệ hoàn vũ kia. Chỉ sợ cho dù là U Minh Điện cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Đây chính là linh chủ có tác dụng quá lớn. Một khi Tiểu Thiên bị thua, Tiểu Bạch và cả những linh vương như Tiểu Thiên Hỏa sẽ đều có kết quả rất thảm. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống, bởi vì lúc này thiên nữ đã cắn nuốt hết 5-6 con mắt thiên đạo. Dương Diệp phát hiện, thiên nữ thật sự là khắc tinh của những con mắt thiên đạo, hơn nữa, mỗi lần thiên nữ cắn nuốt hết một con mắt thiên đạo, khí tức bản thân nàng sẽ còn mạnh hơn một ít, bởi vậy, thiên nữ giao đấu cùng những con mắt thiên đạo, nàng sẽ càng đánh càng mạnh. Không thể để cho nàng tiếp tục cắn nuốt được. Im lặng trong chớp mắt, thân hình của Dương Diệp thoáng động, đi tới trước mặt thiên nữ. Nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt mình thì nhíu mày. Rời khỏi đây. Dương Diệp trầm giọng nói. Có thể tha cho những con mắt thiên đạo một con đường sống không? Hắn biết rõ. Lúc này Tiểu Thiên không có cách nào để ý tới bên này, nếu tiếp tục như vậy, những con mắt thiên đạo nhất định sẽ bị thiên nữ cắn nuốt sạch sẽ.
Những con mắt thiên đạo đều là người quản lý trật tự hệ thiên tuyền, một khi tất cả đều bị thiên nữ cắn nuốt hết, không thể nghi ngờ, hệ thiên tuyền sẽ bị tổn thất rất lớn. Thiên nữ lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Một lần cuối cùng, rời đi. Dương Diệp lắc đầu. Thiên nữ không nói gì, nàng thoáng động và đi thẳng tới trước mặt Dương Diệp, sau đó một chưởng đập xuống đầu của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thiên nữ không hề né tránh, càng không có phòng ngự. Vào lúc tay của thiên nữ cách trán Dương Diệp có nửa tấc, bàn tay kia đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp nhìn thiên nữ cũng nhìn Dương Diệp. Im lặng trong chớp mắt, thiên nữ thu tay về. Muốn chết như vậy sao? Dương Diệp đi về phía trước một bước, sau đó nói. Ngươi là nhân nhân, đúng không? Thiên nữ im lặng. Dương Diệp khẽ nói. Trước đây khi ta nhìn thấy ngươi, là ngươi còn chưa thức tỉnh, đúng không? Thiên nữ nhìn về phía Dương Diệp, vẫn không nói gì. Dương Diệp nhìn lướt qua ở đó, sau đó nói. Nhân nhân, có thể buông tha cho những con mắt thiên đạo được không? Thiên nữ ngẩng đầu nhìn về phía xa, sau đó nói. Ngươi nhìn thấy không, hệ thiên tuyền không giữ được nữa. Bất kể tiểu thiên hay là linh chủ này đều là một sự hấp dẫn khó có thể từ chối đối với vài thế lực. Bây giờ ngươi rời đi vẫn còn kịp đấy. Dương Diệp khẽ cười. Bỏ lại tiểu bạch cùng tiểu thiên, và cả những người thân của ta ở hệ thiên tuyền sao? Thiên nữ đưa tay vuốt một lọn tóc bên tai, sau đó khẽ nói. Ngươi ở chỗ này cũng không có bất kỳ tác dụng gì, đây là cuộc chiến giữa các thế lực vương cấp, với năng lực cá nhân của ngươi căn bản không có cách nào thay đổi được gì cả. Dương Diệp im lặng, thiên nữ nói hoàn toàn không sai. Lần này, Dương Diệp hắn trở thành một quần chúng. Cuộc chiến giữa U Minh Điện cùng Tiểu Thiên, hắn căn bản không có cách nào thay đổi được gì. Bởi vì đối với Tiểu Thiên hay U Minh Điện, thực lực của hắn vẫn quá yếu. Lúc này thiên nữ đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch. Buông tha nàng. Dương Diệp nhíu mày. Có ý gì? Thiên nữ nói. Ngươi căn bản không rõ bây giờ linh khí trong các vũ trụ lớn đang thiếu thốn tới mức nào đâu, sở dĩ U Minh Điện phải mở rộng cũng bởi vì linh khí ở chỗ thế giới nơi chúng ta đã dần dần cạn kiệt, chúng ta không thể không tìm kiếm lối ra khác, hệ thiên tuyền này chính là lối ra của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi linh chủ này. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Thiên nữ nói. Bởi vì nàng có thể sẽ cứu sống một vũ trụ, thật ra nói trắng ra thì nàng chính là một linh mạch. Một linh mạch lớn siêu cấp, một linh mạch siêu cấp có thể nuôi sống một mảnh vũ trụ ít nhất mấy vạn năm. Hơn nữa, nếu như chế luyện nàng thành khí linh nói, như vậy, món bảo vật có nàng làm khí linh lại tương đương với một đan điền di động siêu cấp. Nói tóm lại, tác dụng của nàng quá lớn, không thế lực nào có thể từ chối. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Mà với thực lực của ngươi còn chưa đủ để bảo vệ nàng, nàng theo ngươi chính là mối họa của ngươi. Dương Diệp đang muốn nói, đúng lúc này, sâu bên trong tinh không xa xôi đột nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó, một chiếc xe ngựa màu vàng lấp lánh rất lớn xuất hiện ở hệ thiên tuyền trên không trung. Chiếc xe ngựa màu vàng lấp lánh này thật dài, khoảng nghìn trượng, không ngờ kéo chiếc xe ngựa này là ba con rồng. Ở phía trên chiếc xe ngựa này là một người thanh niên mặc áo bào gấm đang ngồi, mà ở trong lòng hắn lại là một cô gái xinh đẹp. Còn xung quanh chiếc xe ngựa lại là một đám thị vệ trong tay cầm trường thương, trên người mặc áo giáp màu vàng, tất cả phải lên tới trăm người, tất cả đều là cảnh giới luân hồi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều dừng lại. Phía xa, lão già áo bào trắng hề hoàn vũ kia thoáng động, đi tới bên dưới xe ngựa, sau đó cung kính thi lễ. Ra mắt Lâm Kỳ thiếu chủ. Tên nam tử Lâm Kỳ ký chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn lướt qua bên dưới. Đây là hệ thiên tuyền. Lão già kia cung kính khẽ gật đầu. Đúng vậy. Lâm Kỳ đang muốn nói, lúc này, nữ tử xinh đẹp trong lòng hắn đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch. Đây là linh chủ à? Lão già tóc trắng khẽ gật đầu. Hồi bẩm Mạc tiểu thư, đúng vậy, linh chủ này vẫn còn nhỏ, vừa lúc thích hợp làm khí linh. Nghe vậy, nữ tử kia thản nhiên cười, sau đó ôm lấy thắt lưng của Lâm Kỳ. Lâm lang, chàng đã nói. Sẽ tìm một khí linh khác cấp linh chủ cho minh tâm kính của ta. Lâm Kỳ nhéo vào gương mặt của nữ tử, sau đó cười nói. Ta đã bao giờ thất hứa với nàng đâu. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Thiên. Các hạ giao linh chủ này cho ta, ta lập tức dẫn theo người của hệ hoàn vũ rời đi, thế nào? Nếu như ta không đồng ý thì sao?
người nói không phải là Tiểu Thiên, mà là Dương Diệp bên cạnh. Lúc này, Dương Diệp đã ôm Tiểu Bạch vào trong lòng. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, ánh mắt Lâm Kỳ lập tức rơi vào trên thân Dương Diệp. Ngươi tính là thứ gì? Tính là thứ gì? Dương Diệp cười khẽ. Ngươi lại tính là thứ gì? Ta! Lâm Kỳ mỉm cười, sau đó nói. Hệ Hoàn Vũ có 400 thế giới trung bình, 3 thế giới lớn, chúng đều là của thế lực Lâm gia ta, mà ta là thế tử của Lâm gia, cũng là chủ của hệ Hoàn Vũ sau này, ngươi nói ta tính là gì? Dám một đấu một không? Dương Diệp nhìn thẳng Lâm Kỳ. Đừng nói những người này, ta chỉ hỏi ngươi có dám một đấu một không? Một đấu một à? Lâm Kỳ cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc. Ngươi có tư cách gì một mình đấu với ta? Chà chà! Dương Diệp lắc đầu. Hóa ra chủ của hệ Hoàn Vũ tương lai chỉ có như vậy. Ngươi biết không, chỉ có kẻ không có năng lực mới có thể hơi một tí nói cha mình là ai, sau lưng mình có ai, đừng nhìn nữa, ta đang nói ngươi đấy. Lâm Kỳ còn chưa nói chuyện, tên lão già tóc trắng bên cạnh hắn đột nhiên phẫn nộ quát. Tự tìm chết. Vừa dứt lời, lão già lại muốn ra tay, mà lúc này, Lâm Kỳ lại ngăn cản lão già tóc trắng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Biết không, vô tri không đáng sợ, đáng sợ là không biết mình vô tri. Ngươi! Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chỉ vào Lâm Kỳ. Đừng buộc ta phải ép, ta lại hỏi ngươi có dám một đấu một không? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người đều không nhịn được liếc nhìn Dương Diệp. Ở trong mắt đám người U Minh Điện tự nhiên đầy vẻ tán thưởng. Không quan tâm thực lực của Dương Diệp thế nào, nhưng phần dũng khí này, phần khí phách này đáng được bọn họ công nhận. Hơn nữa, nam nhân nên như vậy, muốn đánh thì đánh, nói bối cảnh của ngươi làm gì. Hệ Hoàn Vũ lợi hại, không có nghĩa là Lâm Kỳ ngươi cũng lợi hại. Không chung, vẻ mặt Lâm Kỳ lập tức âm trầm xuống. Nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ giúp ngươi được toại nguyện. Tự tìm chết. Vừa dứt lời, lão già lại muốn ra tay, mà lúc này, Lâm Kỳ lại ngăn cản lão già tóc trắng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Biết không, vô tri không đáng sợ, đáng sợ là không biết mình vô tri. Ngươi! Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chỉ vào Lâm Kỳ. Đừng buộc ta phải ép, ta lại hỏi ngươi có dám một đấu một không? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người đều không nhịn được liếc nhìn Dương Diệp. Ở trong mắt đám người U Minh Điện tự nhiên đầy vẻ tán thưởng. Không quan tâm thực lực của Dương Diệp thế nào, nhưng phần dũng khí này, phần khí phách này đáng được bọn họ công nhận. Hơn nữa, nam nhân nên như vậy, muốn đánh thì đánh, nói bối cảnh của ngươi làm gì. Hệ Hoàn Vũ lợi hại, không có nghĩa là Lâm Kỳ ngươi cũng lợi hại. Không chung, vẻ mặt Lâm Kỳ lập tức âm trầm xuống. Nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ giúp ngươi được toại nguyện. Vừa dứt lời, hắn tung người nhảy lên, bắn nhanh về phía Dương Diệp bên dưới. Vào giờ phút này, không chiến cũng không được, nếu không truyền đi, hắn sẽ rất mất mặt. Khi Lâm Kỳ đi tới trên không trung cách Dương Diệp trăm trượng, một khí tức khủng khiếp lập tức từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra, khí tức này đi qua nơi nào, trực tiếp khiến không gian xung quanh bị đè ép dâng lên từng đợt chấn động. Âm Dương Kính. Cho dù Lâm Kỳ là cường giả cảnh giới âm dương, nhưng hắn phát ra khí tức này còn mạnh hơn so với một vài cường giả cảnh giới luân hồi. Dương Diệp cũng không bất ngờ, Lâm Kỳ là thế tử của hệ Hoàn Vũ, nhất định là từ nhỏ đến lớn nhận được tài nguyên rất nhiều, ở dưới tình huống như vậy, đừng nói một người, cho dù là một con heo cũng có thể tu luyện thành tinh. Im lặng trong chớp mắt, kiếm thần ấn trên đỉnh đầu Dương Diệp đột nhiên sáng lên, ngay sau đó, kiếm ý của Dương Diệp trực tiếp tăng lên tới cảnh giới quy nguyên, cùng lúc đó, yêu thần lực cũng được phát động, trong phút chốc, cả người Dương Diệp trực tiếp biến mất. Nhất kiếm luân hồi. Dương Diệp vừa ra tay chính là lấy ra hết tất cả sức lực, hắn tất nhiên phải lấy ra hết tất cả sức lực, bởi vì hắn lại chỉ có một lần cơ hội. Khi nhìn thấy một kiếm này của Dương Diệp lúc, vẻ mặt của lão già tóc trắng hệ Hoàn Vũ phía xa chợt biến đổi. Cẩn thận! Nói xong, cơ thể hắn thoáng động và bắn nhanh về phía xa. Phía xa, giây phút Lâm Kỳ ở nhìn thấy Dương Diệp biến mất, vẻ mặt lại trở nên rất khó coi. Hắn biết lần này mình khinh địch, quá khinh địch, nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cổ tay thoáng động, một tấm lá chắn hình tròn màu đen xuất hiện ở trong tay hắn, cùng lúc đó, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng lao về phía đó tấm lá chắn hình tròn trong tay. Trong phút chốc,
một mũi kiếm trực tiếp chém lên trên tấm lá chắn hình tròn này. Ầm, tấm lá chắn hình tròn này trực tiếp ầm ầm vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ bay khắp bầu trời. Sau tấm lá chắn hình tròn, Lâm Kỳ hoảng hốt muốn chạy trốn, nhưng đã muộn rồi, một mũi kiếm trực tiếp chỉ vào trên giữa chân mày của hắn. Bại, một chiêu bại. Lão già lao tới cách Dương Diệp và Lâm Kỳ trăm trượng đành phải ngừng lại, trong mắt lão già đầy vẻ khó tin, hắn không ngờ được thế tử nhà mình thậm chí không tiếp nổi một chiêu của một huyền giả cảnh giới âm dương. Phải biết rằng, Lâm Kỳ cũng là thiên tài siêu cấp ở hệ hoàn vũ. Phía xa, điện chủ U Minh Điện liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì, nhưng ở trong mắt nàng có một tia kinh ngạc. Lâm Thế Tử. Đúng lúc này, Phạm Âm Vũ phía xa đột nhiên nói. Đối thủ này của ngươi chính là người đứng đầu kiếm tu của hệ thiên tuyển chúng ta, khả năng cũng là thiên tài đứng đầu, người bại trong tay hắn hoàn toàn không oan uổng. Cho dù mới tới đây trong khoảng thời gian, Dương Diệp ở trong cuộc chiến tranh giữa hệ thiên tuyển cùng U Minh Điện tuyệt đối không đưa đến tác dụng gì, nhưng từ trước đến nay U Minh Điện đều chưa từng coi thường Dương Diệp. Lâm Kỳ nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ta đúng là mắt mũi vụng về. Dương Diệp nhìn thẳng vào Lâm Kỳ. Bảo người của ngươi lập tức rời khỏi hệ thiên tuyền, đồng thời lấy thần hồn thể vĩnh viễn không bước vào hệ thiên tuyền. Theo ý tưởng của bản thân hắn, hắn muốn một kiếm kết thúc sinh mạng của Lâm Kỳ, nhưng hắn biết rõ giết Lâm Kỳ căn bản không có cách nào giải quyết được nguy cơ trước mắt của hệ thiên tuyền. Đây cũng là nguyên nhân trước đó hắn muốn nói khiêu khích Lâm Kỳ, bảo Lâm Kỳ một đấu một với hắn. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Lâm Kỳ cười lạnh. Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi! Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém ra một phát. Suy! Cánh tay trái của Lâm Kỳ trực tiếp mang theo một vòi máu tươi bay ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt đám người hệ hoàn vũ đại biến, lão già kia phẫn nộ quát. Dương Diệp! Ngươi! Dương Diệp đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn, cắt ngang lời của hắn. Ngươi cầm miệng cho ta, còn lèo nhèo thêm một câu, có tin ta lập tức làm cho đầu hắn dọn nhà không? Ngươi! Lão già tóc trắng tức giận không có chỗ chút, nhưng không dám nói gì nữa, bởi vì lúc Dương Diệp nói chuyện cũng không giống như đang nói đùa. Hơn nữa, trực giác nói cho hắn biết, Dương Diệp thật sự dám làm như thế. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Lâm Kỳ, lúc này, vẻ mặt Lâm Kỳ đã trở nên thâm trầm. Ta lớn như vậy, lần đầu tiên bị người. Câm miệng, kiếm trong tay Dương Diệp ấn về phía trước, kiếm lập tức tiến vào mi tâm, Lâm Kỳ ngừng nói. Rất nhanh, một dòng máu tươi từ giữa chân mày của Lâm Kỳ tràn ra, mặt Lâm Kỳ lập tức trở thành một mặt máu. Dương Diệp nhìn Lâm Kỳ. Một lần cuối cùng, bảo người của ngươi lập tức rời khỏi hệ thiên tuyền, đồng thời bảo đảm vĩnh viễn không được bước vào hệ thiên tuyền. Lâm Kỳ nhìn Dương Diệp một lát, đột nhiên hắn cười gằn. Ngươi giết đi. Ngươi dám giết ta sao? Ta cho ngươi biết, nếu như ta chết ở đây, hệ hoàn vũ ta sẽ san bằng tất cả hệ thiên tuyền. Nói xong, hắn đưa tay chỉ ngực của Dương Diệp. Về phần ngươi, ta bảo đảm người có liên hệ với ngươi đều sẽ chịu sự hành hạ tàn khốc nhất trên thế giới, ngươi. Đúng lúc này, cổ tay của Dương Diệp đột nhiên động một cái. Suy! Ở trong ánh mắt mọi người, đầu của Lâm Kỳ trực tiếp bay ra ngoài. Những người của hệ hoàn vũ trực tiếp ngây người. Bao gồm những người của U Minh Điện lúc này cũng sửng sốt, bọn họ đều không ngờ được Dương Diệp tự nhiên thật sự dám giết. Rút lui. Đúng lúc này, điện chủ U Minh Điện đột nhiên nói. Nghe thấy điện chủ U Minh Điện nói vậy, những cường giả của U Minh Điện không hề do dự, xoay người rời đi. Dương Diệp liếc nhìn điện chủ U Minh Điện, hắn tất nhiên hiểu rõ lý do đối phương lựa chọn rút lui lúc này. Bởi vì đối phương muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn giết Lâm Kỳ, không hề nghi ngờ hệ hoàn vũ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Bây giờ U Minh Điện bỏ chạy, chính là muốn chờ hệ thiên tuyền cùng hệ hoàn vũ đều chịu thiệt hại nặng nề, sau đó U Minh Điện xuất hiện và làm ngư ông ngồi hưởng lợi. Giết Lâm Kỳ là hành vi kích động sao? Dĩ nhiên không phải. Vừa nghe thấy Lâm Kỳ nói vậy, hắn đột nhiên hiểu rõ một việc. Đó chính là không thể gửi gắm hy vọng ở trên thân của người khác. Bảo người hệ hoàn vũ rút khỏi hệ thiên tuyền, sau đó bảo người ta thể vĩnh viễn không bước vào hệ thiên tuyền, không thể không nói, điều này có chút ấu trĩ. Người có thực lực, người khác tự nhiên không dám tới bắt nạt, nếu như không có thực lực, để cho người khác phát ra một vạn lời thề cũng không có tác dụng. U Minh Điện lại đi như thế, có phải không biết suy nghĩ hay không? Đúng lúc này,
một giọng nói đột nhiên vang lên ở sâu trong tinh không, tiếp theo, một nam tử trung niên từ trong không trung xuất hiện. Nhìn thấy nam tử trung niên này, vẻ mặt đám người lão già tóc trắng hệ Hoàn Vũ lập tức biến đổi, sau đó vội vàng cung kính thi lễ với nam tử trung niên, đồng thanh nói. Ra mắt gia chủ Lâm gia. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn không ngờ được lão đại hệ Hoàn Vũ của tới. Hệ Hoàn Vũ không có chủ thiên đạo, bởi vì Lâm gia chính là thế lực lớn nhất của hệ Hoàn Vũ, cũng là người xây dựng trật tự trong hệ Hoàn Vũ, bởi vậy, gia chủ Lâm gia dĩ nhiên chính là lão đại của hệ Hoàn Vũ. Phía xa, điện chủ U Minh Điện liếc nhìn gia chủ Lâm gia, sau đó nói. Xem ra Lâm gia nhất định phải lấy được linh chủ cùng chủ thiên đạo. Gia chủ Lâm gia quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Thiên, sau đó nói. Người này ở giới này nắm giữ lực của vạn vật gia tăng, bất kể là ngươi hay là ta đều không phải là đối thủ của nàng, hai người chúng ta liên thủ, có lẽ có thể đánh một trận. Như vậy đi, Lâm gia ta cùng U Minh Điện liên thủ, sau khi chuyện thành công, hệ thiên tuyền thuộc về U Minh Điện ngươi, chủ thiên đạo này cùng linh chủ thuộc về Lâm gia ta, ý của ngươi thế nào? Điện chủ U Minh Điện im lặng. Lúc này, gia chủ Lâm gia lại nói. Nếu như các hạ muốn rút lui, vậy Lâm gia ta cũng sẽ rút lui. Điện chủ U Minh Điện liếc nhìn gia chủ Lâm gia, sau đó nói. Được, hệ thiên tuyền thuộc về U Minh Điện ta, chủ thiên đạo cùng linh chủ thuộc về Lâm gia ngươi. Nghe vậy, gia chủ Lâm gia mỉm cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Cho dù nhi tử này của ta tương đối kém cỏi, nhưng dù sao cũng là nhi tử của ta. Ngươi cứ giết như vậy thì lợi cho ngươi quá rồi. Như vậy đi, Lâm gia ta còn thiếu một con chó giữ cửa, để lại cho ngươi, thế nào? Hai mắt Dương Diệp híp lại, đang muốn nói, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ sâu trong tinh không truyền đến. Muốn người của Dương gia ta làm chó giữ cửa cho ngươi sao? Vừa dứt lời, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở đó, ánh mắt của nữ tử trực tiếp rơi vào trên thân gia chủ Lâm gia. Sau một khắc, nếu ngươi còn sống, như vậy Lâm gia hệ Hoàn Vũ sẽ biến mất ở thế gian này. Mọi người. Chấm. Ở đó, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân nữ tử. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu lam, khoảng chừng 27-28 tuổi, mày kiếm mắt phượng, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là vẻ mặt có chút lạnh lùng. Một điều đáng để nói là gương mặt của nữ tử và Dương Diệp có vài phần tương tự. Dương gia. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử và im lặng. Hắn biết đây chính là tiếp dẫn sử gì đó của Dương gia này. Phía xa, gia chủ Lâm gia nhìn chằm chằm nữ tử. Các hạ là người nào? Nữ tử không hề để ý tới gia chủ Lâm gia, nàng xoay người nhìn về phía Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp, trong ánh mắt lạnh như băng của nàng lập tức có thêm một sự dịu dàng. Ngươi đã lớn như vậy rồi. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử, sau đó nói. Ngươi là... Nữ tử đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Ta là muội muội của phụ thân ngươi, cũng chính là cô của ngươi. Tên ta có một chữ, Huyên. Dương Diệp không nói gì, bình tĩnh mà xem xét, hắn không có chút tình cảm nào với Dương gia, bao gồm người gì đột nhiên xuất hiện này cũng vậy. Nhìn thấy biểu tình của Dương Diệp, trong mắt Dương Huyên lóe lên một tia phức tạp. Ta biết ngươi không có tình cảm gì với gia tộc, bao gồm cả ta cũng vậy, ta hiểu, dù sao ngươi từ nhỏ đã ở bên ngoài, tuy nhiên có vài điều ngươi phải hiểu rõ. Đó chính là chúng ta là người của Dương gia, trên người ngươi chảy dòng máu của Dương gia, chảy máu của phụ thân ngươi, đây là sự thật vĩnh viễn cũng không có cách nào thay đổi. Dương gia. Gia chủ Lâm gia đột nhiên nói. Dương gia nào? Dương Huyên quay đầu lại liếc nhìn gia chủ Lâm gia. Ngươi còn lại nửa khắc. Gia chủ Lâm gia nheo mắt lại. Các hạ cuối cùng là ai? Dương Huyên không trả lời, mà quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, lập tức khẽ gật đầu. Khó có được, thật sự khó có được, không ngờ được ngươi ở bên ngoài lại có thể đạt được mức độ này, mặc dù so với mấy yêu nghiệt trong gia tộc vẫn còn kém hơn rất nhiều, nhưng đã tốt vô cùng rồi. Dương Diệp nói, ngươi tới tìm ta quay về để tham gia thi đấu tranh đoạt thế tử gì đó sao? Dương Huyên nói, đương nhiên, có vài thứ, ngươi chắc hẳn phải trở về để tự mình lấy lại. Dương Diệp lắc đầu, ta không có hứng thú gì. Hắn không biết năm đó Dương gia xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao phụ thân mình chưa từng gặp mặt kia bị lưu vong, hắn không muốn biết những điều này, cũng không muốn để ý tới. Có một câu nói,
hắn không muốn cuốn vào vòng xoáy này của Dương gia đi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt Dương Huyên chợt trở nên lạnh lùng. Ngươi lại không có chí khí như thế sao? Dương Diệp lắc đầu. Nếu ta mạnh mẽ thì không cần dựa vào Dương gia. Nếu ta không mạnh mẽ, mười Dương gia làm chỗ dựa cho ta cũng không đáng tin cậy, không phải sao? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt Dương Huyên ôn hòa hơn rất nhiều, nàng vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp. Ngươi có tâm tính này là rất tốt, chỉ có điều ngươi phải hiểu được, có vài thứ, chúng ta phải đi lấy về. Hơn nữa, bây giờ ngươi muốn không cuốn vào vòng xoáy Dương gia này, cũng đã muộn rồi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Dương Huyên nói. Ban đầu, Dương gia còn không biết có ngươi, dưới tình huống này, ngươi không trở về Dương gia thì thật sự có khả năng có cuộc sống yên tĩnh. Nhưng bây giờ Dương gia biết tới sự tồn tại của ngươi. Đối với có vài người mà nói, chỉ có ngươi chết, bọn họ mới có khả năng yên tâm. Dương Diệp nhíu mày, đang muốn nói, mà vào lúc này, một bên này gia chủ Lâm gia đột nhiên nói. Các hạ nói việc nhà xong chưa? Dương Huyên quay đầu lại liếc nhìn này gia chủ Lâm gia, sau đó nói. Đã đến giờ. Gia chủ Lâm gia khẽ gật đầu. Ta rất muốn biết, các hạ định làm thế nào để khiến cho hệ hoàn vũ của Lâm gia ta biến mất ở thế gian này. Đúng lúc này, không gian phía chân trời đột nhiên bắt đầu chấn động, rất nhanh, 10 người huyền giả mặc khôi giáp màu tím vàng, đầu mang mặt nạ xuất hiện ở trong tinh không và trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Huyên. 10 người cung kính thi lễ với Dương Huyên, sau đó lui về phía sau Dương Huyên. Khi nhìn thấy 10 người này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều thay đổi. Đặc biệt là gia chủ Lâm gia, lúc này vẻ mặt hắn không chỉ rất khó coi, còn có phần tái nhợt. Vẻ mặt các cường giả U Minh Điện lại trở nên rất nghiêm trọng. Cường giả chí cảnh. Tiểu Thiên đột nhiên trầm giọng nói. Cường giả tới cảnh. Bên cạnh Tiểu Thiên, Dương Diệp nói. Cường giả vượt qua cảnh giới luân hồi sao? Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Dương Diệp liếc nhìn đám người điện chủ U Minh Điện, sau đó nói. Các nàng đều không phải là cường giả chí cảnh. Dĩ nhiên không phải. Tiểu Thiên lắc đầu. Các nàng cũng chỉ là cảnh giới luân hồi, tuy nhiên không phải cảnh giới luân hồi bình thường. Hoặc nói là nửa bước chí cảnh thì tương đối thích hợp hơn. Không phải nói thiên phú của các nàng không tốt, mà là giống vũ trụ này của chúng ta, căn bản không có cách nào sinh ra cường giả chí cảnh, chỉ có loại vũ trụ cùng thế giới cấp bậc cao hơn mới có khả năng cho sinh ra cường giả chí cảnh. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Huyên. Các ngươi tới từ vũ trụ cấp bậc cao hơn. Dương Huyên liếc nhìn Tiểu Thiên. Sau đó nói, đứng đầu thiên đạo không bình thường. Ngươi làm cho ta có chút bất ngờ. Đứng đầu thiên đạo không bình thường. Dương Diệp hỏi, có ý gì? Dương Huyên liếc mắt nhìn Tiểu Thiên, sau đó nói. Trên người nàng có vạn vật gia tăng, cường giả chí cảnh cũng không làm gì được nàng lúc này. Ở thế giới này, nàng tương đương với vô địch, đứng đầu thiên đạo có thể làm cho vạn vật cam tâm tình nguyện kính dâng ra lực lượng của mình. Đây là lần đầu tiên thấy được, phải biết rằng, lúc vạn vật kính dâng lực lượng của mình, bản thân chúng sẽ có tổn thương. Nhưng nàng có thể làm cho vạn vật cam tâm tình nguyện kính dâng ra lực lượng của chính mình, ta nghĩ ở đây nàng rất được lòng người. Dương Diệp khẽ gật đầu, đúng vậy, Tiểu Thiên ở thế giới này quả thật đặc biệt được hoan nghênh. Dương gia. Đúng lúc này, điện chủ U Minh Điện đột nhiên nói. Là gia tộc Dương gia được nói là bị điên trong truyền thuyết kia sao? Dương Huyên quay đầu lại nhìn về phía điện chủ U Minh Điện. Ngươi biết Dương gia ta? Nghe được Dương Huyên thừa nhận, tay ngọc của điện chủ U Minh Điện lập tức nắm chặt lại, im lặng rất lâu, nàng nói. Ta không biết, chỉ là rất lâu trước đây có nghe sư phụ ta nói về các ngươi. Theo ta nói biết, Dương gia các ngươi chắc hẳn cách chỗ này rất xa mới phải. Dương Huyên quay đầu lại liếc nhìn Dương Diệp. Hắn là người của Dương gia ta, lần này đặc biệt đến vì hắn. Điện chủ U Minh Điện liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Hiểu rõ, các hạ, U Minh Điện ta vô ý mạo phạm Dương gia, chuyện hôm nay, U Minh Điện ta sẽ dừng lại ở đây, sau này, U Minh Điện ta sẽ không ra tay với hệ thiên tuyển nữa. Nghe thấy điện chủ U Minh Điện nói vậy, vẻ mặt những cường giả U Minh Điện kia đều chợt biến đổi, trong mắt càng không hiểu, rõ ràng, bọn họ cũng không biết về thế lực Dương gia. Dương Huyên liếc nhìn điện chủ U Minh Điện. Ngươi cũng không đơn giản, cho dù không phải là cường giả chí cảnh,
nhưng thực lực sợ rằng đã vượt qua một vài cường giả chí cảnh. Điện chủ U Minh Điện không nói gì. Dương Huyên nói. Đi thôi, nhớ kỹ lời ngươi đã nói đấy. Điện chủ U Minh Điện liếc nhìn Dương Huyên, sau đó thân hình run lên, dẫn theo đám người của U Minh Điện rời khỏi hệ thiên tuyền. Trong mắt Tiểu Thiên lóe lên một tia không cam lòng, nhưng lại không ra tay. Bởi vì, cho dù hệ thiên tuyền cuối cùng có thể giữ lại những cường giả U Minh Điện này, nhưng hệ thiên tuyền chắc chắn cũng sẽ trả cái giá thê thảm. Thắng lợi này không có bất kỳ ý nghĩa nào. Các hạ, đúng lúc này, gia chủ Lâm gia đột nhiên nói. Hệ Hoàn Vũ ta. Mà vào lúc này, Dương Huyên đột nhiên nhìn về phía 10 người kia. Đi đến hệ Hoàn Vũ, sau đó khiến cho Lâm gia biến mất trên thế giới này. 10 người khẽ gật đầu, trong phút chốc, 7 người trong đó trực tiếp biến mất. Nghe thấy Dương Huyên nói vậy, vẻ mặt gia chủ Lâm gia lập tức dữ tợn. Các hạ quả thật muốn liều mạng tới ngươi chết ta sống. Ngươi chết ta sống. Dương Huyên cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc. Lâm gia ngươi tính cái thứ gì? Cũng muốn ngươi chết ta sống cùng Dương gia ta. Ta cho ngươi biết, hễ là kẻ sỉ nhục người của Dương gia ta đều đáng chết hết. Vừa dứt lời, nàng vung tay phải lên, 3 người ở sau lưng nàng trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã trong một đám cường giả cảnh giới luân hồi của Lâm gia này. Tàn sát. Thật sự tàn sát. Cho dù những cường giả kia đều là cảnh giới luân hồi, nhưng bọn họ ở trước mặt 3 người này thì gần như không có sức đánh trả. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt gia chủ Lâm gia xuất hiện vẻ hoảng sợ, trước đó hắn vẫn cảm thấy Lâm gia mình có sức đánh một trận với Dương gia này, nhưng cảnh tượng bây giờ như vậy nói cho hắn biết, hắn sai rồi. Lâm gia cùng Dương gia căn bản không phải thế lực cùng một cấp bậc. Gia chủ Lâm gia quay đầu lại nhìn về phía Dương Huyên. Các hạ, lần này Lâm gia ta chịu tội, vẫn mong các hạ giơ cao đánh khẽ, thả cho Lâm gia ta một đường sống. Nói xong, hắn thi lễ với Dương Huyên. Mất mặt sao? Đương nhiên mất mặt. Nhưng lúc này gia chủ Lâm gia căn bản không có lựa chọn. Chiến đấu sao? Còn chiến đấu thế nào được? Những cường giả cảnh giới luân hồi căn bản không phải là đối thủ của cường giả chí cảnh, hơn nữa quan trọng nhất là còn có 7 tên cường giả chí cảnh đã đi tới Lâm gia. Có thể tưởng tượng được, sau khi 7 tên cường giả chí cảnh đến Lâm gia sẽ có số phận cuối cùng thế nào? Cầu xin tha thứ. Chỉ có thể cầu xin tha thứ. Dương Huyên không hề nhìn gia chủ Lâm gia, mà nhìn về phía Dương Diệp. Lần này, ngươi làm chủ. Dương Diệp nhìn về phía gia chủ Lâm gia, lúc này, gia chủ Lâm gia đầy vẻ cầu xin. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn Tiểu Bạch trong lòng mình, im lặng trong chớp mắt. Hắn lại nhìn về phía gia chủ Lâm gia. Nếu như Tiểu Bạch rơi vào trong tay các ngươi sẽ có kết quả như thế nào? Nếu như ta rơi vào trong tay các ngươi, sẽ lại có kết quả như thế nào? Gia chủ Lâm gia đang muốn nói, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, nếu là kẻ địch thì nên chém tận giết tuyệt. Buông tha Lâm gia. Đầu hắn bị cửa kẹp mới có thể đi buông tha Lâm gia. Giống như lời hắn nói, thử hỏi nếu như hắn cùng Tiểu Bạch rơi vào Lâm gia. Lâm gia sẽ bỏ qua bọn họ sao? Đáp án là chắc chắn sẽ không. Hắn biết rõ loại gia tộc giống như Lâm gia này, người mạnh mẽ, hắn sẽ giống như một con chó vẫy đuôi mừng chủ, nhưng nếu như người yếu, hắn sẽ tuyệt đối không nương tay với ngươi. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình. Còn nữa, Lâm gia dám có ý đồ với Tiểu Bạch, đây là điều hắn không thể dễ dàng tha thứ. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, trong mắt Dương Huyên lóe lên một tia tán thưởng. Nàng vỗ nhẹ vào vai của Dương Diệp. Được, rất tốt, nam nhi của Dương gia ta nên bụng dạ hẹp hòi. Dương Diệp. Đúng lúc này, gia chủ Lâm gia đột nhiên thoáng động bảo chạy về phía chân trời. Khi nghe thấy Dương Diệp nói vậy, hắn đã biết, đã không có khả năng ngồ để Dương Diệp buông tha cho Lâm gia. Bởi vậy, hắn quyết đoán lựa chọn chạy trốn. Nhìn thấy gia chủ Lâm gia trốn, Dương Huyên cong khóe miệng và si cười lạnh, trong phút chốc nàng đã biến mất. Rất nhanh, ngoài mấy vạn trượng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn rung trời, theo tiếng động này vang lên, ca sâu trong tinh không đều chấn động mạnh. Hai hơi thở sau, Dương Huyên trở lại trước mặt Dương Diệp. Chết rồi. Dương Diệp hỏi. Dương Huyên khẽ nhướng mày. Nếu không thì sao? Dương Diệp khóe miệng thoáng co giật, cô tiện nghi của bản thân mình hình như có chút lợi hại. Đúng lúc này. 7 tên huyền giả trên người mặc tím khôi giáp màu vàng rời đi trước đó đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Huyên, 7 người thi lễ với Dương Huyên,
sau đó cung kính lùi đến phía sau Dương Huyên. Huyết mạch của ngươi. Lúc này, Dương Huyên đột nhiên đưa tay điểm vào trước ngực của Dương Diệp. Trên người ngươi có huyết mạch của Dương gia, vì sao huyết mạch của ngươi lại im lặng như vậy? Nói đến đây, Dương Huyên nhíu mày, đột nhiên đồng tử của nàng hơi co lại. Sao có thể như vậy được, huyết mạch của ngươi lại bị áp chế? Nghe thấy Dương Huyên nói vậy, 10 người sau lưng nàng lập tức đồng thời nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ khó tin. Áp chế huyết mạch phong ma của Dương gia sao? Sao có thể như vậy được? Dương Huyên nhìn Dương Diệp rất lâu, đột nhiên tay ngọc của nàng nắm vai của Dương Diệp run lên, sau đó nàng cùng Dương Diệp trực tiếp biến mất. Trên một chỗ đỉnh núi không biết tên, Dương Huyên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Món bảo vật đó ở trên người ngươi, đúng không? Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, đối phương biết Hồng Mông Tháp, sao đối phương biết được? Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp nói. Làm sao ngươi biết? Quả nhiên. Hai mắt của Dương Huyên chậm rãi nhắm lại, rất lâu sau, nàng mở mắt nhìn thẳng Dương Diệp. Ngươi biết tại sao phụ thân ngươi lại bị lưu vong không? Dương Diệp lắc đầu. Dương Huyên nói. Cũng bởi vì món bảo vật đó. Không có ai biết món bảo vật đó là bảo vật gì, nhưng khi món bảo vật đó xuất hiện ở thế giới kia của chúng ta, trời đã xuất hiện dị tượng, rất nhiều cường giả kinh động, ngay cả lão tổ Dương gia chúng ta cũng bị kinh động. Cuối cùng, món bảo vật đó rơi vào trong tay của phụ thân ngươi. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Dương Huyên trầm giọng nói. Sau đó huyền khí trong cơ thể hắn đột nhiên biến mất sạch sẽ, trở thành một tên phế nhân. Không quan tâm hắn tu luyện như thế nào cũng không có cách nào tập trung huyền khí, hắn lại không có cách nào khống chế món bảo vật đó, cuối cùng hắn từ một thiên tài siêu cấp biến thành một siêu cấp phế vật. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cũng biết, trước đây hắn thiên tài đứng đầu Dương gia ta. Có thể nói, nếu như năm đó phụ thân ngươi không xảy ra chuyện, Dương gia chính là vật trong bàn tay hắn. Có hắn ở đó, những người còn lại của Dương gia căn bản cũng không dám tranh với hắn. Hút sạch huyền khí. Hai mắt Dương Diệp híp lại, chuyện này nhất định là do Hồng Mông Tháp làm, lại giống như tình huống của hắn ban đầu vậy. Lúc này, Dương Huyên lại nói. Dương gia sẽ không để cho một phế vật làm thế tử. Thật ra, hắn đáng chết, nhưng có quá nhiều người ủng hộ hắn. Vì không để cho nhiều người tức giận, cho nên gia tộc lại lấy danh nghĩa rèn luyện lưu đày hắn. Dương Diệp nói. Điều này là rất bình thường, không phải sao? Không thực lực thì nên nhường lại vị trí, cá nhân ta cảm thấy rất bình thường. Thối lắm. Dương Huyên đột nhiên đưa tay nắm lấy phần áo ngực của Dương Diệp, tức giận nói. Ngươi cũng biết, trước đây Dương gia có 25 một thế giới lớn, mấy trăm thế giới trung bình, còn có mấy ngàn thế giới nhỏ, trong đó có 7 phần đều do một tay phụ thân ngươi đánh ra. Những thứ kia là của phụ thân ngươi, cũng là của ngươi, cho nên ngươi nhất định phải quay về Dương gia, đoạt lại thứ vốn phải thuộc về ngươi. Nói xong, nàng thả trang phục của Dương Diệp ra, nhưng lại hung hăng trừng mắt với Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu. Vị đại tỷ này, ngươi không muốn bị ăn đòn thì tốt nhất là gọi bằng cô. Dương Huyên đột nhiên nói. Cơ mặt Dương Diệp khẽ giật, hắn suy nghĩ một lát, sau đó nói. Vậy cá nhân ta cảm thấy, cho dù một nửa giang sơn của Dương gia là phụ thân gì đó của ta đánh ra, nhưng điều này cũng không liên quan đến ta. Dù sao. Những cái đó không phải do ta đánh xuống. Ta, ngươi không muốn quay về Dương gia, đúng không? Dương Huyên đột nhiên nói. Dương Diệp vội vàng khẽ gật đầu, hắn quả thật không muốn quay về Dương gia. Nói thật, hắn không có ham muốn quyền lực, Dương gia chính là một vòng xoáy lớn, hắn thật sự không muốn cuốn vào trong đó. Hơn nữa, chính hắn cũng không thích hợp để nắm giữ một gia tộc. Dương Huyên cười lạnh. Đúng là ấu trĩ. Dương Diệp nói, có ý gì? Dương Huyên lạnh lùng nói. Ngươi biết bây giờ Dương gia có bao nhiêu người muốn ngươi chết? Dương Diệp nhíu mày. Vì sao? Vì sao? Dương Huyên cười lạnh nói. Phụ thân ngươi trước đây rơi xuống tình cảnh làm phế nhân, Dương gia không biết có bao nhiêu người muốn hắn chết, nhưng ngươi biết vì sao hắn biến thành một tên phế nhân mà không chết không? Bởi vì không ai dám động vào hắn. Những người trước đây theo phụ thân ngươi tranh đấu giành thiên hạ, từ trong xương cốt đã tôn kính phụ thân ngươi, có thể nói trước đây cho dù phụ thân ngươi muốn tạo phản, những người đều sẽ theo hắn hoàn toàn không do dự. Dương Diệp trầm giọng nói.
Dương gia có vài người sợ những người này tới ủng hộ ta sao? Ngươi còn không tính là quá ngu. Dương Huyên lạnh lùng nói. Những giang sơn được phụ thân ngươi bắn xuống năm đó, bây giờ phần lớn đều đã rơi vào trong tay mấy huynh đệ này của hắn, ngươi cảm thấy những người này sẽ nôn ra sao? Nếu như ngươi là một tên phế nhân giống như phụ thân ngươi vậy, bọn họ có thể sẽ không để ý tới ngươi, dù sao, ai cũng không muốn chọc ra hận thù. Nhưng Dương Diệp ngươi không phải là một tên phế nhân, cho dù ngươi ở Dương gia thì vẫn là một thiên tài. Dưới tình huống này, bọn họ sao có thể yên tâm để cho ngươi sống sót được? Dương Diệp nhíu mày, lúc này, Dương Huyên lại nói. Nếu như ta không đoán sai, bây giờ có khả năng đã có người muốn tới diệt trừ ngươi rồi. Dương Diệp nhìn về phía Dương Huyên. Ta thật sự không muốn cuốn vào vòng xoáy Dương gia này. Cho sau này dù hắn nhất định sẽ đi tới hệ Ngân Hà, dù sao hắn đã đáp ứng lão nhân mặc áo đạo sĩ, muốn đưa tiểu thất quay về hệ Ngân Hà, nhưng hắn không muốn đi tới Dương gia. Hắn biết rõ, một khi cuốn vào vòng xoáy Dương gia này, cả đời này hắn cũng đừng mong an bình. Dương Huyên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. Được, ta không cưỡng ép ngươi. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, dễ nói chuyện như vậy. Lúc này, Dương Huyên đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó vội vàng ôm lấy cổ của Dương Diệp. Rõ ràng Tiểu Bạch vẫn còn có chút sợ đối với Dương Huyên thần bí khó lường này. Linh chủ. Dương Huyên trầm giọng nói. Dương Diệp nói. Hệ Ngân Hà cũng có linh chủ sao? Dương Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Vũ trụ rất lớn, ở trong vũ trụ lớn này sinh sôi nảy nở ra vô số văn minh, những văn minh này không giống nhau, phần lớn hệ thống cùng phương thức tu hành cũng khác nhau. Nhưng, trăm sông đổ về một biển. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi hiểu ý của ta không? Dương Diệp lắc đầu. Ngươi muốn nói gì liền nói thẳng ra đi. Dương Huyên giơ tay phải lên, sau đó chậm rãi nắm chặt. Lực lượng, bất kể là văn minh nào, loại phương thức tu hành nào đều theo đuổi lực lượng, theo đuổi sự sống sót. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của lực lượng. Thế giới người mạnh là vua, không có lực lượng, người không bằng chó. Lúc này, Dương Huyên đột nhiên nói. Nếu ngươi không quay về, ta liền đi. Nói xong, nàng cũng không đợi Dương Diệp nói, xoay người lại lập tức biến mất. Dễ nói chuyện như vậy sao? Dương Diệp ngây cả người, hắn không ngờ được người cô tiện nghi của mình lại dễ nói chuyện như vậy. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó hắn lắc đầu và rời khỏi đó. Dương Diệp trở lại Linh Cung, những ngày kế tiếp, Đại Lục Thiên Thiên khôi phục sự yên tĩnh, cô Dương Huyên của hắn hình như đã rời khỏi Đại Lục Thiên Thiên, dù sao Dương Diệp không nhìn thấy bóng dáng của đối phương. Ba ngày sau, hai người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở trong tinh không của Đại Lục Thiên Thiên. Là ở đây sao? Người mặc áo đen bên trái kia hỏi. Tên áo bào đen bên phải khẽ gật đầu. Đúng. Người mặc áo đen bên trái kia khẽ gật đầu. Đi thôi. Vừa dứt lời, hai người đồng thời lập tức biến mất. Linh Cung. Dương Diệp vốn đang chơi đùa với Tiểu Bạch đột nhiên biến sắc. Trong phút chốc, hắn trực tiếp xuất hiện ở phía trên đại điện của Linh Cung. Cùng lúc đó, Tiểu Thiên cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ở trước mặt hai người chính là hai người mặc áo đen trước này. Vẻ mặt Tiểu Thiên cùng Dương Diệp đều vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hai người mặc áo đen này đều là cường giả chí cảnh. Lúc này, người mặc áo đen bên trái kia đột nhiên nói. Quả nhiên là huyết mạch phong ma, ngươi chính là Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Các ngươi là người của Dương gia. Ngươi cảm thấy thế nào? Người mặc áo đen bên trái kia hỏi ngược. Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Ta căn bản không có hứng thú gì với vị trí thế tử của Dương gia này, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ quay về Dương gia. Cho nên, ha ha. Lúc này, người mặc áo đen bên trái kia đột nhiên khẽ cười, sau đó nói. Những điều này không liên quan đến ta chỉ biết là chủ nhân có căn dặn, chặt cỏ phải nhổ tận gốc, cho nên ngươi và cả muội muội của ngươi. Còn có nữ nhân của ngươi, nói chung, người có liên hệ với ngươi đều phải chết. Dương Diệp nhìn chằm chằm người mặc áo đen kia. Người không phạm ta không phạm người, nếu ai phạm ta nhất định giết chết hắn. Ngươi sao? Người mặc áo đen kia cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc. Đối với chủ nhân, ngươi thậm chí còn không bằng con kiến hôi, sở dĩ lãng phí sức lực tới giết ngươi,
chẳng qua là muốn cắt đứt suy nghĩ của một vài người mà thôi. Vừa dứt lời, tay phải của hắn đột nhiên chộp về phía Dương Diệp, trong phút chốc, chỗ vị trí không gian của Dương Diệp lập tức đông cứng lại, trong phút chốc, cả người Dương Diệp cũng bắt đầu vặn veo. Trong lòng Dương Diệp hoảng hốt, bởi vì lúc này hắn thậm chí không có năng lực nhúc nhích. Lúc này, hắn mới hiểu được cường giả trí cảnh khủng khiếp thế nào. Bây giờ hắn căn bản không có đủ khả năng chống lại cường giả trí cảnh. Mà vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác không gian xung quanh chấn mình động mạnh, ngay sau đó, Tiểu Thiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó vỗ một chưởng vào Telerin bả vai của hắn. Dương Diệp lập tức bị Tiểu Thiên đẩy ra khỏi mảnh không gian kia, mà vào lúc này, chỗ mảnh không gian của Tiểu Thiên đột en chiên đổ nát chôn vùi. Trong phút chốc, toàn bộ mảnh thiên địa đều trở nên hư ảo. Dương Diệp ngẩn người một lát, hắn nhìn chằm chằm vào chỗ không gian đổ nát, rất nhanh, không gian nơi đó khôi phục lại bình thường, Tiểu Thiên cũng xuất hiện ở vị trí ban đầu, nhưng sắc mặt Dương Diệp lại thay đổi. Bởi vì lúc này cơ thể Tiểu Thiên không ngờ dần dần hư ảo, hơn nữa, Dương Diệp cảm giác sức sống trong cơ thể nàng đang nhanh chóng xói mòn. Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Tiểu Thiên, nhìn thân thể kia dần dần trở nên trong suốt của Tiểu Thiên, run giọng nói. Ngươi không phải có lực lượng thiên địa gia tăng sao? Ngươi không phải là vô địch sao? Ngươi! Tiểu Thiên lộ ra một vẻ tươi cười tái nhợt. Ngu ngốc, trước đó ta từng hấp thu từng lực lượng thiên địa một lần, phải qua một thời gian sau mới có khả năng lại hấp thu lực lượng thiên địa. Không có lực lượng thiên địa gia tăng, ta còn không lợi hại bằng ngươi. Vậy vì sao ngươi còn phải làm như thế? Dương Diệp run giọng nói. Tiểu Thiên nhếch miệng cười. Bởi vì chúng ta là bằng hữu à? Hồn thiên đạo. Đúng lúc này, người mặc áo đen phía xa kia đột nhiên nói. Đứng đầu thiên đạo thành niên, dùng để làm khí linh thì không còn gì tốt hơn, chủ nhân chắc chắn sẽ rất thích. Vừa dứt lời, tay phải hắn thò ra phía trước, sau đó nắm chặt, trong phút chốc, Tiểu Thiên lập tức chấn động mạnh, ngay sau đó, hồn phách của Tiểu Thiên lập tức hóa thành một đường màu đen rơi vào trong tay của người mặc áo đen. Ong! Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung, tiếp theo, một đường kiếm khí từ phía dưới phóng lên cao, tốc độ kiếm khí rất nhanh, trong chớp mắt lại là tới đến này trước mặt của người mặc áo đen. Nhìn thấy đường kiếm khí này, người mặc áo đen kia cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc. Lực lượng của con kiến hôi thôi. Dứt lời, hắn vung tay phải lên, đường kiếm khí kia của Dương Diệp lập tức biến mất không thấy bóng dáng, lại giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Đúng lúc này, một khí tức khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn trào ra, rất nhanh, toàn thân Dương Diệp xuất hiện một tầng mỏng ánh sáng màu vàng, cùng lúc đó, kiếm thần ấn trên trán Dương Diệp cũng sáng lên. Hai tầng ý cảnh, yêu thần lực. Trong phút chốc, cả người Dương Diệp trực tiếp biến mất, một đường kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Nhất kiếm luân hồi. Nhìn thấy một kiếm này, trong mắt người mặc áo đen này lóe lên một tia khác biệt. Kiếm kỹ này không tệ. Tuy nhiên đáng tiếc vẫn là con kiến hôi. Vừa dứt lời, tay phải hắn chợt đánh ra một chưởng về phía trước. Ở bên trong không gian mấy trăm trượng trước mặt hắn trực tiếp sụp đổ, không chỉ có vậy, một luồng lực lượng thần bí từ trong hố đen không gian tối tăm không ngừng cắt qua. Ở trong hố đen không gian tối tăm này, không ngừng truyền đến từng tiếng nổ lớn cùng tiếng kiếm ngân, qua khoảng vài hơi thở, trong hố đen không gian tối tăm này dần dần bình tĩnh lại. Rất nhanh, một mảnh không gian kia cũng khôi phục lại bình thường, mà lúc này, Dương Diệp đã ở ngoài vạn trượng. Lúc này, cơ thể hắn đã hoàn toàn tách ra, dường như bị thiên đao vạn quả vậy, cả người hoàn toàn biến thành một người máu, thoạt nhìn thực sự có chút dữ tợn khủng khiếp. Chênh lệch quá xa. Giữa thần giả cùng cường giả trí cảnh kém tròn 3 cấp, chênh lệch trong đó, vật bên ngoài căn bản không có khả năng bù đắp được. Bên dưới. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía người mặc áo đen này, nói chính xác là nhìn về phía tay trái của người mặc áo đen này, ở trong đó là hồn phách của Tiểu Thiên. Gào! Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét giận dữ, tiếp theo, thiên ma thú này xuất hiện ở đó, ánh mắt thiên ma thú trực tiếp rơi vào trên thân của người mặc áo bào màu đen, trong phút chốc, nó tung người nhảy lên, xông về phía người mặc áo đen này. Tốc độ rất nhanh, nhưng trong phút chốc, thiên ma thú này trực tiếp bị một chưởng của người mặc áo đen này đánh đến ngoài vạn trượng. Nghiền ép. Người mặc áo đen cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc.
thế giới đẳng cấp thấp, con kiến hôi đẳng cấp thấp. Nói xong, hắn nhìn về phía dưới Dương Diệp. Đúng là thế hệ sau không bằng thế hệ trước, nghĩ tới phụ thân ngươi năm đó bằng tuổi ngươi, cường giả chí cảnh cũng phải đứng sang bên, tuy nhiên ngươi không dựa vào Dương gia bồi dưỡng, không kích hoạt huyết mạch phong ma lại có thể đạt đến bây giờ mức độ này, cũng được cho một nhân vật lớn. Tuy nhiên, ở trong mắt ta vẫn là một con kiến hôi. Dứt lời, tay phải hắn sờ về phía vị trí của Dương Diệp N, sau đó tay phải nắm chặt, dường như tất cả trời đất đều bị hắn nắm lấy, không gian trong mấy chục vạn dặm bên dưới trực tiếp giãn nứt ra, Dương Diệp càng trực tiếp vặn vẹo mờ ảo, dường như muốn vỡ nhỏ vậy. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự tàn ác, tay phải nắm chặt, lại muốn thi triển tịch diệt băng thiên quyền, mà vào lúc này, một bàn tay khổng lồ đột nhiên chợt lóe lên, chỗ hắn đứng trực tiếp đổ nát chôn vùi, Dương Diệp lại ở ngoài mấy nghìn trượng. Ở bên cạnh Dương Diệp chính là Dương Huyên. Ánh mắt Dương Huyên rơi vào trên thân người mặc áo bào màu đen. Không ngờ được huynh đệ các ngươi tới, là lão nhị phải các ngươi tới, hay là nữ nhân Dương Đan Thanh kia. Người mặc áo đen này liếc nhìn Dương Huyên. Ta cũng không ngờ được Phượng thống lĩnh tự nhiên đích thân đến nhận đứa cháu này, quả nhiên giống như Tam Tiểu Thư nói, xem ra trong lòng vài người còn tồn tại ảo tưởng. Chỉ có điều Phượng thống lĩnh, ngươi thật sự cảm thấy đứa cháu này của ngươi có thể chống lại Tam Tiểu Thư và cả Nhị Thiếu Gia sao? Đừng nói Tam Tiểu Thư cùng Nhị Thiếu Gia, cho dù là mấy thiếu gia khác đứa cháu này của ngươi cũng không thể so sánh, không phải sao? Không cần ngươi quan tâm tới điều này. Dương Huyên khẽ nói. Người mặc áo đen khẽ gật đầu, sau đó nói. Nếu Phượng thống lĩnh đứng ra, dù thế nào huynh đệ chúng ta cũng phải nể mặt Phượng thống lĩnh, cáo từ. Nói xong, hắn muốn đi. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Để lại hồn phách của Tiểu Thiên. Nói xong, hắn rút kiếm ra liền chém một phát. Người mặc áo đen này vung tay phải lên, một đạo tinh quang chợt lóe lên, đường kiếm khí kia của Dương Diệp trực tiếp bị tinh quang kia đập nát. Người mặc áo đen cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi ngay cả sách giày cho Nhị Thiếu gia cùng Tam Tiểu Thư cũng không xứng. Nói xong, thân hình hai người run lên, trực tiếp biến mất. Trong mắt Dương Diệp hiện lên chút hung ác, cơ thể thoáng động, người này hóa thành một ánh sáng máu bắn nhanh về phía chân trời hung, mà vào lúc này, Dương Huyên lại ngăn cản ở trước mặt của hắn. Không ngăn cản được đâu, bọn họ muốn đi, mười cường giả trí cảnh cũng không ngăn cản được. Tránh ra! Dương Diệp nhìn chằm chằm Dương Huyên, trong mắt đỏ như máu. Dương Huyên lắc đầu, lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém ra một phát, một đường kiếm khí lập tức tới trước mặt nàng. Dương Huyên thản nhiên, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đánh ra. Đường kiếm khí kia của Dương Diệp ầm ầm vỡ nát. Dương Diệp lại muốn ra tay, mà lúc này Dương Huyên lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó một tay đặt ở trên bả vai của hắn. Bây giờ ngươi đi, chắc chắn sẽ chết, nếu như ngươi chết, linh hồn bằng hữu kia của ngươi phải làm thế nào? Muội muội ngươi phải làm thế nào? Thê tử của ngươi phải làm thế nào? Con người phải làm sao bây giờ? Nghe thấy Dương Huyên nói vậy, thân thể Dương Diệp khẽ run lên, trong mắt hắn dần dần khôi phục lại tỉnh táo. Sau một hồi, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Dương Huyên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Hai người vừa rồi là một đôi huynh đệ, kẻ bắt linh hồn bằng hữu của ngươi gọi Dương Sơn, một người khác là Dương Thạch, đều một trong 72 chiến tướng của Dương gia ta. Bọn họ không phải là cường giả trí cảnh bình thường. Đừng nói ngươi, chính ta với thuộc hạ của ta ra tay cùng lúc cũng không ngăn cản được bọn họ. Là ai muốn đẩy ta vào chỗ chết? Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía Dương Huyên. Dương Yên, còn có muội muội của hắn Dương Đan Thanh. Dương Huyên nói, trước đây phụ thân ngươi đánh xuống rất nhiều thế giới, phần lớn đều ở trong tay huynh muội bọn họ sở dĩ muốn giết ngươi chính là sợ những thủ hạ kia của bọn họ đột nhiên tới nương nhờ ngươi. Dù sao phụ thân ngươi trước đây thật sự rất được lòng người. Dương Yên, Dương Đan Thanh. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Ngươi trách ta sao? Lúc này, Dương Huyên đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Dương Huyên. Ta trách ngươi chuyện gì? Dương Huyên nói. Trách ta không sớm ra tay, nếu như ta sớm qua, linh hồn bằng hữu của ngươi có khả năng lại không? Dương Diệp đột nhiên lắc đầu. Ngươi không nợ Dương Diệp ta. Ta có tư cách gì trách ngươi? Ta chỉ trách bản thân ta quá yếu, trách bản thân ta liên lụy tới Tiểu Thiên, trách bản thân ta không có năng lực,
Yếu. Quá yếu. Đây là suy nghĩ thật sự trong lòng Dương Diệp lúc này. Đừng nói Dương gia nắm giữ mấy nghìn thế giới, chỉ U Minh Điện với Lâm gia cũng không phải là tồn tại mà Dương Diệp hắn có thể chống lại. Về phần Dương gia này thì càng khỏi phải nói nữa, người ta tùy tiện phái một người đi ra, hắn cũng không thể chống lại. Dương Huyên liếc nhìn Dương Diệp và không nói gì. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía nàng. Đi, ta đi với ngươi quay về Dương gia. Nghe vậy, Dương Huyên vui mừng. Chỉ cần ngươi lên làm thế tử Dương gia, lập tức lại có thể nắm giữ 72 chiến tướng, vẫn có. Dương Diệp lắc đầu. Ta trở lại không phải để tranh vị trí thế tử. Vậy ngươi? Dương Huyên không hiểu. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự tàn ác. Ta quay về để giết người. Dương Huyên. Chấm. Dương Diệp hắn chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ đi Dương gia, càng chưa từng nghĩ tới đi tranh mấy thứ kia của Dương gia, nhưng người Dương gia lại không buông tha cho hắn. Từ lâu rồi, đời chính là như vậy, người không muốn gây chuyện, cũng không có nghĩa là chuyện không chọc đến người. Chuyện lần này đã cho hắn biết, hắn không muốn cuốn vào vòng xoáy Dương gia này thì căn bản không có khả năng. Nếu không thể chỉ lo cho thân mình, vậy thì đi trở về làm một chấm dứt hoàn toàn. Bất kể là ân oán của thế hệ trước đây, hay là ân oán lần này, tất cả đều cần làm một cái kết. Không ngờ được đứng đầu thiên đạo tự nhiên hy sinh mình để cứu ngươi. Lúc này, Dương Huyên đột nhiên nói, ở trong ấn tượng của nàng, đứng đầu thiên đạo đều đặc biệt căm thù nhân loại. Nàng còn chưa gặp qua đứng đầu thiên đạo có thể trở thành bằng hữu của con người. Tiểu Thiên. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, hắn nhìn chằm chằm phía chân trời, dần dần, hai dòng nước mắt chậm rãi tràn ra. Ngươi đã nói sẽ không giúp ta đánh nhau, vì sao lần này phải ra tay? Tại sao vậy chứ? Ngươi còn nói ta là ngu ngốc, bản thân ngươi cũng là một kẻ đại ngu ngốc. Nếu nàng có lực lượng thiên địa gia tăng, cho dù hai người kia có thể đánh bại nàng, nhưng không có cách nào giết chết nàng. Nhưng trước đó nàng đã từng hấp thụ lực lượng thiên địa, cơ thể nàng có gánh nặng lớn sau đó chưa có thời gian tu dưỡng, bởi vậy, nàng không có cách nào hút lấy lực lượng thiên địa. Dương Huyên khẽ nói. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía nàng. Nếu nàng có mệnh hệ nào, ta sẽ bắt tất cả mọi người của Dương gia phải trả bằng máu. Dương Huyên nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ngươi đừng quên, ngươi cũng là người của Dương gia. Dương Diệp đi tới trước mặt Dương Huyên. Trong lòng ta, tất cả mọi người của Dương gia gộp lại cũng thua một sợi tóc của nàng. Còn nữa, nàng nếu có mệnh hệ nào, cả đời Dương Diệp ta đều sẽ không tha thứ cho mình. Dứt lời, Dương Diệp xoay người lập tức biến mất. Dương Diệp đi rồi, một người mặc bộ giáp xuất hiện ở bên cạnh Dương Huyên. Phượng thống lĩnh, huyết mạch của hắn còn chưa kích hoạt, nhưng vì sao lại điên như vậy? Dương Huyên im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Chuyện này có liên quan tới những gì hắn từng trải trước đây, tính tình của hắn đặc biệt cực đoan, loại tính cách này càng đáng sợ hơn so với điên. Người mặc áo giáp trầm giọng nói. Vậy nếu huyết mạch của hắn kích hoạt, bị huyết mạch ảnh hưởng? Sắc mặt Dương Huyên thoáng đổi, im lặng rất lâu, nàng mới nói. Người của Dương gia sau khi kích hoạt huyết mạch, đều sẽ bước vào một loại trạng thái điên, nhưng tất cả mọi người sẽ đi áp chế trạng thái điên này. Dù sao ai cũng không muốn bị một huyết mạch khống chế. Hắn, ta sợ hắn căn bản sẽ không đi áp chế. Thật ra đây là chuyện tốt. Lúc này, người mặc áo giáp đột nhiên nói. Dương Huyên nhìn về phía người mặc áo giáp, hắn nói. Ngươi cảm thấy một người bình thường có thể tranh vị trí thế tử cùng những thiếu gia tiểu thư kia sao? Dương Huyên im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Ngươi vẫn không hiểu, hắn để ý không phải là vị trí thế tử. Mà là bạn hắn, bây giờ, tất cả Dương gia ở trong lòng hắn đều là kẻ địch, trong này cũng bao gồm cả ta. Nếu như ngươi xem qua những tư liệu kia của hắn, ngươi lại sẽ hiểu rõ, hắn vô tình lên thì là thật sự không nhận người thân đâu. Nói đến đây, nàng cúi đầu nhìn về phía dưới. Đáng sợ nhất là hắn không dựa vào tài nguyên cùng lực huyết mạch của Dương gia lại đạt tới thành tựu như hôm nay. Nói xong lời cuối cùng, ở trong mắt nàng xuất hiện một tia ưu sầu. Linh cung, trong đại điện. Lúc này, tất cả linh vương của linh cung đều đang ở trong đại điện, ngoại trừ những linh vương này còn có tiểu bạch, cùng với cầm và thiên ma thú. Vào giờ phút này, mọi người cũng đã biết chuyện của tiểu thiên. Im lặng sau một hồi, Dương Diệp nói. Ta sẽ cứu nàng trở về, ta bảo đảm. Tiểu bạch khẽ gật đầu,
sau đó vung vẩy móng vuốt nhỏ của mình, biểu thị bằng lòng đi cùng Dương Diệp. Cầm nói, ta đi cùng với ngươi. Ta cũng đi. Thiên ma thú cũng nói. Những linh vương cũng biểu thị muốn đi cùng Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu. Các ngươi đều lại ở chỗ này. Vì sao? Cầm khẽ nhướng mày. Ngươi chê thực lực chúng ta yếu sao? Dương Diệp lắc đầu. Cầm, thiên ma tiền bối, nếu như các ngươi đều rời khỏi đại lục thiên thiên, vậy ai sẽ bảo vệ đại lục thiên thiên này? Tiểu thiên nàng để ý đại lục thiên thiên như vậy, nàng nhất định không hy vọng đại lục thiên thiên xảy ra chuyện, cho nên các ngươi ở đây bảo vệ đại lục thiên thiên, chuyện cứu người cứ để ta làm là được. Cứu tiểu thiên có nghĩa là phải chống lại người Dương gia. Cho dù thực lực của Cầm cùng thiên ma thú cường đại, nhưng chống lại Dương gia vẫn còn kém hơn rất nhiều. Cho nên, hắn không muốn bọn họ đi mạo hiểm, chuyện cứu người cứ để bản thân hắn làm lại được. Hơn nữa, đây cũng tính là chuyện riêng của hắn cùng Dương gia. Cầm im lặng một cái chớp mắt, sau đó nói. Nhưng ta vẫn muốn đi. Dương Diệp khẽ nói. Cầm, tiểu thiên bây giờ không có ở đây, nếu như các ngươi cũng không ở đây, nếu chẳng may có người tới đại lục thiên thiên thì phải làm thế nào? Chẳng may đại lục thiên thiên có huyền giả muốn gây bất lợi cho đám người tiểu thiên thì làm thế nào? Cho nên, ngươi cùng thiên ma thú tiền bối ở chỗ này giúp tiểu thiên bảo vệ đại lục thiên thiên, được không? Cầm im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, đột nhiên nàng nhìn về phía Dương Diệp. Nhất định phải cứu nàng trở về, được chứ? Dương Diệp đi tới trước mặt Cầm, sau đó khẽ xoa đầu Cầm. Ta bảo đảm, cho dù ta chết, ta cũng sẽ đưa nàng trở về. Cầm khẽ gật đầu. Cẩn thận. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn phía thiên ma thú. Thiên ma tiền bối, đại lục thiên thiên lại giao cho ngươi cùng Cầm. Nói xong, Dương Diệp ôm tiểu bạch lập tức biến mất. Hắn sẽ cứu tiểu thiên trở về sao? Cầm đột nhiên nói. Thiên ma thú im lặng rất lâu, sau đó nói. Cho dù cứu không trở về được, hắn cũng nhất định sẽ báo thù cho tiểu thiên. Sau khi rời khỏi linh cung, Dương Diệp trở lại tinh vực Minh Ngục. Muốn rời khỏi hệ thiên tuyền, hắn tất nhiên phải xử lý tốt chuyện nơi đây mới có khả năng rời đi. Lúc này tinh vực Minh Ngục đã tương đương với chính kiếm minh. Không phải tương đương, mà bây giờ tinh vực Minh Ngục chính là địa bàn của kiếm minh. Bởi vì lúc này thế lực kiếm minh đã trải rộng khắp toàn bộ đại lục Minh Ngục, cho dù đại lục Minh Ngục cũng lần lượt xuất hiện rất nhiều tông môn cùng thế lực, nhưng đều nghe theo lệnh của kiếm minh. Trong kiếm điện, Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt còn có Lôi Lâm cùng với Tiểu Giao, Tuyết Nhi đều đang ở trong điện. Ngươi muốn về Dương gia sao? Tô Thanh Thi nhíu mày nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Yên tâm, ta sẽ không một đi không trở lại. Trong lòng ta, ở đây mới là nhà của ta. Tô Thanh Thi khẽ nói. Tuyết Nhi cùng Tiểu Giao phải trở về với ngươi sao? Dương Diệp liếc nhìn Tuyết Nhi cùng Tiểu Giao, sau đó lắc đầu. Lần này hắn gì không phải trở lại nhận tổ quy tông, hơn nữa, Dương gia cũng không thật sự tán thành bọn họ, dẫn Tuyết Nhi cùng Tiểu Giao trở lại, chỉ tự rước lấy nhục. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu. Vậy bản thân ngươi phải cẩn thận. Dương Diệp nắm tay Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt, sau đó nói. Làm thê tử của ta, có phải cảm thấy mệt chết được không? Tô Thanh Thi khẽ lắc đầu, không nói gì. Tần Tịch Nguyệt hít một tiếng. Thì hơi mệt chút. Con người ngươi quanh năm suốt tháng đều thoải mái ở bên ngoài, cũng không biết từ lúc nào mới quay về. Dương Diệp ôm Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt, sau đó nói. Xin lỗi, ngu ngốc, Tần Tịch Nguyệt trừng mắt với Dương Diệp. Chúng ta là người một nhà, nói xin lỗi cái gì? Hơn nữa, cũng bởi vì ngươi nên chúng ta mới có khả năng sống yên ổn qua ngày. Bây giờ đừng nói đại lục Minh Ngục, tất cả hệ thiên tuyển có người nào không biết tới Dương Diệp ngươi. Ai dám không nể mặt kiếm minh chúng ta, làm nữ nhân của ngươi, chúng ta cũng nở mày nở mặt. Dương Diệp mỉm cười không nói gì, chỉ ôm thật chặt hai nàng. Không ở lại đại lục Minh Ngục bao lâu, hai canh giờ sau, Dương Diệp rời khỏi đại lục Minh Ngục, đi tới tinh vực Thiên Vân. Thiên Vân Phong, cần ta với ngươi đi không? Trước mặt Dương Diệp, đế nữ hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi đi, tinh vực Thiên Vân phải làm thế nào? Ở nhà chờ ta, được không? Đế nữ im lặng trong chớp mắt, sau đó khẽ gật đầu. Ta chờ ngươi. Dương Diệp thật chặt ôm đế nữ vào trong lòng. Vị nhiên, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ sống sót trở về.
mỗi lần hắn ra ngoài, người lo lắng cho hắn nhất hắn những nữ nhân của hắn. Đế nữ khẽ gật đầu, không nói gì. Đứng trên đỉnh núi, hai người ôm nhau thật chặt. Dương Diệp tuyệt đối không dừng lại ở tinh vực Thiên Vân, hai canh giờ sau, hắn lại rời khỏi đó, đi cùng hắn còn có Cùng Kỳ. Trong tinh không của tinh vực Thiên Vân, người muốn đi tới hệ Ngân Hà sao? Cùng Kỳ hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Người biết Dương gia ở hệ Ngân Hà sao? Bây giờ hắn mới nhớ tới Cùng Kỳ cũng ở hệ Ngân Hà. Cùng Kỳ lắc đầu. Dương Diệp nhíu mày. Không có khả năng, sao ngươi có thể chưa từng nghe qua Dương gia? Dương gia rất nổi bật sao? Cùng Kỳ hỏi ngược. Dương Diệp trầm giọng nói. Nghe nói nắm giữ 25 thế giới lớn, còn có mấy ngàn thế giới trung bình. Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Ta hiểu được, Dương gia ngươi nói chắc là ở trong trung thiên vũ trụ của hệ Ngân Hà. Trung thiên vũ trụ? Dương Diệp nhíu mày. Có ý gì? Cùng Kỳ nói. Ở trước đây rất lâu, thật ra hệ Ngân Hà rất nhỏ, chỉ có điều khi hệ Ngân Hà xuất hiện rất nhiều người tu hành mạnh mẽ, những người này trưởng thành lên, hệ Ngân Hà dần dần mở rộng, hệ Ngân Hà rốt cuộc lớn tới mức nào, sợ rằng không ai hiểu rõ. Sau khi hệ Ngân Hà thay đổi lớn hơn, vì vậy lại có tiểu thiên vũ trụ, trung thiên vũ trụ, còn có đại thiên vũ trụ. Dương gia ngươi nói chắc là ở trung thiên vũ trụ, ta còn có chủ nhân vật bên trong cơ thể ngươi lại ở đại thiên vũ trụ. Hóa ra là như vậy. Dương Diệp khẽ gật đầu, dường như nghĩ tới điều gì, hắn nhìn về phía Cùng Kỳ, hỏi. Là lão nhân mặc áo đạo sĩ trong cơ thể ta lợi hại, hay là Dương gia này lợi hại? Dương gia. Cùng Kỳ bật cười. Ta không biết Dương gia của các ngươi là cái quỷ gì, nhưng ta cho ngươi biết, chủ nhân bảo vật bên trong cơ thể ngươi, hắn muốn tiêu diệt Dương gia thì chỉ cần một câu nói là được. Dương Diệp. Chấm. Lúc này, Cùng Kỳ lại nói. Thật ra, căn bản không có khả năng so sánh được, bởi vì chủ nhân cái tháp của ngươi, hắn chính là một trong những người tu hành cổ xưa nhất của hệ Ngân Hà. Người tu hành cổ xưa, Dương Diệp nói. Đó là huyền giả sao? Cùng Kỳ lắc đầu. Phương thức tu hành của bọn họ không giống với thế giới này, và cả những người của trung thiên vũ trụ trong hệ Ngân Hà, bọn họ là một loại cách thức tu hành khác, tuy nhiên trăm sông đổ về một biển. Mọi người đều theo đuổi lực lượng, đều theo đuổi trường sinh. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Cùng Kỳ. Lần này ta phải về hệ Ngân Hà, người muốn về đại thiên vũ trụ của ngươi, hay là theo ta đi trung thiên vũ trụ? Trung thiên vũ trụ? Cùng Kỳ trả lời không hề do dự. Dương Diệp hiếu kỳ nói. Vì sao? Không thể quay về đại thiên vũ trụ. Cùng Kỳ nói. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Cùng Kỳ nói, thật ra, hệ Ngân Hà giống như thế giới ở đây vậy, người muốn từ tiểu thiên vũ trụ đến trung thiên vũ trụ, cần phải nhận thiên kiếp, tương tự, từ trung thiên vũ trụ đến đại thiên vũ trụ cũng cần nhận thiên kiếp. Thiên kiếp này cũng không dấu kinh như thiên kiếp ở những thế giới này. Thiên kiếp này thật sự rất khủng khiếp, đừng nói ta bây giờ, cho dù là ta ở thời kỳ đỉnh phong cũng tuyệt đối không nắm chắc có thể chống đỡ được. Hệ Ngân Hà cũng có thiên đạo à? Dương Diệp hỏi. Đương nhiên, Cùng Kỳ nói, mỗi một thế giới đều có thiên đạo, chẳng qua phân chia ra mạnh yếu mà thôi. Tiểu Thiên, bằng hữu kia của ngươi thật ra, nàng đang còn nhỏ, hơn nữa, nàng còn chưa có hình thành đạo của mình. Nếu không, nàng căn bản không cần mượn lực của vạn vật. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Không quan tâm tới điều này, muốn phải cùng ta đi trung thiên vũ trụ của hệ Ngân Hà, như vậy cũng tốt, ta đang cần người giúp đỡ. Thực lực của Cùng Kỳ vẫn vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt thực lực của Cùng Kỳ bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, một khi thực lực của Cùng Kỳ hoàn toàn khôi phục, vậy cường giả trí cảnh chắc chắn không phải là đối thủ của nó. Cùng Kỳ khẽ gật đầu, sau đó nói. Để cho ta tiến trong tháp kia của ngươi, như vậy, tốc độ khôi phục của ta sẽ nhanh rất nhiều. Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ. Trước đây không phải ngươi không chịu đi vào sao? Cùng Kỳ nói. Cường giả quá nhiều, đặc biệt ngươi muốn đi hệ Ngân Hà, chỗ đó thật sự là ngọa hổ tàng long, ta nhất định phải khôi phục lại tất cả thực lực, nếu không, không chừng ngày nào đó sẽ bị người ta giết chết. Dương Diệp khẽ gật đầu. Lấy thực lực của ngươi bây giờ mà đi với ta đến Dương gia, quả thật rất nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi cũng vậy, thực lực của ngươi bây giờ còn quá yếu, phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Cùng Kỳ nói xong, cơ thể thoáng động,
trực tiếp bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Trở nên mạnh mẽ. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, hắn quả thật cần phải mạnh hơn. Không nói Dương gia, cho dù U Minh Điện với Lâm gia trước đó bị Dương Huyên tiêu diệt, hắn cũng không thể chống lại. Lấy thực lực của hắn bây giờ mà quay về Dương gia, đừng nói đi cứu Tiểu Thiên, chính là cái mạng nhỏ của mình sợ rằng cũng phải bù vào thêm. Im lặng rất lâu, tâm thần của Dương Diệp chìm vào trong cơ thể, phân thân đi tới trong phòng tu luyện tầng thứ 3. Bên trong phòng tu luyện chỉ có hai người, theo thứ tự là Hiểu Vũ Tịch cùng An Nam Tĩnh. Lúc này, An Nam Tĩnh ngồi xếp bằng dưới đất, ở đỉnh đầu nàng là một người tí hon màu vàng đang không ngừng luyện tập võ nghệ. Truyền thừa. Trước đây An Nam Tĩnh còn chưa hoàn toàn hấp thu hết truyền thừa của Vũ Thần, bởi vậy, sau khi nàng tiến đến đây lại bắt đầu chuyên tâm hấp thu truyền thừa của Vũ Thần. Có thể nói, khi An Nam Tĩnh hoàn toàn hấp thu hết truyền thừa của Vũ Thần, thực lực của nàng sẽ nhận được một sự bay vọt về chất. Hiểu Vũ Tịch cũng đang tu luyện. Dương Diệp cũng không quấy rầy hai nàng, hắn rời khỏi Hồng Mông Tháp, vừa muốn rời đi thì lúc này, không gian phía trước cách hắn không xa đột nhiên bắt đầu chấn động, trong phút chốc, Dương Huyên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đi bây giờ sao? Dương Huyên hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Ta còn phải đi tới một chỗ. Chỗ nào? Dương Huyên hỏi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. U Minh Điện. U Minh Điện ở vào hệ U Minh, hệ U Minh là địa bàn của U Minh Điện, sau khi điện chủ U Minh Điện trước kia biến mất, hệ U Minh bắt đầu chia 5 xẻ 7, tuy nhiên sau khi điện chủ mới xuất hiện, hệ U Minh bây giờ đã thống nhất. Một ngày sau, Dương Diệp đi tới hệ U Minh. Sau khi đi tới hệ U Minh, Dương Diệp rốt cuộc hiểu rõ vì sao U Minh Điện phải đi xâm lược hệ Thiên Tuyền. Bởi vì linh khí ở hệ U Minh thật sự quá mỏng manh, so với hệ Thiên Tuyền lại kém hơn rất nhiều. Có thể nói, tối đa 100 năm thì linh khí ở hệ U Minh sẽ hoàn toàn cạn kiệt, sau đó trở thành một mảnh vũ trụ tĩnh mịch. U Minh Điện. Dương Diệp một thân một mình đi tới U Minh Điện. U Minh Điện không có khả năng giống như U Minh Điện ở Đại Lục Thiên Thiên kia. U Minh Điện ở đây là U Minh Điện thật sự. Đại điện của nó kéo dài đến gần vạn dặm, lại xây dựng ở trên dãy núi cao tới mấy vạn trượng. Khí thế. Đặc biệt khí thế. Dương Diệp vừa tới dưới chân núi U Minh Điện. Một người mặc áo đen lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không biết các hạ tới U Minh Điện ta làm gì? Nghe vậy, Dương Diệp hiểu rõ U Minh Điện đã biết thân phận của hắn. Dương Diệp nói. Làm phiền thông báo cho điện chủ của Quý Điện, nói Dương Diệp tới thăm hỏi. Người mặc áo đen im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Chờ. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất. Qua khoảng 10 hơi thở. Người mặc áo đen lại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người hóa thành một tàn ảnh biến mất ở phía xa. Dương Diệp nhẹ nhàng giẫm chân phải một cái, lập tức hóa thành một đường kiếm quang đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp theo người áo bào đen đi tới trước một gian đại điện, người mặc áo đen đưa tay ra hiệu mời. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó đi vào trong đại điện. Đại điện rất lớn. Nhưng lúc này ở trong đại điện cũng chỉ có một người, chính là điện chủ U Minh Điện. Giống như trước đây, hắn vẫn không có cách nào nhìn thấy gương mặt của đối phương. Có việc gì? Điện chủ U Minh Điện đột nhiên mở miệng. Dương Diệp nói. Ta phải về Dương gia, nhưng ta thế đơn lực bạc, ta hy vọng U Minh Điện trợ giúp ta. Hắn không phải là một người ngu xuẩn, hắn sẽ không trở về chống lại tất cả Dương gia, điều này không thể nghi ngờ chính là tự tìm chết. Hắn muốn được một phần những người của Dương gia ủng hộ, chỉ có như vậy, hắn mới có thể đối đầu cùng Dương Yên và Dương Đan Thanh. Ngoài việc đó ra, hắn còn cần có cứu viện từ bên ngoài. Hắn từ chỗ Dương Huyên biết được, mỗi một con cháu của Dương gia ở bên ngoài rèn luyện đều có thế lực của mình, những thế lực này đều đúng là trợ lực lớn nhất để bọn họ tới tranh đoạt vị trí thế tử. Bởi vì Dương gia ngoại trừ tranh đoạt vị trí thế tử với những con cháu của Dương gia ra, còn có những người của Dương gia còn lại không thể tham dự vị trí thế tử tranh đoạt. Đây là vì bảo đảm tính công bằng, cũng là vì đề phòng bên trong Dương gia phân liệt. Đương nhiên, những người ngầm Dương gia sẽ đứng thành hàng, chỉ là không thể giúp đỡ trực tiếp thôi. Nói tóm lại, con cháu của Dương gia tham dự tranh đoạt vị trí thế tử chỉ có thể dựa vào mình. Mình thành lập thế lực, hoặc lôi kéo cứu viện từ bên ngoài cũng là một loại thực lực. Lần này Dương Diệp tìm đến U Minh Điện chính là hy vọng có thể nhận được U Minh Điện giúp đỡ. Một đấu một, hắn cũng không sợ, tuy nhiên như vậy quá mệt mỏi,
hơn nữa mục đích chủ yếu của hắn là cứu Tiểu Thiên, nếu có U Minh Điện giúp đỡ, hy vọng của hắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Trong điện im lặng trong chớp mắt, điện chủ U Minh Điện đột nhiên nói. Dựa vào cái gì? Dương Diệp nói. Ngươi không muốn để cho U Minh Điện bước vào vũ trụ cấp bậc cao hơn sao? Bây giờ, các ngươi có một cơ hội, đó chính là ta, các ngươi có thể thông qua ta, bước vào vũ trụ cấp bậc cao hơn. Ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy ngươi có thể thắng chứ? Điện chủ U Minh Điện hỏi ngược. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta không thể thắng? Dương Diệp hỏi ngược. Điện chủ U Minh Điện đi về phía trước một bước. Sau một khắc, điện chủ U Minh Điện nói. Hợp tác vui vẻ. Nghe vậy, Dương Diệp nhìn về phía điện chủ U Minh Điện, im lặng một lát sau, hắn nói. Hợp tác vui vẻ. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời khỏi U Minh Điện. Dương Diệp đi rồi, Phạm Âm Vũ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh điện chủ U Minh Điện, Phạm Âm Vũ nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi, nói. Ngươi có lòng tin vào hắn? Điện chủ U Minh Điện lắc đầu. Cho dù hắn có thiên phú không tệ, nhưng ở trong Dương gia cũng không tính là cao nhất. Hiểu rõ. Phạm Âm Vũ khẽ gật đầu. Giống như hắn nói, lần này chính là một kỳ ngộ đối với U Minh Điện ta, một cơ hội bước vào vũ trụ cấp bậc cao hơn, kỳ ngộ này đáng để chúng ta đánh cược một lần. Điện chủ U Minh Điện khẽ gật đầu. Quả thật đáng để chúng ta đánh cược, nhưng ta đáp ứng là bởi vì tính tình của hắn, người này trọng tình, chỉ cần U Minh Điện ta không phụ hắn. Hắn nhất định sẽ không phụ U Minh Điện ta trước. Đúng vậy. Phạm Âm Vũ nói. Người này làm việc chú ý là không thẹn với lương tâm, U Minh Điện ta hợp tác với hắn, ngược lại không cần lo lắng hắn ra vẻ. Xuống chuẩn bị một chút. Điện chủ U Minh Điện nói. Phạm Âm Vũ khẽ gật đầu và muốn đi xuống, mà lúc này, nàng dường như nghĩ tới điều gì, sau đó nói. Có một chuyện khiến ta hoang mang rất lâu, vẫn mong điện chủ nói cho biết. Nói. Điện chủ U Minh Điện nói. Tư U Điện chủ nàng rốt cuộc đi đâu? Phạm Âm Vũ hỏi, Tư U Điện chủ, dĩ nhiên chính là Điện chủ U Minh Điện trước đó. Điện chủ U Minh Điện im lặng một lát, sau đó nói. Đi tìm một người. Ai? Một lão già mặc đạo bào. Chấm. Lão nhân mặc áo đạo sĩ. Phạm Âm Vũ nói. Lại là tên lão nhân mặc áo đạo sĩ trước đây giết chết Kiếm Vô Cực. Sao? Điện chủ U Minh Điện khẽ gật đầu. Với thực lực của sư phụ năm đó, ở trong hơn 10 vũ trụ xung quanh đây đã không có đối thủ, có thể nói lúc đó nàng đã đạt đến một cực hạn, chính là khi đó nàng mê man. Bởi vì nàng không biết con đường võ đạo tiếp theo nên đi như thế nào, mãi đến khi nàng gặp phải tên lão nhân mặc áo đạo sĩ kia. Bọn họ giao đấu à? Phạm Âm Vũ nói. Điện chủ U Minh Điện khẽ gật đầu. Tư U Điện chủ thất bại sao? Phạm Âm Vũ lại hỏi. Thất bại. Điện chủ U Minh Điện nói. Thua hoàn toàn, đánh bại sư phụ chỉ là một phân thân của người ta, là phân thân thôi. Đồng tử của Phạm Âm Vũ hơi co lại, trước đây nàng đã biết được lão nhân mặc áo đạo sĩ mạnh mẽ, nhưng nàng không ngờ được lão nhân mặc áo đạo sĩ này đã mạnh mẽ đến trình độ đó. Điện chủ U Minh Điện trước đây, ban đầu thể nói là mạnh nhất ở trong hơn 10 vũ trụ xung quanh đây. Mà nàng lại thua bởi lão nhân mặc áo đạo sĩ kia, hơn nữa còn chỉ là một phân thân của hắn. Lúc này, điện chủ U Minh Điện lại nói. Sau đó, sư phụ lại nói với ta, lão nhân mặc áo đạo sĩ kia lật đổ hiểu biết của nàng về võ đạo. Cho nên, nàng đi truy tìm võ đạo mới. Nàng đi tới mảnh vũ trụ nào? Phạm Âm Vũ hỏi. Điện chủ U Minh Điện ngẩng đầu nhìn về phía chân trời ngoài điện, im lặng rất lâu, sau đó nói. Hệ Ngân Hà. Giờ phút này, Phạm Âm Vũ rốt cuộc hiểu rõ vì sao điện chủ U Minh Điện đáp ứng Dương Diệp nhanh như vậy. Chấm. Dương Diệp vừa rời khỏi đại điện, huyết nữ lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp nói. Các ngươi không phải muốn rời khỏi U Minh Điện sao? Huyết nữ nói. Vốn muốn rời đi, nhưng bây giờ thì không. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Huyết nữ lắc đầu. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lần này ta tới tìm ngươi, là do đại tỷ bảo ta tới tìm, nàng bảo ta nói với ngươi, nàng rất xin lỗi về chuyện bằng hữu Tiểu Thiên của ngươi. Thiên nữ. Dương Diệp im lặng. Lúc này, huyết nữ lại nói. Thật ra, nàng chính là Nhân Nhân, tuy nhiên trước đây ngươi gặp phải nàng vẫn chưa thức tỉnh, mà bây giờ nàng đã thức tỉnh.
Ký ức kiếp trước của nàng hòa tan vào ký ức đời này, cho nên tình cảm của nàng với ngươi rất nhạt, tuy nhiên ngươi chắc hẳn cảm giác được, nàng đối với ngươi vẫn có cảm tình, chỉ là... Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ, nàng là nhân nhân, cũng không phải nhân nhân, đúng không? Huyết nữ khẽ gật đầu. Dương Diệp nói. Thay ta chuyển lời tới nàng, nhân nhân vẫn ở trong lòng ta. Huyết nữ im lặng. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Nhị tỷ nghe được tin tức thược dược ở đâu rồi sao? Huyết nữ khẽ gật đầu. Nàng ở một nơi rất an toàn, ngươi không cần lo lắng cho nàng. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Nói cho nàng biết, chờ ta. Nói xong, hắn không dừng lại, xoay người lập tức biến mất. Dương Diệp vừa biến mất, một nữ tử lại xuất hiện ở đó, nữ tử này chính là thiên nữ. Đại tỷ. Huyết nữ nhìn về phía thiên nữ. Thiên nữ không nói gì, chỉ nhìn về nơi Dương Diệp biến mất, dần dần, ánh mắt nàng có chút dại ra. Lúc này, nàng nghĩ đến từng cảnh tượng ở đại lục huyền giả, đặc biệt là cảnh tượng trước đây khi con mắt thiên đạo đánh xuống diệt thế thần lôi, Dương Diệp ngăn cản trước mặt nàng. Chấm. Dương Diệp vừa rời khỏi hệ U Minh, Dương Huyên lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi thật có năng lực, có thể làm cho U Minh Điện hợp tác với ngươi. Dương Diệp khẽ nói. Đối với Dương gia, U Minh Điện không tính là gì cả, không phải sao? Dương Huyên khẽ lắc đầu. Mặc dù thế lực này không cách nào so sánh với Dương gia ta, nhưng thế lực này cũng không kém, ít nhất có tư cách chống lại thế lực do những con cháu Dương gia thành lập hoặc lôi kéo cứu viện từ bên ngoài. Nếu như không có thế lực này giúp đỡ, đến lúc đó ở Dương gia, ngươi thật sự là người cô đơn, tranh đoạt vị trí thế tử phải dựa vào một đấu một, chắc chắn là không được. Ngươi thật sự là muội muội của phụ thân sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Đương nhiên. Dương Huyên nói. Vì sao hỏi như vậy? Dương Diệp lắc đầu. Không có gì, đi thôi, đi Dương gia. Dương Huyên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu, nói. Đi thôi. Nói xong, nàng đưa tay nắm vai của Dương Diệp, trong phút chốc, nàng cùng Dương Diệp trực tiếp biến mất. Sau một khắc, Dương Diệp cùng Dương Huyên đi tới một chỗ trong tinh không, ở trước mặt hai người là một quái vật khổng lồ tương tự với thuyền, con vật khổng lồ này có hai đầu dài đến gần vạn trượng, toàn thân kín không kẽ hở, từ hình dáng bên ngoài lại thấy được có phần quái dị. Thần toa. Bên cạnh Dương Diệp, Dương Huyên nói. Một loại công cụ bay, hệ ngân hà cách nơi này chừng trên 10 vạn năm ánh sáng, nếu như không dựa vào nó, ta muốn từ hệ ngân hà đến nơi đây sẽ cần ít nhất 10 năm. Cho dù có thứ này, ta cũng tốn gần 3 tháng mới đến nơi đây. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Dương Huyên. Hệ ngân hà cách nơi này xa như vậy sao? Dương Huyên khẽ gật đầu. Đặc biệt xa, lại còn rất nguy hiểm. Dương Diệp nhíu mày. Nguy hiểm đối với cả ngươi sao? Dương Huyên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Vũ trụ lớn tới mức nào? Ở trong vũ trụ bao la này có bao nhiêu sinh vật chưa biết, cường giả không biết nhiều tới mức nào? Ngoại trừ những sinh vật chưa biết, cường giả không biết ra, còn có hố đen vũ trụ, không gian chảy loạn. Nói chung, cho dù là cường giả trí cảnh, ở trước vũ trụ bao la này, cũng đặc biệt nhỏ bé. Vũ trụ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, cuối tầm mắt vẫn là ngôi sao vô tận. Không thể không nói, Dương Huyên nói không sai, cá nhân so sánh với tất cả vũ trụ thật sự rất nhỏ bé. Lúc này, Dương Huyên nói. Chúng ta đi thôi, cuộc tranh thế tử lại bắt đầu sau 3 tháng nữa, bây giờ chúng ta khởi hành, vừa vặn tới kịp. Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Ta còn muốn đi một chỗ, một nơi cuối cùng, trước đây ta đã đáp ứng người khác. Chỗ nào? Dương Huyên hỏi. Dương Diệp nói. Hệ Tinh Vân. Hệ Tinh Vân lại là nơi trước đây bị Tiểu Thiên nhốt đám người ở hung vực kia. Hắn muốn đi tới Hệ Tinh Vân. Là bởi vì long ấn trong thức hải của hắn. Trước đây hắn đã đáp ứng người thần bí kia, phải trả long ấn lại cho con cháu hậu bối của đối phương. Làm người tất nhiên không thể không giữ lời. Dương Huyên khẽ gật đầu. Đi thôi. Nói xong, nàng nắm Dương Diệp vai, sau đó trực tiếp dẫn Dương Diệp tới thần toa. Dương Huyên nhẹ nhàng vung tay ngọc lên, trong phút chốc, thần toa chấn động mạnh, trực tiếp biến mất khỏi vị trí ban đầu. Nhanh. Hết sức nhanh. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này, thần toa này có tốc độ quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn, đế vân hạm so sánh với nó,
không, căn bản không thể so sánh được, đừng nói đế vân hạm, cho dù là tốc độ của cường giả trí cảnh cũng không có cách nào so sánh với tốc độ của thần toa này. Sau khoảng một khắc, thần toa đột nhiên ngừng lại. Dương Huyên chỉ tay về phía xa. Trước mặt chính là hệ tinh vân, thời gian 2 ngày đủ chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu. Đủ. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở trong tinh không phía xa. Sau khi Dương Diệp biến mất, một người mặc áo giáp đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Huyên, sau đó nói. Thực lực của hắn không tệ, nhưng so sánh với mấy vị thiếu gia kia thì vẫn kém hơn rất nhiều. Nói đến đây, người mặc áo giáp dừng lại một lát, sau đó lại nói. Thống lĩnh ngươi cho hắn trở lại cũng không phải để hắn đi tranh đoạt vị trí thế tử này, mà là hy vọng thông qua hắn, triệu tập những thuộc hạ ta kia của phụ thân hắn, sau đó. Đúng lúc này, Dương Huyên đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng liếc nhìn ngũ íp mặc áo giáp. Người mặc áo giáp biến sắc, vội vàng cúi đầu. Sau một hồi, Dương Huyên khẽ nói. Dương gia không có thân tình. Người mặc áo giáp vẫn cúi đầu, không dám trả lời. Chấm. Dương Diệp bước vào hệ tinh vân, hỏi thăm xung quanh một chút, rất nhanh, hắn nghe được tin tức của Âm Nguyệt Đế Quốc. Hệ tinh vân có rất nhiều đại lục, trong đó có một đại lục tên là Âm Nguyệt Đại Lục, Âm Nguyệt Đế Quốc này lại ở trên Âm Nguyệt Đại Lục, Âm Nguyệt Đế Quốc là một thế lực mạnh nhất trên Âm Nguyệt Đại Lục. Rất nhanh, Dương Diệp bước vào đô thành của Âm Nguyệt Đế Quốc, Âm Nguyệt Thành. Cho dù khí thế của Âm Nguyệt Thành kém hơn U Minh Điện, nhưng không kém hơn bao nhiêu. Ít nhất vẫn khí thế hơn so với tinh vực Thiên Vân rất nhiều. Dương Diệp không lãng phí thời gian, đi thẳng tới trước hoàng cung của Âm Nguyệt Đế Quốc. Hắn vừa tới trước hoàng cung, một thị vệ thân mặc khôi giáp màu đen lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, quát. Hoàng cung là trọng địa, những người không có nhiệm vụ nhanh chóng lui lại. Dương Diệp ôm quyền. Vẫn mong thông báo cho hoàng đế của quý quốc, Dương Diệp của hệ thiên tuyển tới thăm hỏi. Thị vệ liếc mắt nhìn Dương Diệp. Sau đó nói, ngươi đến từ ngoài vực. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thị vệ do dự một lúc, sau đó nói, chờ. Nói xong, hắn xoay người lập tức biến mất. Qua 10 hơi thở sau, thị vệ kia lại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó nói, mời. Dương Diệp khẽ gật đầu, rất nhanh, hắn theo thị vệ đi tới trước một cung điện, thị vệ đứng trước cửa lớn của cung điện và đưa tay ra hiệu mời, sau đó lui xuống. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó tiến vào trong đại điện, chỉ có một nam tử trung niên trên người mặc long bào. Cường giả cảnh giới luân hồi. Ngươi là ai? Nam tử trung niên đột nhiên mở miệng. Tay phải của Dương Diệp khẽ lật một lần, rất nhanh, cái long ấn đã xuất hiện ở trong tay hắn, khi nhìn thấy long ấn này, sắc mặt nam tử trung niên lập tức đại biến. Sao vật ấy ở trong tay ngươi? Dương Diệp lắc đầu. Nói rất dài dòng. Ta cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay ta đến đây là được người nhờ cậy. Nói xong, hắn bấm tay bắn ra, cái long ấn này trực tiếp rơi vào trước mặt nam tử trung niên, sau đó lại nói. Cáo từ. Nói xong, hắn xoay người muốn đi, mà vào lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói. Khoan đã. Dương Diệp dừng bước lại, sau đó nói. Cũng không cần cảm ơn, ta. Mà lúc này, 6 gã thị vệ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Toàn bộ là cảnh giới luân hồi. Hai mắt Dương Diệp híp lại, xoay người nhìn về phía nam tử trung niên. Có ý gì? Nam tử trung niên nhìn thẳng Dương Diệp. Các hạ từng tu luyện qua công pháp trong lòng ấn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Quả thật từng tu luyện qua. Nam tử trung niên lập tức nheo hai mắt lại. Xin lỗi, công pháp của âm gia ta không thể truyền ra ngoài. Cho nên, Dương Diệp hỏi. Nam tử trung niên khẽ nói. Cho nên, ngươi phải chết. Nghe thấy nam tử trung niên nói vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Hắn quay đầu lại nhìn về phía nam tử trung niên kia, sau đó nói. Ta ngàn dặm xa xôi tặng đồ cho ngươi, ngươi lại muốn giết ta, làm như thế có phải có chút vô lý không? Nam tử trung niên khẽ nói. Vậy đợi lát nữa ta để cho ngươi được toàn thây, ngươi thấy thế? Nào! Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt nam tử trung niên kia, tiếp theo, Dương Diệp rút kiếm ra liền chém một phát. 6 đường trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất. Kiếm ra, không gian xung quanh Dương Diệp cùng nam tử kia trực tiếp rạn nứt ra. Sắc mặt nam tử trung niên thoáng biến đổi,
hắn không ngờ được Dương Diệp sẽ trực tiếp ra tay, càng không ngờ tới thực lực của Dương Diệp tự nhiên cường đại như vậy. Không dám khinh thường, huyền khí trong cơ thể nam tử trung niên vận chuyển, sau đó hai tay nắm chặt thành quyền đánh về phía trước mặt. Quyền ra, hêu con rồng nhỏ màu vàng từ trên hai cánh tay hắn nhanh chóng hiện ra, sau đó hung hăng đụng về phía Dương Diệp trước mặt hắn. Ầm, theo một tia kinh nổ lớn vang lên, tất cả đại điện hoàng cung trực tiếp hóa thành cho tàn. Ở giây phút đó, nam tử trung niên kia bị một kiếm này của Dương Diệp làm chấn độc liên tiếp lùi lại phía sau, Dương Diệp cũng không hề dừng tay, hai mắt hắn khép hờ, trong phút chốc, cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Nhất kiếm luân hồi. Có thể nói, ngoại trừ tịch diệt băng thiên quyền ra, nhất kiếm luân hồi này là huyền kỹ mạnh nhất của hắn. Sở dĩ thi triển nhất kiếm luân hồi là bởi vì hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây, hắn cũng không muốn chiến đấu với đối phương mấy ngày mấy đêm. Ở giây phút Dương Diệp hóa thành kiếm quang biến mất, đồng tử của nam tử trung niên lập tức co lại, bên trong tròng mắt đầy vẻ kinh hãi, còn không chờ hắn có phản ứng, kiếm quang kia lại trực tiếp xuyên qua mi tâm của hắn. Kiếm quang biến mất, Dương Diệp xuất hiện ở phía sau cách nam tử trung niên 10 trượng. Trong chớp mắt yên lặng, giữa chân mày của nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện một giọt máu tươi, dần dần, máu tươi càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng quả thực giống như suối phun vậy. Mấy cường giả cảnh giới luân hồi vốn xông về phía Dương Diệp đều ngừng lại, ở trong mắt bọn họ đầy vẻ khó tin. Bọn họ không phải chưa từng gặp khiêu chiến vượt cấp, nhưng chưa từng nhìn thấy dễ dàng như vậy. Một cảnh giới âm dương chỉ hai kiếm lại giết một cảnh giới luân hồi. Điều này càng có phần không bình thường. Phía xa, tay phải của Dương Diệp vẫy một cái, long ấn trên người của nam tử trung niên này lập tức bay đến trong tay hắn. Mà vào lúc này, rất nhiều cường giả từ bốn phương tám hướng vây quanh Dương Diệp, chỉ trong thời gian không đến mấy lần hít thở, Dương Diệp đã bị bao vây tầng tầng lớp lớp. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, mặt không đổi sắc. Lúc này, một người thanh niên đi ra, người thanh niên với có vài phần tương tự nam tử trung niên trước đó. Người thanh niên liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Vì sao các hạ tới ta Âm Nguyệt Đế Quốc, vì sao lại muốn giết hoàng thúc ta? Dương Diệp lắc đầu. Không phải ta muốn giết hắn, mà là hắn muốn giết ta. Người thanh niên im lặng rất lâu, sau đó lại nói. Vậy vì sao các hạ tới Âm Nguyệt Đế Quốc ta? Tay phải của Dương Diệp khẽ động, lòng ấn này lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Tới đưa vật này cho các ngươi. Ngọc tỷ, nhìn thấy lòng ấn, vẻ mặt người thanh niên lập tức biến đổi. Các hạ đã từng gặp mặt Hoàng gia gia ta sao? Dương Diệp nói. Ta không biết hắn là ai, ta chỉ nhận lời nhờ vả của hắn, mang thứ này đến trả lại cho các ngươi. Đúng rồi, hắn còn từng nói, nếu như ta cảm thấy vị hoàng đế bây giờ không tốt thì giúp hắn giết, sau đó một lần nữa đổi người cho các ngươi. Nói xong, hắn chỉ vào nam tử trung niên đã trở thành thi thể. Ta cảm thấy hắn rất không tốt. Ở đó, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết suy nghĩ gì. Im lặng rất lâu, người thanh niên đột nhiên nói. Xin lỗi, là Âm Nguyệt Đế Quốc ta thất lễ. Dương Diệp nhìn người thanh niên rất lâu, sau đó bấm tay bắn ra, cái lòng ấn này lập tức rơi vào trước mặt người thanh niên, sau đó xoay người rời đi. Người thanh niên ngây cả người, sau đó nói. Chờ một chút. Dương Diệp dừng bước lại xoay người nhìn về phía người thanh niên. Thế nào? Người thanh niên nói. Ngọc tỷ này rất quan trọng với Âm Nguyệt Đế Quốc ta, các hạ đưa nó về cho Âm Nguyệt Đế Quốc. Không thể nghi ngờ đã có ân tình rất lớn với Âm Nguyệt Đế Quốc ta, vẫn mong các hạ để lại tên, ngày khác Âm Nguyệt Đế Quốc ta. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên khoát tay. Được người nhờ cậy thì nên hết lòng với người mà thôi. Nói xong, chân phải của hắn nhẹ nhàng giẫm một cái, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Người thanh niên nhìn phía chân trời rất lâu, sau đó lắc đầu. Đáng tiếc gì? Một lão già bên cạnh người thanh niên hỏi. Người thanh niên nói. Đáng tiếc cho một cơ hội kết giao với cường giả. Nói đến đây, hắn đột nhiên lắc đầu cười. Ha ha, hoàng thúc này của ta sáng suốt một đời, lại không ngờ được lần này lật trong cống ngầm. Lão già lắc đầu. Nếu như tiên hoàng sớm biết thực lực của người này, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy, đáng tiếc. Người thanh niên nói. Người này là kiếm tu. Trước đó hắn thi triển hai loại kiếm kỹ, có loại nào không thể mạnh mẽ hơn công pháp cùng huyền kỹ của âm gia ta. Đáng tiếc,
Hoàng thúc ta quá mức tự phụ, nếu không có Âm Nguyệt Hoàng triều ta có thể kết giao với một vị cường giả siêu cấp. Đối với Điện Hạ, đây cũng coi như là một chuyện tốt. Lão già đột nhiên nói. Khóe miệng người thanh niên hơi cong lên. Đương nhiên. Dương Diệp vừa rời khỏi hệ tinh vân, Dương Huyên lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xong rồi chứ. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Đi thôi. Dương Huyên khẽ gật đầu, sau đó vung tay phải lên, trực tiếp cùng Dương Diệp xuất hiện ở trên chiếc thần toa. Thần toa rất lớn, cũng có căn phòng độc lập, tuy nhiên 10 cường giả trí cảnh theo Dương Huyên tới đây tuyệt đối không ở trong phòng, mà canh giữ ở xung quanh thần toa. Sau khi Dương Diệp và cô phòng liền trực tiếp bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Mới vừa vào Hồng Mông Tháp, Tử Nhi lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau khi có thể khôi phục hình người, Tử Nhi lại rất ít khích khôi phục bản thể ở trước mặt Dương Diệp. Bởi vì nàng không muốn Dương Diệp vẫn xem nàng là tiểu hài tử. Tử Nhi mới vừa xuất hiện, một đường ánh sáng trắng hiện lên, sau đó Tiểu Bạch cũng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lần này, Dương Diệp không để Tiểu Bạch ở lại hệ Thiên Tuyền, cho dù để lại, Tiểu Bạch chắc chắn cũng không chịu. Lần này đi theo hắn có Tử Nhi, Tiểu Bạch. Còn có An Nam Tĩnh vẫn đang tiếp nhận truyền thừa cùng Hiểu Vũ Tịch ở trong phòng tu luyện và cùng kỳ bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Về phần rồng lớn màu vàng của Thiên Long tộc thì bị hắn để ở lại hệ Thiên Tuyền, cho dù con rồng lớn này không bằng cường giả trí cảnh, nhưng lại mạnh mẽ hơn cường giả cảnh giới luân hồi bình thường quá nhiều, bởi vậy hắn để nó ở lại hệ Thiên Tuyền bảo vệ đám người đế nữ. Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía Tử Nhi. Các ngươi đi chơi đi. Tử Nhi biết Dương Diệp có việc nên lập tức khẽ gật đầu, sau đó ôm Tiểu Bạch biến mất ở phía xa. Dương Diệp đi tới tầng thứ ba, lúc này, An Nam Tĩnh vẫn đang tiếp nhận truyền thừa. Thật ra, nó chính xác là đang dung hợp võ đạo của Vũ Thần vào trong võ đạo của bản thân nàng. Nàng là một người cao ngạo, nàng sẽ đi học tập sở trường của người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không đi trở thành người thứ hai của ai cả. Dương Diệp liếc nhìn An Nam Tĩnh cùng Hiểu Vũ Tịch. Hắn không có quấy rầy hai nàng mà ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt khép hờ. Lắng đọng. Chênh lệch của hắn với nữ tử cụt tay kia chính là kiếm ý của hắn không có được lắng đọng. Nói đơn giản một chút chính là không có trầm ổn, kiếm đạo của hắn có chút không vững. Hoàn thiện. Bây giờ điều hắn cần phải làm là tìm ra chỗ chưa đủ trong kiếm ý của mình, sau đó hoàn thiện nó. Thật ra, trước đây hắn đã sớm muốn làm như vậy. Nhưng khi đó có quá nhiều chuyện. Hắn căn bản không có thời gian yên tĩnh cố gắng lắng đọng kiếm đạo của mình. Mà bây giờ, muốn đến Dương gia cần ít nhất 3 tháng, ở bên trong tầng thứ 3 này lại tương đương với 3 năm, 3 năm với hắn là đủ rồi. Ở trong gian phòng của Dương Huyên chỉ có Dương Huyên cùng với một người mặc áo giáp. Hắn không ở đây. Người mặc áo giáp trầm giọng nói. Dương Huyên khẽ lắc đầu. Hắn vẫn ở bên trong phòng. Vì sao? Người mặc áo giáp không hiểu. Dương Huyên nói, mỗi người đều có bí mật của mình, hắn cũng vậy. Không nên đi điều tra, cũng không cần để ý tới hắn. Hắn có tính tình cao ngạo cực đoan, nếu như chọc giận hắn sẽ bất lợi cho tất cả mọi người. Người mặc áo giáp khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, lại nói. Tiểu thư, người cũng hiểu rõ tính cách vị thiếu gia này của chúng ta, nếu như hắn không có tiềm lực cùng thực lực gì còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác hắn có tiềm lực thực lực cũng không tệ. Nói xong lời cuối cùng, người đó không nói nữa. Dương Huyên khẽ nói. Người sợ đến lúc đó hắn sẽ làm hỏng chuyện của chúng ta sao? Lẽ nào tiểu thư không lo lắng sao? Người mặc áo giáp nói. Dương Huyên quay đầu lại nhìn về phía xa, vị trí kia chính là vị trí gian phòng của Dương Diệp. Im lặng rất lâu, nàng khẽ nói. Hắn có thể sao? Chấm. Bên trong Hồng Mông Tháp. Lúc này Dương Diệp đã như lão tăng nhập định. Bây giờ hắn đã hoàn toàn quên kiếm ý của mình là cảnh giới nửa bước quy nguyên. Đơn giản mà nói, chính là hắn từ trên phương diện tâm cảnh một lần nữa đi lại quá trình từ kiếm ý một tầng đến kiếm ý cảnh giới quy nguyên nửa bước. Khi đi lần thứ nhất, hắn còn chưa phát hiện ra vấn đề gì, lần thứ hai cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Vào lần thứ năm, hắn bắt đầu phát hiện ra một vài vấn đề. Tới lần thứ 20, hắn phát hiện kiếm ý của mình đều có vấn đề. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao nữ tử cụt tay này không sử dụng kiếm ý lại vẫn có thể ép chắc hắn. Bởi vì ở trong mắt người ta, kiếm ý của hắn đầy chỗ sơ hở.
con người không tự kiểm điểm thì vĩnh viễn sẽ không biết mình tệ tới mức nào. Sau khi phát hiện ra vấn đề, Dương Diệp bắt đầu giải quyết vấn đề, thật ra muốn giải quyết vấn đề này cũng không quá khó khăn, dù sao bây giờ, kiếm ý của hắn đã là cảnh giới nửa bước quy nguyên, hắn cần phải làm là củng cố kiếm ý của mình, làm cho kiếm ý của mình càng thực chất hơn. Mà quá trình này, hắn tốn thời gian khoảng một năm. Một năm sau, tới giây phút nào đó, Dương Diệp đang ngồi xếp bằng trên mặt đất đột nhiên mở mắt, trong phút chốc, một kiếm ý khủng khiếp từ trong cơ thể hắn lao ra, nhưng chẳng bao lâu, luồng ý cảnh này lại lùi về trong cơ thể hắn. Kiếm ý cảnh giới quy nguyên. Luồng kiếm ý này cũng không phải cảnh giới nửa bước quy nguyên, mà là cảnh giới quy nguyên. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhắm hai mắt lại, cùng lúc đó, bên trái cơ thể hắn đột nhiên đỏ lên, tóc bên trái đã biến thành đỏ như máu, nhưng cơ thể bên phải lại đặc biệt bình thường. Dung hợp, lúc này, điều hắn cần phải làm là hoàn toàn dung hợp hai loại ý cảnh. Dung hợp ý cảnh. Dung hợp hai loại ý cảnh cũng là do nhất thời cao hứng. Nếu như hai loại ý cảnh có thể dung hợp, uy lực kia nhất định sẽ được một lần lột xác về chất. Trước đây hắn đã từng dung hợp sát ý cùng kiếm ý, nhưng đến cuối cùng không phải sát ý của hắn mạnh hơn thì chính là kiếm ý mạnh hơn. Với loại tình huống này, hai loại ý cảnh căn bản không có cách nào dung hợp. Bởi vậy, đến sau đó, hai loại ý cảnh của hắn lại tách ra. Mà bây giờ, sát ý của hắn là cảnh giới quy nguyên, kiếm ý cũng là cảnh giới quy nguyên, hai loại cảnh giới ý cảnh tương đồng, vừa vặn có thể dung hợp. Dung hợp ý cảnh cũng không phải là chuyện đơn giản, phải nói là rất nguy hiểm, một khi làm không tốt sẽ có khả năng biến mình thành một người ngu ngốc. Nhưng thật may, đối với hắn lại không khó khăn như vậy, bởi vì trước đây hắn thường giới hạn kiếm ý, bởi vậy khống chế ý cảnh đặc biệt thành thạo. Cho dù như vậy, nhưng hắn vẫn không dám sơ suất. Bên trong phòng tu luyện, Dương Diệp chậm rãi dung hợp ý cảnh, bên ngoài phòng, chân mày Dương Huyên nhíu lại, bởi vì đã một tháng Dương Diệp không xuất hiện. Một tháng qua, gian phòng của Dương Diệp đều trống rỗng, tuy nhiên, nàng có thể xác định Dương Diệp lại ở bên trong phòng. Đầu tiên, Dương Diệp không có lý do gì chạy trốn, thứ hai thần toa bây giờ đang bay đi, đừng nói Dương Diệp, cho dù là một cường giả trí cảnh cũng không dám nhảy ra ngoài trong lúc thần toa đang bay. Bởi vì thần toa có tốc độ quá nhanh, nếu như nhảy ra trong lúc nó bay, cho dù là một cường giả trí cảnh cũng có thể bị cắt nát. Còn nữa, Dương Diệp không có khả năng bỏ chạy trước mặt 10 cường giả trí cảnh bọn họ mà không có động tĩnh gì. Cho nên, nàng biết Dương Diệp chắc chắn vẫn ở bên trong phòng. Cần vào xem không? Người mặc áo giáp đột nhiên nói. Dương Huyên im lặng trong chớp mắt, sau đó lắc đầu. Chờ một lát đi. Người mặc áo giáp khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Dương Huyên nhìn về phía gian phòng của Dương Diệp, chân mày vẫn nhíu chặt lại. Cho dù nàng biết Dương Diệp ở bên trong phòng, nhưng lại không cảm ứng được. Đây là một điều rất không bình thường, bởi vì thực lực của nàng cao hơn Dương Diệp rất nhiều. Nhìn gian phòng của Dương Diệp rất lâu, Dương Huyên khẽ nói. Rất thần bí. Thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt lại một tháng trôi qua. Với bên ngoài đã là một năm. Lần này, Dương Huyên cũng có chút không nhịn được. Khi nàng muốn đi vào gian phòng của Dương Diệp, cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếp theo Dương Diệp từ trong đi ra. Dương Huyên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Khí tức của ngươi trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn đương nhiên trở nên mạnh mẽ. Ở trong hai năm Hồng Mông Tháp, hắn không chỉ dung hợp hoàn mỹ hai loại ý cảnh trở thành kiếm ý giết chóc. Còn hết lần này tới lần khác làm vững chắc cùng rèn luyện cảnh giới bản thân, cho dù bây giờ hắn vẫn là cảnh giới âm dương, nhưng đã mạnh mẽ hơn trước không biết bao nhiêu lần. Lần này hắn hiểu rõ, chỉ dựa vào chiến đấu nâng cao chính mình còn chưa đủ, cũng cần thời gian dài yên tĩnh để hoàn thiện chính mình. Không chỉ có vậy, cũng cần thời gian dài bình tĩnh để nâng cao tâm cảnh của chính mình. Nói chung, trong khoảng thời gian này, hắn thu hoạch không chỉ là kiếm ý cùng thực lực nâng cao, còn hiểu rõ rất nhiều điều. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Dương Huyên khẽ gật đầu, sau đó nói. Thực lực nâng cao là chuyện tốt. Nói xong, nàng xoay người đi ra ngoài. Đến xem. Dương Diệp liếc mắt nhìn Dương Huyên, sau đó đi theo. Dương Diệp theo Dương Huyên đi tới phía trước thần toa, ở xung quanh thần toa có một tầng mỏng ánh sáng, mà ở bên ngoài màn ánh sáng là bầu trời sao sâu thẳm. Lúc này, bọn họ đang xuyên qua trong tinh không vô tận. Có cảm tưởng gì? Dương Huyên nói.
Dương Diệp liếc nhìn này biển sao lớn mênh mông này, sau đó nói. Thế giới rất lớn. Dương Huyên khẽ gật đầu. Rất lớn, cũng rất nhỏ. Có ý gì? Dương Diệp nhìn về phía Dương Huyên. Dương Huyên nói. Ở vũ trụ bao la này có vô số sinh mạng, có loài người, còn có tộc khác, phần lớn những sinh mạng này đều đang tu hành cần gì? Cần phải có linh khí. Con người luôn muốn mạnh hơn, muốn sống càng lâu hơn, lại cần phải rất nhiều linh khí, không chỉ loài người, sinh mạng khác cũng như vậy. Nhưng ngươi nên biết, linh khí không phải là vô cùng vô tận. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Ở thế giới màu mỡ cũng có một ngày linh khí khô cạn. Bây giờ ngươi biết tại sao Dương gia ta muốn đi xung quanh chinh chiến rồi chứ? Bởi vì chúng ta cần càng nhiều thế giới, cần nhiều linh khí hơn, chỉ có như vậy mới có thể nuôi sống người nhiều hơn, bồi dưỡng được càng nhiều cường giả. Ngươi muốn nói gì? Dương Diệp nói. Dương Huyên nói. Đừng trách Dương gia không có tình thân, bởi vì nếu như gia tộc không tàn nhẫn với đám con cháu kia, gia tộc sẽ không xuất hiện thêm cường giả siêu cấp. Nếu như gia tộc không có thêm nhiều cường giả siêu cấp như vậy, Dương gia có khả năng đã sớm biến mất khỏi thế gian này. Dương Diệp lắc đầu. Ban đầu, ta không có tình cảm với Dương gia, nhưng cũng không hận Dương gia, mà bây giờ. Thực lực của ta thấp, không muốn nói lời độc ác. Ta chỉ muốn nói, người khác đối với ta thế nào, ta lại đối với người khác như vậy. Nói đến đây, ánh mắt Dương Diệp dần dần băng lạnh. Nếu hồn phách của Tiểu Thiên có mệnh hệ nào, cho dù hắn không diệt được Dương gia, cũng sẽ khiến cho Dương gia gà chó không yên. Dương Huyên liếc nhìn Dương Diệp, không nói nữa. Thật ra, nàng vẫn rất hài lòng về Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp không thức tỉnh huyết mạch của Dương gia cùng không có được tài nguyên Dương gia bồi dưỡng đã đi tới bước này, đây là điều vô cùng hiếm có. Nhưng nàng có chút lo lắng đối với tính cách của Dương Diệp. Bởi vì huyết mạch nên con cháu của Dương gia đều có hơi điên, nhưng Dương Diệp không chỉ điên, không đúng. Hắn còn đáng sợ hơn cả điên. Cho dù đám con cháu Dương gia điên, nhưng làm việc ít nhiều đều sẽ suy nghĩ tới đại cục, nhưng Dương Diệp chắc chắn sẽ không làm vậy. Người như thế rất dễ chết, nhưng cũng đáng sợ nhất. Với loại tình huống như bây giờ, cho dù đám con cháu Dương gia điên, nhưng mục đích của bọn họ lại là vị trí thế tử. Một khi liên quan đến vị trí thế tử, bọn họ sẽ trở nên rất bình thường, nhưng trong lòng Dương Diệp lại không có vị trí thế tử, trong lòng hắn chỉ muốn giết người. Sát ý cảnh giới quy nguyên. Đừng nói ở hệ thiên tuyền, cho dù là ở hệ ngân hà, nàng cũng chưa từng thấy qua mấy người có sát ý cảnh giới quy nguyên. Nàng đã từng thấy qua một người có sát ý cảnh giới quy nguyên, nhưng đối phương bị sát ý này làm cho thần trí không minh mẫn. Người như thế, đừng nói là sát ý cảnh giới quy nguyên, cho dù là trên cảnh giới quy nguyên cũng không có tác dụng gì. Nhưng thần trí Dương Diệp lại đặc biệt tỉnh táo, đơn giản mà nói là hắn khống chế sát ý. Mà không phải sát ý khống chế hắn. Vì sao mỗi lần Dương Diệp đều có thể khiêu chiến vượt cấp, chính là dựa vào sát ý cùng kiếm ý, cho dù bây giờ Dương Diệp không phải là đối thủ của cường giả trí cảnh, nhưng một khi hắn đạt được cảnh giới luân hồi, khi đó cường giả trí cảnh có khả năng không phải là đối thủ của hắn. Mà một khi hắn kích hoạt huyết mạch của bản thân, đừng nói cường giả trí cảnh. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Dương Huyên dần dần nghiêm trọng. Đó là cái gì? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên chỉ về phía xa, hỏi. Ở phía xa có một vòng xoáy màu đen cực lớn, vòng xoáy màu đen to lớn kia trực tiếp che khuất tầm mắt của bọn họ. Thật ra, lấy mắt thường căn bản nhìn không thấy vòng xoáy kia, sở dĩ hắn có thể nhìn thấy là bởi vì hắn nắm giữ pháp tắc ám. Ở trong vòng xoáy màu đen này, hắn cảm nhận được năng lượng ám nồng đậm. Dương Huyên thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó quay đầu lại nhìn về phía xa, khi thấy cảnh tượng phía xa. Vẻ mặt nàng lập tức thoáng thay đổi. Hố đen không gian. Hố đen không gian. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Dương Huyên. Dương Huyên khẽ gật đầu. Hố đen không gian có thể cắn nuốt tất cả, thật ra cũng là một truyền tống trận. Chúng ta từ hệ Ngân Hà đi tới hệ Thiên Tuyền, chủ yếu chính là dựa vào hố đen không gian này truyền tống tới. Nếu không thì đừng nói 3 tháng, cho dù 30 năm cũng không đến được hệ Thiên Tuyền. Có nguy hiểm, đúng không? Dương Diệp nói. Đương nhiên. Dương Huyên nói. Không phải nguy hiểm bình thường, cho dù là cường giả trí cảnh ở trong đó cũng dễ dàng bị cắt xé. Tuy nhiên ngươi không cần lo lắng, chúng ta có thần toa này đặc biệt kiên cố, đồng thời còn có trận pháp phòng ngự,
lại có 11 cường giả chí cảnh đang gia cố phòng ngự trận cho thần toa, cho nên chúng ta vẫn tương đối an toàn. Nói xong, tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vung lên, những màn ánh sáng xung quanh thần toa lập tức sáng lên, cùng lúc đó, 10 cường giả chí cảnh cũng xuất hiện, được 10 người kia gia tăng, những màn hào quang xung quanh này lập tức càng kiên cố hơn. Rất nhanh, thần toa tiến vào trong hố đen, lập tức bắt đầu chấn động mãnh liệt. Đừng lo lắng, qua một canh giờ sau sẽ đi ra ngoài. Dương Huyên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu và đang muốn nói, đúng lúc này, Dương Huyên biến sắc. Cẩn thận! Nàng vừa dứt lời, ở cách thần toa không xa đột nhiên xuất hiện hai chiếc thần toa này có tốc độ rất nhanh, hơn nữa tuyệt đối không có ý tránh bọn họ. Ánh mắt Dương Huyên dần dần lạnh xuống. Bọn họ vẫn không hết hy vọng. Sắc mặt Dương Diệp trầm như nước, không cần phải nói, nhất định là Dương Yên cùng với Dương Đan Thanh lại phái người đến. Bởi vì tốc độ hai bên rất nhanh, lúc này cho dù bên Dương Diệp muốn tránh ra cũng tránh không được. Cẩn thận một chút. Dương Huyên vừa dứt lời lại muốn ra tay, mà vào lúc này, tốc độ của hai chiếc thần toa phía xa đột nhiên nhanh hơn. Cùng lúc đó, 10 người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở phía trên chiếc thần toa của đám người Dương Diệp này. Tiếp theo, 10 uy áp khủng khiếp giống như núi lớn đè xuống chiếc thần toa của đám người Dương Diệp. Mà vào lúc này, hai chiếc thần toa đối diện cũng húc vào trên chiếc thần toa của bọn họ. Ầm ầm ầm. Ba chiếc thần toa vừa va chạm vào nhau lại chợt nổ tung ra, vào giờ phút này khắp hố đen không gian đều bắt đầu chấn động mãnh liệt, dường như muốn đổ nát vậy. Dương Diệp đã rơi vào trong hố đen, hắn vừa rời khỏi thần toa lại biến sắc, tiếp theo hắn trực tiếp bị một lực hút cường đại hút vào trong một vòng xoáy màu đen. Phía xa, Dương Huyên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt lúc này đại biến. Nhanh cứu hắn. Nói xong, nàng lại muốn phóng về phía vòng xoáy màu đen kia, mà lúc này, một người mặc áo giáp chắn ở trước mặt nàng. Tiểu thư, không thể được, bây giờ hắn có khả năng đã bị cuốn vào trong không gian không biết tên, bây giờ tiểu thư có tiến vào trong cũng không giải quyết được vấn đề gì. Dương Huyên quay đầu lại nhìn về phía người mặc áo giáp. Cũng có khả năng đã thịt nát xương tan, đúng không? Người mặc áo giáp im lặng. Vẻ mặt Dương Huyên thâm trầm đáng sợ, nàng quay đầu lại nhìn về phía xa, cách đó không xa là 5 người mặc áo đen đều được áo bào đen bao phủ, trên người có một lực lượng thần bí gia tăng, bởi vậy, cho dù là nàng cũng không có cách nào nhìn thấy rõ gương mặt của bọn họ. Tuy nhiên, chỉ cần không phải kẻ ngu si cũng biết thân phận của 5 người này. Thiếu gia cùng tiểu thư các ngươi lại sợ người cháu này của ta như vậy sao? Dương Huyên lạnh lùng nói. Sợ hắn. Người mặc áo đen dẫn đầu kia bật cười. Phượng thống lĩnh, ngươi cảm thấy hắn có tư cách làm cho tiểu thư cùng thiếu gia nhà ta sợ hãi sao? Dương Huyên nói. Nếu không sợ, vậy vì sao lại nhiều lần tới bao vây tấn công người cháu này của ta? Người mặc áo đen khẽ cười. Chẳng lẽ bản thân Phượng thống lĩnh không biết vì sao chúng ta giết hắn sao? Phượng thống lĩnh, nếu như không phải ngươi muốn dùng hắn tới lôi kéo tập hợp những thuộc hạ của ca ca ngươi, thiếu gia cùng tiểu thư nhà CTA sẽ để ý đến hắn sao? Dù sao chỉ là một quân cờ. Đúng rồi, tiểu thư cùng thiếu gia nhà ta bảo ta chuyển lời cho ngươi, thời đại của ca ca ngươi đã qua, Phượng thống lĩnh cơ tốt nhất vẫn nên bớt làm chuyện thừa đi, nếu không, ha ha. Nói xong, hắn cười lạnh vài tiếng. Sau đó cùng mấy người mặc áo đen bên cạnh lập tức biến mất. Dương Huyên cong khóe miệng và cười lạnh, sau đó nhìn vị trí Dương Diệp biến mất phía trước. Bên cạnh Dương Huyên, người mặc áo giáp khẽ nói. Tiểu thư, hắn. Dương Huyên nhìn vị trí Dương Diệp biến mất rất lâu, sau đó nói. Quay về Dương gia chờ hắn. Tiểu thư cảm thấy hắn còn sống sao? Người mặc áo giáp nói. Dương Huyên cười lạnh. Nếu như là người khác. Cho dù là chúng ta bị hố đen vòng xoáy cuốn vào cũng khó có thể sống sót, nhưng hắn. Đừng quên, hắn có thể lĩnh ngộ pháp tắc ám. Pháp tắc ám. Ánh mắt của người mặc áo giáp lập tức sáng lên, hố đen là do vật chất ám không biết tên tạo thành, với người lĩnh ngộ pháp tắc ám, bóng tối chính là nơi an toàn nhất. Lúc này, Dương Huyên nói. Nơi đây không thích hợp ở lâu, đi thôi. Nói xong, nàng xoay người lập tức biến mất. Vào lúc Dương Huyên biến mất, những người còn lại cũng biến mất theo. Chấm. Đau. Đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Đây là cảm giác của Dương Diệp trước đó, khi hắn bị cuốn vào vòng xoáy tăm tối này, trong chớp mắt này, hắn cảm giác mình đang bị chém ngàn đao vạn đao,
toàn thân đều muốn bị nghiền nát vậy. Cũng may hắn vội vàng thi triển ra pháp tắc ám, cảm giác đau đớn này mới đỡ hơn một chút. Sau khi chữa trị thân thể, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, lúc này xung quanh hắn tối đen một mảnh, trong đó có một lực lượng thần bí đang không ngừng khuấy động, hắn không biết đây là lực lượng gì, nhưng không hề nghi ngờ nhất định là lực lượng do ám vật chất tạo thành, bởi vì hắn thi triển ra pháp tắc ám, lực lượng kia hoàn toàn vô dụng với hắn. Sau khi dừng lại một lát, Dương Diệp tính rời khỏi đó, đột nhiên, một ý niệm lặng lẽ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Có thể hấp thu hết những năng lượng ám hay không? Do dự một lát, Dương Diệp quyết định thử một chút, rất nhanh, hắn vận chuyển vòng xoáy nhỏ trong cơ thể, bên trong hồng mông tháp lại đột nhiên tuôn ra một lực hút, khi lực hút này xuất hiện, những năng lượng ám xung quanh lập tức giống như thủy triều lao vọt về phía hắn. Cảm nhận được cảnh tượng như vậy, Dương Diệp mừng rỡ, hắn vội vàng đưa tâm thần chìm vào trong cơ thể. Sau khi những năng lượng ám bị hồng mông tháp hấp thu, rất nhanh, từng lực lượng lại từ bên trong hồng mông tháp chảy đến trong cơ thể của Dương Diệp. Khi nhìn thấy lực lượng kia, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Bởi vì lực lượng này không phải là hồng mông tử khí, mà là một năng lượng ám càng thêm tinh thuần. Năng lượng ám này tinh thuần hơn so với những năng lượng ám xung quanh ít nhất gấp 10 lần. Khi những năng lượng ám tiên vào trong cơ thể Dương Diệp, lại nhanh chóng bị cơ thể hắn hấp thu sạch sẽ, nhưng chẳng bao lâu, bên trong hồng mông tháp lại tuôn ra rất nhiều năng lượng ám tinh thuần. Cứ như vậy, hồng mông tháp một bên hấp thu, một bên chuyển đổi, cuối cùng những năng lượng bị hồng mông tháp chuyển đổi đều bị thân thể Dương Diệp hấp thu. Dần dần, Dương Diệp phát hiện cơ thể hắn hình như đang lột xác. Nếu có người ở bên ngoài hố đen nhìn vào, sẽ phát hiện lúc này chỗ vòng xoáy hố đen nơi Dương Diệp đứng đang từ từ nhỏ dần. Thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt đã qua 10 ngày. Lúc này, Dương Diệp còn ở trong hố đen kia, nhưng chỗ vòng xoáy hố đen kia lại đã biến mất. Vòng xoáy hố đen kia đã bị hắn hút sạch. Sẽ. Tới giây phút nào đó, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra, hố đen xung quanh kia tự nhiên chấn động mạnh, sau đó bắt đầu chậm rãi xoay tròn, giống như vòng xoáy. Một điều đáng để nói là hai mắt của Dương Diệp tự nhiên biến thành màu đen tuyền. Trong chớp mắt yên lặng, tay phải của Dương Diệp đột nhiên thò ra phía trước. Sau đó chợt nắm chặt, chỗ hố đen rất lớn kia như một gió lốc xoay tròn tại chỗ. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó hắn bắt đầu bước sang bên trái một bước, tất cả hố đen này tự nhiên giật mình dịch sang bên trái có chút, tuy nhiên động tĩnh rất nhỏ, nếu như không phải hắn lĩnh ngộ ám phép tắc thì căn bản không phát hiện được. Nhận thấy được cảnh tượng như vậy, Dương Diệp liền ngẩn người, sau đó lại vui mừng, tiếp theo cơ thể hắn thoáng động, di chuyển về phía bên trái chừng 10 trượng. Hố đen kia tự nhiên cũng rời qua bên trái chừng 10 trượng, tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào, căn bản không nhìn ra, bởi vì hố đen kia quá lớn. Dương Diệp nhìn cơ thể của mình, từ mặt ngoài lại thấy được cơ thể hắn tuyệt đối không phát sinh thay đổi gì, nhưng hắn biết rõ, cơ thể hắn bây giờ đã khác trước rất nhiều, không chỉ cơ thể không giống, ngay cả pháp tắc ám cũng đã khác biệt rất lớn. Đặc biệt là pháp tắc ám, vốn ở trong hố đen này. Pháp tắc ám của hắn chỉ có thể làm cho hắn không bị hố đen này tổn thương, nhưng bây giờ, pháp tắc ám của hắn đã có thể khống chế tất cả hố đen. Hố đen này rốt cuộc lớn tới mức nào hắn không biết, nhưng chắc chắn sẽ không nhỏ hơn so với một thế giới nhỏ. Có thể nói pháp tắc ám ban đầu và pháp tắc ám lúc này chênh lệch một trời một đất. Hắn còn phát hiện ra một điểm, đó chính là lúc này cho dù hắn không thi triển pháp tắc ám, hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Hắn lại giống như hoàn toàn miễn dịch với những năng lượng ám vậy. Hắn biết, đây nhất định là do cơ thể hắn. Không quan tâm thế nào, đây coi như là chuyện tốt, phải nói là chuyện rất tốt. Cơ thể lột xác làm cho hắn có thể hoàn toàn miễn dịch với tất cả năng lượng ám cùng tổn thương từ ám vật chất, pháp tắc ám nâng cao lại làm cho hắn có thể khống chế tất cả năng lượng ám cùng ám vật chất, ví dụ như hố đen này. Còn có một điểm nữa, đó chính là bây giờ hắn giao đấu cùng người. Hắn hoàn toàn có thể lặng lẽ bước vào trong cái bóng của đối phương, sau đó tới cho đối phương một đòn chí mạng. Bốn pháp tắc ám cũng có thể làm như vậy, nhưng sẽ không có tác dụng gì đối với huyền giả lại đạt được thần giả. Mà bây giờ, pháp tắc ám của hắn đã nâng cao, hơn nữa vì cơ thể hắn, có thể nói, hắn muốn lặng lẽ giết chết một cường giả cảnh giới luân hồi thì căn bản không phải chuyện gì khó. Đừng nói là cường giả cảnh giới luân hồi, cho dù cường giả chí cảnh hắn cũng có cơ hội một đòn tất sát. Phải biết rằng hắn còn có kiếm vực thêm đặc tính cơ thể hắn, còn có pháp tắc ám,
cho dù cường giả trí cảnh cũng khó có thể phát hiện ra hắn. Đương nhiên, nếu như cường giả trí cảnh tập trung tất cả tinh thần đề phòng, hắn vẫn khó có thể một đòn chắc chắn giết được đối phương. Còn có một điểm quan trọng nhất, đó chính là bây giờ hắn có thể khống chế hố đen. Thử nghĩ, nếu như hắn đưa hố đen này tới hệ thiên tuyền. Có thể nói, nếu như không có người nào ngăn cản hắn, một khi hắn đưa hố đen này tới hệ thiên tuyền, cũng chính là trong phạm vi lực hút của hố đen này, cả hệ thiên tuyền cũng bị hố đen này cắn nuốt hết, trừ khi có người có thể phá hủy hố đen này, nhưng ai có thể phá hủy hố đen này? Nhất định là có người có thể phá hủy hố đen này, nhưng người như thế tuyệt đối rất ít, dù sao cường giả trí cảnh cũng nhất định không thể làm được. Phải biết rằng lúc đám người Dương Huyên đối mặt với hố đen này cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Tuy nhiên, ý nghĩ là tốt, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Cho dù hắn có thể di chuyển hố đen, nhưng lại di chuyển không xa, theo hắn dự tính, lấy thực lực của hắn bây giờ tối đa chỉ di chuyển mấy vạn cây số, phải biết rằng khống chế hố đen này rất tiêu hao thể lực cùng lực tinh thần. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó nhìn lướt qua xung quanh, khẽ nói. Có nên để cho ảnh nữ? Nói đến đây, hắn dường như nghĩ tới điều gì, sau đó lắc đầu. Hắn vốn muốn cho ảnh nữ cũng bước vào bên trong vòng xoáy hố đen, sau đó để cho đối phương cùng hắn nâng cao pháp tắc ám của mình, nhưng chẳng bao lâu hắn đã hủy bỏ ý nghĩ này. Vì căn bản không thể làm vậy, sở dĩ hắn có thể nâng cao pháp tắc ám cùng thay đổi thể chất, nguyên nhân chủ yếu nhất là hồng mông tháp. Hồng mông tháp hấp thu những năng lượng ám, sau đó chuyển đổi nó thành năng lượng ám càng tinh thuần hơn cho hắn hấp thu, từ đó thay đổi thể chất của hắn cùng nâng cao pháp tắc ám của hắn. Nhưng ảnh nữ tuyệt đối không có hồng mông tháp, cho nên đối phương tiến đến hố đen này, nhiều lắm sẽ không bị hố đen cắn nuốt. Lắc đầu, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó cơ thể thoáng động lập tức biến mất. Hố đen này thật sự rất lớn, Dương Diệp ngự kiếm gần một ngày cũng không bay ra khỏi hố đen này. Đến ngày thứ hai, hắn mới cảm giác mình tới rìa của hố đen. Hai canh giờ sau, Dương Diệp cuối cùng rời khỏi hố đen kia, ra khỏi phạm vi lực hút của nó, Dương Diệp này mới dừng lại, sau đó nhìn lướt qua xung quanh, khi thấy cảnh tượng xung quanh, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, bởi vì mảnh tinh không này đã không phải là bầu trời sao hắn bước vào trước đó. Đây là nơi nào? Dương Diệp liếc nhìn một vòng, đột nhiên, hắn nhìn sâu trong tinh không phía bên trái, rất nhanh. Cơ thể hắn thoáng động bắn nhanh về phía bên đó. Bởi vì hắn cảm nhận được khí tức sinh mạng ở bên kia. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì ở phía trước hắn không xa đột nhiên xuất hiện một nam tử mặc giáp. Ở trước ngực trái của nam tử mặc giáp có khắc một chữ, Dương, nhỏ. Cường giả cảnh giới luân hồi. Dương Diệp ôm quyền. Xin hỏi các hạ. Nam tử mặc giáp liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó lạnh lùng nói. Cút. Dương Diệp biểu tình cứng đờ, sau đó nói, ta chỉ là muốn để hỏi đường, các hạ. Nếu không cút, vậy thì chết đi. Nam tử mặc giáp vừa dứt lời đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó một chưởng vỗ về phía đầu của Dương Diệp. Không thể không nói, lúc này Dương Diệp có chút sững sờ, bởi vì hắn không ngờ được đối phương tự nhiên bá đạo như vậy. Chỉ hỏi đường mà thôi. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì bàn tay nam tử mặc giáp này đã đi tới đỉnh đầu của hắn, đối phương không nương tay, nếu bị đối phương vỗ trúng, không cần phải nói, cho dù không chết cũng phải tàn. Cơ thể hắn bây giờ ở dưới tình huống không có yêu thần lực gia tăng, không có cách nào cứng rắn chống lại cường giả cảnh giới luân hồi. Dương Diệp không có sử dụng kiếm, mà dùng tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía bàn tay của nam tử mặc giáp này. Ngũ hành phá giáp quyền thêm lực lượng hồi chấn. Dương Diệp cũng không nương tay. Âm, quyền trưởng va chạm trong chớp mắt này, nam tử mặc giáp lập tức biến sắc, ngay sau đó. Rắc rắc, tay phải của nam tử mặc giáp trực tiếp mang theo một cột máu bay ra ngoài, không chỉ tay phải, toàn thân hắn cũng trực tiếp bay ra ngoài, nhưng chẳng bao lâu hắn đã ngừng lại, sau đó cổ tay trái hắn thoáng động, một thanh trường thương xuất hiện, tiếp theo hắn cầm thương chợt đâm một cái về phía trước mặt. Nam tử mặc giáp cũng không phải phản kích. Mà là phòng thủ, bởi vì lúc hắn bay ngược, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy trường thương lao tới, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, lại một quyền đánh ra. Ầm, trường thương trong tay của nam tử trung niên ầm ầm vỡ nát, mà trong chớp mắt này, nam tử trung niên lại trực tiếp thả thanh trường thương này ra, sau đó cơ thể thoáng động xuất hiện ngoài mấy trăm trượng phía bên trái. Dương Diệp không tiếp tục ra tay,
hắn liếc nhìn nam tử trung niên kia, không thể không nói, nam tử mặc giáp này làm cho hắn có chút bất ngờ. Vừa rồi hắn đánh bất ngờ trực tiếp làm đối phương bị thương nặng, vốn hắn cho rằng có thể thừa thế bắt đối phương, nhưng không ngờ được khi đối phương bị hắn đẩy lùi lại không hoảng hốt không rối loạn, hơn nữa có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Không cần phải nói, đây tuyệt đối không phải cường giả cảnh giới luân hồi nuôi trong nhà kính, mà do cường giả cảnh giới luân hồi bản thân đã trải qua trăm trận chiến. Phía xa, người mặc áo giáp liếc nhìn vết thương trên vai phải mình, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, giờ phút này, trong mắt hắn đầy nghiêm trọng. Ngươi là ai? Người mặc áo giáp đang muốn nói gì? Khi nói đến đây, vẻ mặt hắn lập tức đại biến, muốn rời khỏi đó, nhưng vào lúc này đã muộn rồi. Bởi vì chẳng biết Dương Diệp đã xuất hiện ở phía sau của hắn từ lúc nào, cùng lúc đó, cổ họng của hắn trực tiếp bị tay của Dương Diệp nắm chặt. Chỉ cần Dương Diệp dùng sức, đầu hắn sẽ dọn nhà khỏi cổ. Ngươi! Dương Diệp đang muốn nói gì, đột nhiên hắn biến sắc, sau đó cả người trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã cách xa hơn vạn trượng. Khi hắn vừa rời đi, cơ thể của nam tử mặc giáp trực tiếp vỡ ra, ngay sau đó, một lực lượng khủng khiếp giống như xả lũ khuếch tán ra bốn phía xung quanh, trong phút chốc, khắp bầu trời sao đều bắt đầu chấn động mãnh liệt, dường như muốn đổ nát chôn vùi vậy. Tự nổ. Ở giây phút Dương Diệp khống chế nam tử mặc giáp đó, nam tử mặc giáp trực tiếp lựa chọn tự nổ. Cường giả cảnh giới luân hồi tự nổ là kinh khủng tới mức nào? Một mảnh bầu trời sao kia sôi trào gần một khắc mới bình tĩnh trở lại, đây là dưới tình huống Dương Diệp ra tay, nếu không, sợ rằng một ngày cũng sẽ không bình yên được, phải nói, một mảnh bầu trời sao kia có thể sẽ bị trực tiếp sụp đổ. Phía xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt kèm theo một chút nghi ngờ, hắn chỉ muốn hỏi đường mà thôi, có cần phải chơi ác như vậy không? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa, ở không gian phía xa đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, năm tên nam tử trên người mặc khôi giáp màu vàng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ở chỗ ngực bên trái của năm người đều thêu chữ, Dương, nhỏ. Năm người đều là cường giả cảnh giới luân hồi. Dương Diệp quan sát năm người, sau đó nói. Ta cảm thấy, trong này chắc chắn có hiểu lầm gì, ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Hắn không phải nói đùa, mà thật sự cảm thấy chắc chắn có hiểu lầm gì. Người mặc áo giáp trước đó đột nhiên ra tay với hắn. Chuyện này thật sự rất không bình thường. Người đạt được cảnh giới luân hồi, làm sao có thể là loại người không có đầu óc như vậy? Đối phương ra tay với hắn thì nhất định phải có nguyên nhân gì, chỉ là hắn còn không biết nguyên nhân này. Phía xa, một nam tử mặc giáp dẫn đầu đi ra, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ta ngửi được trên người ngươi có mùi huyết mạch quen thuộc, ngươi là người của Dương gia. Dương gia? Dương Diệp nhíu mày. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn chữ Dương nhỏ ở trước ngực bên trái của năm người. Các ngươi cũng là người của Dương gia. Khi nghe thấy Dương Diệp nói vậy, hai mắt nam tử dẫn đầu này lập tức hơi nheo lại, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ta đều gặp qua mấy vị công tử, ngươi không phải bất kỳ người nào trong đó. Ngươi là người của công tử nào? Dương Diệp nhìn lướt qua năm người, sau đó nói. Dương Yên. Khi nghe thấy Dương Diệp nói vậy, năm người ngẩn người, sau đó liếc nhìn nhau, cuối cùng nam tử mặc giáp dẫn đầu nói. Dương Yên công tử sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Nam tử mặc giáp trầm ngâm một lát, sau đó cười nói. Hóa ra là người của Dương Yên công tử, thất kính, chuyện vừa rồi hoàn toàn là hiểu nhầm. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói. Không biết các hạ tới đây? Dương Diệp hơi trầm ngâm, sau đó nói. Công tử bảo ta đến xem thử. Năm người liếc mắt nhìn nhau, sau đó im lặng. Một điều đáng để nói là năm người đều nắm chặt tay lại. Dương Diệp liếc nhìn tay của năm người nắm chặt, sau đó nói. Các ngươi muốn giết người diệt khẩu. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, sắc mặt năm người này lập tức biến đổi, im lặng trong chớp mắt. Năm người liếc nhìn nhau, đột nhiên, trong mắt năm người đều hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Trong phút chốc, năm người đồng thời lập tức biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở xung quanh Dương Diệp, năm người trực tiếp bao vây Dương Diệp lại. Cùng lúc đó, năm luồng khí tức khủng khiếp trực tiếp ép về phía Dương Diệp, không gian xung quanh Dương Diệp trực tiếp vặn vẹo, Dương Diệp ở trong đó còn muốn nổ tung nghiền nát. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự tàn ác, nội đan yêu thần trong cơ thể lập tức phát động, yêu thần lực nhanh chóng lan tràn đến toàn thân hắn,
Ngay sau đó, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, trong phút chốc, hắn chợt đánh mạnh về phía trước mặt. Tịch diệt băng thiên quyền. Quyền ra, một lực lượng khủng khiếp từ trên đầu nắm tay của Dương Diệp chút ra, khi lực lượng này xuất hiện ở mảnh bầu trời sao, trong phút chốc. Lấy Dương Diệp làm trung tâm, bên trong không gian mấy vạn dặm trực tiếp đổ nát chôn vùi, biến thành một tối tăm hố đen lớn. Không chỉ có vậy, sau khi mảnh không gian đổ nát chôn vùi, trong hố đen không gian tối tăm vẫn đang không ngừng nghiền nát. Cứ như vậy, ở đó rằng có gần một giờ ở đó mới dần dần khôi phục lại bình yên. Mà lúc này, ở đó chỉ còn lại hai người, theo thứ tự là Dương Diệp và nam tử trung niên mặc áo giáp dẫn đầu trước đó. Ở trước mặt nam tử trung niên này có một tấm lá chắn màu đen. Mà bốn người còn lại kia đã hóa thành hư vô. Nam tử mặc giáp dẫn đầu này nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Thật là quyền kỹ lợi hại. Dứt lời, tấm lá chắn màu đen trước mặt hắn trực tiếp vỡ nát, sau đó bắn ra bốn phía xung quanh. Rắc 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 rắc. Lúc này, toàn thân nam tử mặc giáp đột nhiên vang lên từng tiếng xương gãy giống như tiếng pháo vậy. Cùng lúc đó, khóe miệng hắn không ngừng tràn đầy máu tươi, không chỉ khóe miệng, vào giờ phút này toàn thân hắn đều đang chảy máu, chỉ trong chớp mắt, hắn lại đã biến thành một người máu. Đột nhiên, trong tay nam tử mặc giáp xuất hiện một tấm bùa chú, thoáng cái, bùa chú kia dần dần biến mất ở trong tay hắn. Dương Diệp liếc nhìn vị trí bùa chú này biến mất, tay phải hắn cũng kẹp lại thành kiếm chỉ và muốn ra tay, mà lúc này, hắn dường như nghĩ tới điều gì, ngón tay lập tức thả lỏng ra. Phía xa, cơ thể nam tử mặc giáp này đã bắt đầu hóa thành hư ảo, dần dần, thân thể hắn càng lúc càng mờ đi, ba hơi thở sau, hắn hoàn toàn biến mất. Vào giây phút nam tử mặc giáp biến mất đó, khóe miệng Dương Diệp lập tức tràn ra một tia máu tươi, không chỉ có vậy, sắc mặt hắn cũng trắng bệch. Tịch diệt băng thiên quyền có uy lực quá lớn, cho dù là có yêu thần lực gia tăng, hắn cũng khó có thể khống chế. Cho dù một quyền vừa rồi giết chết năm tên cường giả cảnh giới luân hồi, thật ra hắn còn chưa phát huy ra được 7 phần uy lực của tịch diệt băng thiên quyền. Không phải hắn không muốn phát huy ra, mà không có cách nào phát huy ra, 7 phần uy lực đã là cực hạn của hắn. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó khẽ nói. Xem ra phải nghĩ biện pháp nâng cao cơ thể. Cho dù cơ thể hắn bây giờ cũng không tệ, nhưng so với cường giả cảnh giới luân hồi thì hoàn toàn không đủ. Cho dù là cường giả cảnh giới luân hồi bình thường cũng có thể phá vỡ được phòng ngự của hắn. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu chữa trị cơ thể. Cho dù hắn không biết đây là địa phương nào, nhưng không hề nghi ngờ, chỗ này rất có khả năng đã là hệ ngân hà. Hắn cũng không quên, Dương gia có rất nhiều người muốn hắn chết. Hơn nữa, người vừa rồi đã phát ra truyền âm phù hơn phân nửa là thông báo với người phía sau lưng hắn, không cần phải nói. Đợi lát nữa chắc chắn sẽ có cường giả đi tới chỗ này. Lần này bị thương không nghiêm trọng, nhờ hồng mông tử khí chữa trị, không đến nửa canh giờ cơ thể hắn lại khôi phục. Cơ thể khôi phục xong, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên viên tinh cầu phía xa. Nếu như hắn không đoán sai, những người vừa rồi nhất định là không muốn hắn đi tới viên tinh cầu có sinh mạng kia. Dương Diệp lại nhìn lướt qua xung quanh. Lúc này hắn mới phát hiện tinh hệ này hình như chỉ có viên tinh cầu đó có sinh mạng. Im lặng trong chớp mắt, thân hình của Dương Diệp thoáng động lao về phía viên tinh cầu kia. Dần dần, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được một mùi máu rất nồng. Rất nhanh, trái tim giết chóc trong cơ thể hắn tự nhiên đập, dường như bị cái gì đó kêu gọi. Dương Diệp ngừng lại, hắn nheo mắt nhìn, trong mắt có chút nghiêm trọng, bởi vì giờ phút này hắn mới phát hiện. Mặt ngoài của viên tinh cầu này thậm chí có từng đường màu đỏ tươi, những đường màu đỏ tươi này trải rộng cả tinh cầu. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp tiếp tục đi tới, sau nửa canh giờ, Dương Diệp ngừng lại, lúc này, hắn đã có thể nhìn thấy mặt đất của viên tinh cầu kia, mà khi đó vẻ mặt hắn lập tức trắng bệch. Đây là... Ở trong tầm mắt của Dương Diệp là những con sông, chảy trong sông không phải là nước, mà là máu. Từng con sông máu đang chảy ở trên mặt đất. Ở trong tầm mắt của Dương Diệp đều là sông máu. Cái gì gọi là máu chảy thành sông? Chính là trước mắt đây. Không chỉ có vậy, ở trên không trung của cả đại lục đều ngửi thấy một mùi máu tươi nồng đậm, có thể nói, cho dù là cường giả cảnh giới âm dương cũng không chịu được, chứ đừng nói là cảnh giới âm dương, cho dù Dương Diệp lĩnh ngộ sát ý cảnh giới quy nguyên cũng có chút chịu không nổi. Thật sự quá nồng. Dương Diệp im lặng rất lâu,
sau đó cơ thể hắn thoáng động, lao về phía đông. Bởi vì những dòng sông máu này chảy từ phía đông. Dần dần, Dương Diệp nhíu mày, sắc mặt hắn cũng càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì những con sông máu này không chỉ không giảm đi, trái lại càng lúc càng nhiều. Nếu như ở đi lên cao hơn nhìn xuống, sẽ phát hiện toàn bộ mặt đất giống như một biển máu. Đại lục này xảy ra chuyện gì vậy? Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó huyền khí trong cơ thể bắt đầu chậm rãi vận chuyển, đề phòng. Hắn cũng không hề dừng lại, mà tiếp tục đi về phía trước, khoảng một canh giờ sau, hắn nhìn thấy một tòa thành. Không hề dừng lại, hắn trực tiếp bước vào trong thành, lúc này, trong thành không có một bóng người. Nhìn tòa thành này, Dương Diệp im lặng, tòa thành này lại giống như một bể máu lớn, bởi vì trong thành đều là máu, những dòng máu lại chảy từ vị trí phía đông tới. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đông, phía chân trời ở cuối tầm mắt giống như một mảnh vải đỏ, tanh mùi máu kèm theo một chút yêu diễm. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp tiếp tục đi tới. Tuy nhiên lúc này hắn đã che giấu khí tức của bản thân. Cho dù hắn có lòng tin đối với thực lực của mình, nhưng cẩn thận có thể dùng được thuyền vạn năm. Hai canh giờ sau, Dương Diệp lại nhìn thấy một tòa thành này lớn hơn so với tòa thành vừa rồi ít nhất 5 lần. Những con sông máu xung quanh lại cuồn cuộn không ngừng chảy về phía tòa thành này. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó thân hình run lên, hóa thành một bóng đen lập tức biến mất. Rất nhanh, Dương Diệp lặng lẽ lẻn vào trong thành, giống như hắn dự đoán, trong thành vẫn đầy máu. Dương Diệp không hề dừng lại, mà tiếp tục đi tới, bởi vì những dòng máu đều đang tập trung về phía vị trí trong thành. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới vị trí giữa thành. Ánh mắt Dương Diệp trực tiếp rơi vào biển máu phía dưới này, ở trong lòng đất của biển máu có hai người đang nằm, hai người máu. Sở dĩ nói là người máu, bởi vì hai người kia hoàn toàn là do máu tươi tập trung lại. Mà ở vị trí mi tâm của hai người lại có hai vòng xoáy nhỏ màu đen với kích thước bằng nắm đấm. Ngoài ra, Dương Diệp còn phát hiện máu trong thành đều đang tập trung về phía hai người máu này. Đây là thứ gì vậy? Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia nghi ngờ. Hắn đang muốn đi qua xem thử, đột nhiên, hắn biến sắc, sau đó vội vàng đứng im. Rất nhanh, phía chân trời đột nhiên xuất hiện hai đường ánh sáng màu đen, thoáng cái, hai người mặc áo đen xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Cường giả trí cảnh. Nhìn thấy hai người mặc áo đen, vẻ mặt Dương Diệp lại nghiêm trọng. Lúc này, người mặc áo đen bên trái này đột nhiên nói. Thật may, huyết khôi vẫn còn, nếu không chúng ta cũng khó thoát tội. Người mặc áo đen bên phải khẽ gật đầu, sau đó nói. Thất thiếu gia đã tốn quá nhiều tâm huyết cho huyết khôi này, nếu như mất, lấy tính tình của thất thiếu gia, chúng ta. Nói đến đây, hai người dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt đều chợt biến đổi. Im lặng một hồi lâu, người mặc áo đen bên phải này lại nói. Tả Phong, người nói xem Dương Yên làm sao phát hiện ra nơi đây. Người mặc áo đen tên là Tả Phong im lặng một lát, sau đó nói. Ngươi cũng biết, mấy vị công tử của Dương gia chúng ta luôn để ý tới đối phương, nếu không, thiếu gia cũng sẽ không chỉ phái mấy huyền giả cảnh giới luân hồi tới làm việc này. Lần này, nhất định là chúng ta để lộ ra manh mối gì. Tuy nhiên, ta tò mò là vì sao đối phương không mang theo hai huyết khôi này đi. Người mặc áo đen bên phải suy nghĩ một lát, sau đó nói. Có phải trước đó chiến đấu với đám người Lý Minh xong, đối phương cũng bị thương nặng, sau đó trở lại tìm người. Tả Phong trầm ngâm một lát, sau đó nói. Bất kể như thế nào, phải mau chuyển huyết khôi này đi. Nói đến đây, hắn liếc nhìn hai người máu phía xa này, sau đó nói. Đáng tiếc, qua một thời gian nữa, hai huyết khôi này sẽ biến thành tồn tại vượt qua trí cảnh, mà bây giờ chỉ tương đương với trí cảnh. Người mặc áo đen bên phải này lắc đầu. Quả thật đáng tiếc, tuy nhiên cũng không tệ. Cho dù hai huyết khôi này chỉ tương đương với cường giả trí cảnh. Nhưng chiến lực của chúng tuyệt đối là vượt xa cường giả trí cảnh bình thường, có thể nói bọn họ lấy một địch năm, hoàn toàn không PT là vấn đề. Tả Phong khẽ gật đầu, sau đó nói. Thôi đi, sau này tìm cơ hội chế luyện lại bọn chúng lần nữa. Chỉ riêng tàn sát một đại lục thật sự khiến trời đất oán giận, thất thiếu gia hắn. Ngu xuẩn, người mặc áo đen này đột nhiên nói. Ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này không có bất cứ quan hệ gì với thất thiếu gia. Đều là do chúng ta làm, hiểu rõ chưa? Tả Phong im lặng rất lâu, sau đó nói. Lãnh Khô, những nhân quả này đều đang ở trên người chúng ta à?
người mặc áo đen tên là Lãnh Khô nói. Tả Phong, lẽ nào ngươi còn chưa rõ sao? Chúng ta theo Thất Thiếu Gia, chỉ cần hắn quật khởi, chúng ta lại có thể dính số mệnh của hắn thăng chức rất nhanh, đạt được cấp bậc cao hơn. Thiên phú của ngươi và ta, đạt được chí cảnh đã là cực hạn của chúng ta, nếu như không dựa vào đại khí vận gia tăng lên người, cả đời này cũng đừng mong tiến thêm một bước, chúng ta. Nhưng nếu như Thất Thiếu Gia đoạt đích thất bại thì sao? Tả Phong đột nhiên nói. Lãnh Khô im lặng rất lâu, sau đó nói. Chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Ở đó đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mười hơi thở sau, Tả Phong đột nhiên nói. Đi thôi. Nói xong, tay phải hắn đè về phía trước một cái, trong phút chốc, một biển máu trước mặt hắn trực tiếp tách ra hai bên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi, bởi vì biển máu này trực tiếp lan tràn đến vị trí của hắn. Lúc này hắn không dung nhập trong không gian, bởi vậy, khi mảnh biển máu này đi ngang qua hắn có chút dừng lại một chút. Mà chính sự dừng lại này khiến vẻ mặt của Tả Phong cùng Lãnh Khô phía xa lập tức đại biến. Tiếp theo, Tả Phong trực tiếp đánh một chưởng về phía vị trí của Dương Diệp. Vào giây phút bị phát hiện, Dương Diệp quyết định thật nhanh, trực tiếp lấy ra một cái áo bào đen khoác lên trên người mình, sau đó chân phải nhẹ nhàng dẫm vào máu loãng, trực tiếp biến mất, hắn tuyệt đối không chạy trốn. Mà xuất hiện ở trước mặt hai người máu, sau đó tay phải vẫy một cái, thu hai người máu này vào trong Hồng Mông Tháp. Làm càn. Dương Diệp vừa thu hồi hai người máu này, phía sau hắn lại truyền đến tiếng hét giận dữ của Tả Phong. Tiếp theo, một trường ấn năng lượng trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. Trường ấn năng lượng này có tốc độ rất nhanh, hắn căn bản không có thời gian chạy trốn. Dương Diệp cũng không trốn, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía trên đỉnh đầu. Ngũ hành phá giáp quyền thêm lực lượng hồi chấn. Quyền ấn năng lượng kia chấn động mạnh, sau đó ầm ầm vỡ nát, Dương Diệp lại trực tiếp bị trưởng ấn kia đánh đến trong lòng đất. Ở đó, Tả Phong cùng Lãnh Khô ngây cả người, trong phút chốc, hai người trực tiếp biến mất. Dương Diệp bước vào dưới nền đất, chân phải chợt đạp một cái, sau đó cả người trực tiếp hóa thành một đường màu đen biến mất ở sâu bên trong lòng đất. Chạy! Cướp xong lại bỏ chạy. Thật ra, không chạy không được, bởi vì giờ phút này hắn giả mạo người của Dương Yên, nếu như hắn thi triển kiếm kỹ, việc giả mạo này lại không có bất kỳ ý nghĩa nào, hơn nữa còn trêu chọc một kẻ địch mạnh mẽ. Mà nếu như không thi triển kiếm kỹ, hắn căn bản không có cách nào đối đầu với hai cường giả chí cảnh, hơn nữa còn là hai cường giả chí cảnh mạnh mẽ như vậy. Cho dù hắn có pháp tắc ám, nhưng nếu như không cần kiếm, sử dụng pháp tắc ám cũng không có cách nào giết chết đối phương. Cho dù nắm đấm của hắn cũng mạnh mẽ, nhưng so với kiếm lại còn kém hơn rất nhiều. Cho dù có thể giết chết, chắc chắn cũng chỉ có thể giết chết một người, không có cách nào giết chết cả hai, dù sao cường giả có thể đạt được chí cảnh, tuyệt đối không là kẻ ngu dốt gì. Người ta nhìn thấy ngươi có thể lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở cái bóng phía sau, vậy khẳng định sẽ đề phòng. Chạy! Ra sức chạy! Lúc này, Dương Diệp đã phát động yêu thần lực trong cơ thể. Có yêu thần lực gia tăng, lực lượng thân thể của hắn lập tức nhận được tăng cường rất lớn, cùng lúc đó, tốc độ của hắn cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Nhưng không quan tâm tốc độ của hắn nhanh hơn thế nào, hai cường giả chí cảnh này đều giống như giỏi bám trên MU bàn chân theo sát hắn. Tiếp tục như thế thì không được. Trong lòng Dương Diệp tính toán, cho dù hắn không sợ tiêu hao, dù sao có năng lượng trâu, nhưng cứ trốn tiếp như thế, một khi đối phương gọi giúp đỡ tới, vậy hắn đã có thể xong đời. Làm thế nào đây? Tâm tư Dương Diệp xoay chuyển rất nhanh, nhưng vẫn không nghĩ ra được biện pháp gì. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện hai luồng uy áp khủng khiếp, ngay sau đó, hai nam tử mặc giáp bạc xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, khi hắn chuẩn bị muốn rút kiếm, đột nhiên, hai người phía sau hắn cũng ngừng lại, đồng thời trong mắt đầy vẻ đề phòng, trong mắt hai người trước mặt hắn này cũng đầy vẻ đề phòng. Nhận thấy được cảnh tượng như vậy, Dương Diệp hơi ngẩn người, thầm nghĩ. Không phải là cùng một phe à? Đúng lúc này, Tả Phong phía sau Dương Diệp đột nhiên nói. Vô tâm, thiếu gia nhà ta cùng Dương Yên công tử tuyệt đối không có ân oán gì lớn, lần này các ngươi nhằm vào chúng ta, có phải hơi quá đáng hay không? Người của Dương Yên. Dương Diệp lại ngẩn người, mà vào lúc này, một nam tử mặc giáp bạc trước mặt hắn lại muốn nói, Dương Diệp vội vàng nói. Đồ đã tới tay, các ngươi cản bọn họ, ta trở lại giao cho công tử. Nói xong,
thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Hai nam tử mặc giáp bạc này trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Nhìn thấy Dương Diệp chạy trốn, vẻ mặt Tả Phong cùng Lãnh Khô lập tức biến đổi, Tả Phong quyết định thật nhanh. Ngươi đuổi theo, ta cản hai người bọn họ lại. Nói xong, cơ thể hắn thoáng động trực tiếp xông về phía hai nam tử mặc giáp bạc này, mà Lãnh Khô lại run lên, đuổi theo về phía vị trí của Dương Diệp. Phía xa, hai nam tử mặc giáp bạc này nhìn thấy Tả Phong xông về phía bọn họ thì cả hai đều sửng sốt. Lần này, bọn họ tới chỗ này là vì hai cường giả trí cảnh bên cạnh thất thiếu gia của Dương gia đột nhiên rời khỏi Dương gia, Dương Yên cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vậy phái bọn họ đến xem. Thật ra không chỉ Dương Yên, các thiếu gia còn lại của Dương gia chắc chắn đều đã phải người tới. Mấy thiếu gia Dương gia kiêng kỵ lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau, bất kỳ một thiếu gia nào có chút động tĩnh gì đều sẽ dẫn tới mấy vị thiếu gia còn lại quan tâm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước này thất thiếu gia không phải cường giả trí cảnh trấn giữ chỗ này, bởi vì cường giả trí cảnh bên cạnh những thiếu gia đều là đối tượng bọn họ chú ý. Mà bọn họ không ngờ được, bọn họ đi tới chỗ này, còn chưa nói một câu nào mà đối phương liền trực tiếp ra tay đối với bọn họ. Thật ra, bọn họ cảm thấy có điều gì đó không ổn, phải nói là có chút nghi ngờ người vừa chạy trốn kia có phải thật sự là người của Dương Yên hay không. Tuy nhiên lúc này, bọn họ đã không thời gian nghi ngờ hoặc giải thích, bởi vì Tả Phong đã đi tới trước mặt bọn họ, đồng thời ra tay với bọn họ. Lúc này đi theo giải thích với người ta thì có chút ngu xuẩn. Đánh lại nói sau. Ở đó, ba người chiến đấu. Lúc này, Dương Diệp đã thoát khỏi đại lục và đi tới trong tinh không, khi nhận thấy được phía sau có người đuổi theo, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống, tuy nhiên chỉ một thoáng, sắc mặt hắn lại thả lỏng ra. Bởi vì hắn phát hiện chỉ có một người đuổi theo. Một người. Dương Diệp ngừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía Lãnh Khô đuổi theo mình. Lãnh Khô thấy Dương Diệp dừng lại thì cũng lập tức ngừng lại, sau đó nói. Ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, vào giây phút hắn biến mất, vẻ mặt Lãnh Khô lúc này đại biến, thoáng cái, một khí thế khủng khiếp từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra. Ầm. Trong phút chốc. Không gian trong mấy vạn dặm xung quanh trực tiếp sôi trào lên. Qua chừng 10 hơi thở, ở đó mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lãnh Khô vẫn còn nguyên tại chỗ, Dương Diệp đã ở ngoài vạn trượng, ở trong tay hắn cầm một thanh kiếm, chỗ mũi kiếm có một tia đỏ sẫm. Phía xa, Lãnh Khô có chút đờ đẫn nhìn Dương Diệp. Sát ý cảnh giới quy nguyên, kiếm ý cảnh giới quy nguyên, kiếm vực, pháp tắc ám, kiếm kỹ chặt luân hồi. Ngươi không phải là người của Dương Yên. Dứt lời, sắc thái trong mắt hắn dần dần tiêu tan, một hơi thở sau, trong mắt hắn không có bất kỳ sắc thái nào nữa. Giết chết trí cảnh trong nháy mắt. Lúc này, khóe miệng Dương Diệp đột nhiên tuôn ra một tia máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy đến trước ngực, trong thời gian không đến hai hơi thở, trước ngực của hắn đã biến thành đỏ như máu. Cho dù hắn giết chết cường giả trí cảnh trong nháy mắt, nhưng hắn hoàn toàn không thoải mái. Vừa rồi. Hắn đã dùng hết con át chủ bài mình nắm giữ trong tay, bao gồm pháp tắc ám, kiếm vực, còn có kiếm ý giết chóc, cùng với nhất kiếm luân hồi. Lần này, thật sự không giữ lại chút nào, lấy ra hết con át chủ bài. Ngay cả như vậy, hắn cũng bị Lãnh Khô trước khi chết phản kích cho chấn động tới mức bị thương nặng. Cường giả trí cảnh không dễ giết. Đây là cảm tưởng của Dương Diệp giờ phút này, có thể nói, vừa rồi chỉ cần hắn có chút giữ lại. Chắc chắn không có cách nào giết chết được tên cường giả trí cảnh kia. Không suy nghĩ nhiều, Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, tay phải hắn vẫy một cái, thu thi thể của tên cường giả trí cảnh kia vào bên trong hồng mông tháp, sau đó thân hình run lên, lập tức biến mất. Chỗ này không có khả năng chữa thương. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp ngừng lại, hắn nhìn lướt qua xung quanh, tĩnh mịch một mảnh, không có bất kỳ khí tức sinh mạng nào. Dương Diệp ngồi xếp bằng ở không trung, sau đó bắt đầu chữa thương. Không đến nửa canh giờ, thương thế của hắn được hồng mông tử khí chữa trị đã khôi phục. Lúc này, hắn lại là trạng thái đầy máu. Sau khi vết thương khôi phục, hắn lập tức bước vào hồng mông tháp. Trong tầng thứ nhất, ở trước mặt Dương Diệp là hai người máu này, còn có thi thể cường giả trí cảnh. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên thi thể của cường giả trí cảnh này, sau khi quan sát, sắc mặt hắn có chút khó coi. Bởi vì không thể chế luyện bộ thi thể cường giả trí cảnh này thành kiếm nô. Vì sao không thể chế luyện thành kiếm nô? Bởi vì hắn dùng nhất kiếm luân hồi giết đối phương.
Đơn giản mà nói, đối phương hoàn toàn chết hẳn. Đáng tiếc. Dương Diệp lắc đầu, tuy nhiên cũng không có cách nào, bởi vì nếu như hắn không cần nhất kiếm luân hồi thì có khả năng không thể giết đối phương. Thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía hai người máu bên cạnh, trong mắt có chút nóng bỏng, những lời trước đó là Tả Phong cùng Lãnh Khô nói chuyện, hắn có nghe được, nếu không hắn cũng sẽ mạo hiểm thu hai người máu này vào thời khắc nguy hiểm đó. Thu Hạ là chí cảnh siêu cấp. Nhưng chẳng bao lâu, Dương Diệp lại nhíu chân mày lại, bởi vì hắn căn bản không biết phải làm sao thức tỉnh cùng khống chế bọn họ. Sau khi quan sát, ánh mắt của hắn rơi vào vị trí giữa chân mày của một người máu trong đó, ở nơi đó, có một vòng xoáy màu đen bằng nắm đấm lớn. Do dự một lát, Dương Diệp phân ra một luồng thần thức bước vào trong đó. Trong chớp mắt khi tia thần thức của hắn bước vào vòng xoáy màu đen, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến hóa kịch liệt, ngay sau đó, trong miệng hắn trực tiếp phun ra mấy ngụm máu, không chỉ có vậy, toàn thân hắn còn liên tục lùi lại phía sau mấy ngàn trượng mới dừng lại. Sau khi dừng lại, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó hai tay ôm thật chặt đầu, cứ như vậy gần một giờ, tay hắn mới dần dần thả lỏng ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 118.